chương 4220, Hoa Tử Linh cùng Long Xà Bảo Tàng. Huyền Đình Quất Nữ Tù không là người khác, chính là thẩm lãng đạo nữ, Hoa Tử Linh. Hoa Tử Linh sở dĩ luân lạc tới kết quả như vậy, còn muốn từ mấy trăm năm trước một hồi đại chiến nói lên. Hơn mấy trăm năm trước, Tam Thánh Giáo Giáo Chủ Bóng Tím thông qua cái nào đó nghịch thiên tiên bảo, phát hiện vô tận dưới biển sâu, sâu dưới biển bộ hải đảo ẩn chứa năng lượng khổng lồ nguyên, liền điều động một nhóm Tam Thánh Giáo Đại Quân chiếm lĩnh Long Xà Đảo. Khi đó, Long xà trong đảo có tu chân thế lực tồn tại, đảo chủ bắt đầu từ ngày xưa thượng cổ linh giới phi thăng đến Long xà đảo Hoa Tử Linh. Huyền Đình Thánh Sứ được bổ nhiệm làm đại quân thống soái, cùng Hoa Tử Linh xuất lĩnh Long xà đảo bản thổ tu chân thế lực bày ra đại chiến. Hoa Tử Linh tu vi mặc dù chỉ ở La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, nhưng bởi vì sớm mấy năm tại Long xà đảo lấy được thiên đại tạo hóa, cơ hồ tu thành bất tử chi thân, chiến lực cường đại dị thường. Trong đại chiến, Huyền Đình suýt nữa bị Hoa Tử Linh phản sát, cũng may thời khắc mấu chốt dựa vào bóng tím ban cho tử cực lôi tiên khốn trụ hoa tử linh liên hợp đông đảo la thiên thượng tiên phi hết sức chín châu hai hồ trung quy là bắt giữ hoa tử linh bắt sống hoa tử linh phía sau huyền đình xuất lĩnh tam thánh giáo đại quân nhất cử chiếm lĩnh long xà đảo hoàn toàn thắng lợi huyền đình vốn muốn trực tiếp đối với hoa tử linh tiến hành siêu hồn muốn biết được như thế nào thu hoạch long xà đảo vực nội năng lượng thật lớn nguyên lấy chồng cho thông thiên thánh mộc nhưng hắn vẫn quỷ dị phát hiện Vô luận chính mình dùng loại biện pháp nào, đều không thể đối với Hoa tử Linh tiến hành siêu hồn, cũng không cách nào diệt sát nhục thể của nàng, còn kém chút bởi vậy nhường Hoa tử Linh chạy. Thật vất vả khống chế được Hoa tử Linh nhục thân, Huyền Đình Nghiêm Hình khảo vấn cũng không có thể được đáp án. Về sau vẫn là ngày xưa Hoa tử Linh thủ hạ đắc lực phản bội, nói cho Huyền Đình Long Xà đảo sâu trong lòng đất ẩn giấu một quả to lớn tiên thạch, bị một đạo cường lực cấm chế bao trùm che lấp. Huyền Đình tìm hiểu nguồn gốc, tìm được phiên kia tiên thạch phương vị, quan hệ song song hợp tam thánh giáo đại quân ước chừng bỏ ra hơn nửa năm, mới phá tan cấm chế, rốt cuộc tìm được tiên thạch. Nên tiên thạch chính là bóng tím lúc trước phát hiện nguồn năng lượng đầu, cũng thành sau này trồng cho thông thiên thánh mộc thu được năng lượng nơi phát ra. Viên này tiên thạch cũng không đơn giản, mặt ngoài lại điêu khắc cổ quái bích họa cùng số lớn văn tự, huyền đình cùng tam thánh giáo đông đảo cao tầng phân tích ra. Này tiên thạch chính là ngũ đế thời kỳ ẩn cư tại Long xà đảo hai vị tu vi đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên yêu hoàng vợ chồng để lại bảo bối lại trừ cái này khỏa tiên thạch bên ngoài, kia đối yêu hoàng vợ chồng còn để lại thần bí long xà bảo tàng, liền giấu ở long xà đảo phụ cận. Đảo chủ hoa tử linh sớm mấy năm chính là bởi vì tìm được long xà bảo tàng, mới thu được nhục thân hồn thể gần như bất tử bất diệt nghịch thiên tạo hóa. Biết được long xà bảo tàng bí mật phía sau, huyền đình hiện lên mãnh liệt lòng mơ ước, lúc này mệnh lệnh tất cả tam thánh giáo tu sĩ cấp cao âm thầm lùng tìm long xà bảo tàng rơi xuống. Nhưng mà, phải đi ra ngoài tu sĩ đem long xà đảo, Cùng với hòn đảo quanh mình hải vực tìm tòi mười mấy lần, cũng không thể tìm được Long Xà Bảo Tàng chút dấu vết. Duy nhất biết Long Xà Bảo Tàng rơi xuống, cũng chỉ có Hoa Tử Linh. Phô Kế Khả Thi Huyền Đình đành phải ngày ngày khảo vấn Hoa Tử Linh, nghĩ hết đủ loại biện pháp ép hỏi ra Long Xà Bảo Tàng rơi xuống, nhưng mà Hoa Tử Linh tính tình cực kỳ cương liệt, vô Luận Huyền Đình như thế nào dày vò tra tấn, nàng chính là không chịu nói. Mặc dù không có nhận được Long Xà Bảo Tàng rơi xuống, nhưng Huyền Đình cái này 300 năm ở giữa thật cũng không toi công bận rộn. Sớm tại 300 năm trước, Huyền Đình liền phái thám tử đem tiên thạch cùng long xà bảo tàng sự tình truyền đạt cho ở xa Bắc Minh Tiên vực bóng tím. Khi đó bóng tím đang tại xuất lĩnh tam thánh giáo chủ lực đại quân tiến đánh Bắc Minh Tiên vực, không rảnh quản cái gì long xà bảo tàng, chỉ làm cho thám tử phát đi mật báo, mệnh lệnh Huyền Đình tại long xà đảo trồng cho thông thiên thánh mộc. Dựa vào tiên thạch cung cấp năng lượng, Huyền Đình thành công gieo thông thiên thánh mộc, xem như hoàn thành bóng tím ra lệnh. Long xà bảo tàng trở thành hắn duy nhất tâm bệnh. Lấy huyền đình tu vi, không có cách nào diệt sát hoa tử linh nhục thân hồn thể, chỉ có thể một ngày lại một ngày dày vò hoa tử linh, bởi vì nàng sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhả ra nói ra long xà bảo tàng bí mật. Nhưng mà, hắn xem thường cái này hoa tử linh ý chí lực, gần tới 300 năm đi qua, hoa tử linh như cũ không có thổ lộ suốt quan tại long xà bảo tàng nửa chữ. Huyền đình đã triệt để không có kiên nhẫn, nghĩ đến chính mình thế mà chậm chạp cầm một nữ nhân không có cách nào, huyền đình càng ngày càng thẹn quá hóa giận, chợt quát lên, hoa tử linh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Biết sớm như vậy không biết tốt xấu, bản thánh làm cho liền nên hung tàn hơn dày vào ngươi, xé nát mặt của ngươi, cắt đứt cái mũi của ngươi, móc xuống con mắt của ngươi. Chỉ là dạng này còn chưa đủ, đến làm cho một đám ác hán dày vò lăng nhục ngươi, chắc hẳn chàng cảnh kia sẽ càng thêm mỹ diệu. Huyền đình một bên cô lôi tiên, một bên ngang ngược lên tiếng, hung hăng phát tiết phẫn nộ trong lòng. Hoa tử linh nhục thân đã bị huyền đình quất không còn hình người, nàng đè nén đau đớn, trong đáy mắt giấu diếm cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng, thời thời khắc khắc đều ở đây thừa nhận vạn trùng cắn xé một dạng đau đớn. Loại này sống không bằng chết cảm giác, nhưng hoa tử linh mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tự sát, thế nhưng là nàng bị gieo toái hồn trùng, hồn lực hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, hơn nữa hồn thể bản thân chữa trị công năng, để cho nàng liền bản thân kết thúc đều không làm được. Nực cười trước đây tự cho là lấy được thiên đại cơ duyên, bây giờ lại trở thành không để cho mình phải không tiếp nhận vô tận thống khổ căn nguyên, xem ra đây chính là ta hoa tử linh số mệnh hoa tử linh tự diễu nở nụ cười trong tươi cười đều là thê lương cùng bất lực nếu như có thể lần nữa làm ra lựa chọn nàng tình nguyện tầm thường cũng tuyệt đối sẽ không dây vào kia đối long xà vợ chồng mộ huyệt trước kia chính mình bị khí số nguyền rủa quả nhiên thật sự ứng nghiệm như thế ngày tháng sống không bằng chết cho dù là tâm trí cường đại trở lại tu sĩ cũng sẽ ở trong tuyệt vọng biên mất thẩm lãng trước đây thề muốn đi theo cước bộ của ngươi kết quả là trung quy là hư không đại mộng Thôi, nếu để ngươi thấy ta đây giống như khuất nhục xấu xí bộ dáng, ta cũng tình nguyện đi chết. Hoa tử linh tim như bị đau cắt, nhẫn nhịn chịu vô tận thống khổ đồng thời, nàng niên cuồng bốc cháy lên tinh huyết của mình, lần nữa nếm thử tự bạo hồn thể. Đúng lúc này, huyền đình thánh sứ, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo. Một cái cao dài hộ vệ đang thủ hộ ngoài thánh điện hô to lên tiếng. Huyền Đình lập tức thu hồi lôi tiên, giải khai thủ hộ thánh điện cửa điện cấm chế, phóng tên hộ vệ kia đi vào, chắp tay vấn đạo chuyện gì vội vàng hấp tấp. Tên kia cao dài hộ vệ cuống quyết ôm quyền nói, bẩm báo huyền đình thánh sứ, là xà hoàng. Xà hoàng đại nhân chẳng biết tại sao tới Long xà đảo, chỉ đích danh nói muốn gặp ngài, hắn bây giờ đang ở đại trận bên ngoài chờ. Xà hoàng, huyền đình sắc mặt đại biến, nghĩ thầm đế thiên không phải tại xuất lĩnh tam thánh giáo chủ lực đại quân tiến đánh chín lê thành sao, như thế nào đột nhiên chạy đến Long xà ở trên đảo tới. Đi, mau dẫn ta đi gặp xà hoàng. Đế Thiên dù sao cũng là quy thuận Thánh giáo Đại La Kim Tiên, Huyền Đình cũng không dám chậm trễ, hắn đem hoa tử linh thu vào một cái kiện đen như mực bảo bình sau đó, liền lập tức cùng tên hộ về kia cùng nhau bay ra thủ hộ thánh điện, chuẩn bị đi chiếu cố Đế Thiên. Chương 4221, thành công trà trộn vào trại địch. Bao phủ Long Xà đảo trung bộ khu vực phòng ngự đại trận tên là Tam Nguyên Ổ quay trận, trong ngoài tổng cộng có 3 tầng, miễn cứng có thể đạt tới Kim Tiên trận tiêu chuẩn, lực phòng ngự cực kỳ cường đại thẩm lãng tại trận pháp bên ngoài dò xét thêm vài lần, cơ bản có thể xác định trận này tuyệt không phải mình lực lượng có thể phá vỡ, xem ra cũng chỉ có dụ dỗ kia tam thánh giáo thánh sử giải khai cấm chế, thả mình đi vào. Không bao lâu, Huyền Đình dẫn theo đông đảo tam thánh giáo sứ đồ cùng cao tầng chạy đến hiện trường. Cách thật xa, Huyền Đình liền cảm thấy được đế thiên cùng dưới người hắn khô lâu thiên mã má tản mát ra kinh dị sát khí, mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, vội vàng đi vào trận pháp bích chướng chỗ hướng phía ngoài trận thẩm lãng cung cung kính kính ôm quyền hành lễ rắn hoàng đại nhân đại giá quang lâm vãn bối không có từ xa tiếp đón mong rằng rắn hoàng đại nhân thứ tội huyền đình tu vi có hạn tăng thêm thẩm lãng ngụy trang thành đế thiên không có chút nào một chút kẽ hở hắn quả nhiên là không có hoài nghi trước mắt cái này đế thiên là thật hay giả thẩm lãng đáp lấy khô lâu thiên mã từ trên cao nhìn xuống nói ra bổn tỏa có chuyện quan trọng truyền đạt còn không mau nhanh chóng mở ra trận pháp không biết rắn hoàng đại nhân có chuyện gì quan trọng truyền đạt trực tiếp phân phó vãn bối đi làm là đủ Huyền Đình cẩn thận từng ly từng tí nói, đáy mắt bên trong giấu giếm một tia cảnh giác. Lúc trước tử ảnh đặc biệt dặn dò qua hắn, nói đế thiên quy thuận tam thánh giáo thời gian không dài, đối tam thánh giáo không quá mức lòng cảm mến, để cho mình đề phòng điểm ra hỏa này. Tuy nói đế thiên rất không có khả năng làm phản, nhưng huyền đình làm thủ hộ thông thiên thánh mộc tam thánh giáo thánh sử, cũng không dám tự tiện thả đế thiên tiến vào trồng thông thiên thánh mộc mấu chốt khu vực. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải là nơi nói chuyện, mau dẫn ta đi thủ hộ thánh điện thẩm lãng bày ra một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ nói. Huyền Đình tại chỗ mệnh lệnh đi theo sứ đồ cùng đông đảo tam thánh giáo cao tầng lui lại đến đầy đủ khoảng cách xa, sau đó kiên trì hướng phía thẩm lãng ôm quyền nói, rắn hoàng đại nhân chỉ cần đem muốn truyền đạt sự tình truyền âm báo cho vãn bối, vãn bối sẽ lập tức đi làm, tuyệt sẽ không chậm trễ rắn hoàng đại nhân thời gian. Thấy Huyền Đình một mực đang né tránh, không có chút nào thả mình đi vào ý tứ, thẩm lãng gương mặt đột nhiên trở nên âm lệ lên, làm càn, nho nhỏ thánh sử cũng dám vô lễ như thế chiếu người ý tứ bổn tọa làm tam thánh giáo đại quân thống soái liền tiến vào thủ hộ thánh điện tư cách đều không có không 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 cảm nhận được thẩm lãng phóng xuất ra khủng bố sát khí cùng dọa người linh áp huyền đình dọa đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra nói thẳng nói ra rắn hoàng tiền bối hiểu lầm chủ yếu là vãn bối lúc trước được tử ảnh giáo chủ mệnh lệnh trừ giáo chủ bên ngoài không thể thả cái khác bất luận cái gì một người tu sĩ tiến vào trồng thánh một khu vực thẩm lãng đầu tiên là nhướng mày sau đó lập tức tiến vào vua màn ảnh hình thức, lạnh như băng nói tử ảnh đã chiến tử, mệnh lệnh của nàng đã không làm số. Cái gì, tử ảnh giáo chủ chiến tử rồi, huyền đình giật nảy cả mình, tử ảnh tiến công bắc minh tiên vực kế hoạch không có kết quả, mấy ngày trước trốn về cửu Lê Thành, bị một vị tên là thẩm lãng tu sĩ giết chết. bổn tọa vốn muốn vì tử ảnh báo thù, nào có thể đoán được tên tu sĩ kia thực lực không tầm thường lại liên thủ cửu lê thành thành chủ phượng thiền đánh lui bổn tọa xuất lĩnh đại quân thẩm lãng nửa thật nửa giả nói đã huyền đình nói ra hắn là thuộc tử ảnh chi mệnh trông coi nơi đây thẩm lãng liền liệu định lấy tử ảnh thông minh cẩn thận khẳng định sẽ để cho những cái này trông coi thông thiên thánh mộc thánh sử đề phòng chính mình sự thật chứng minh thẩm lãng suy đoán là chính xác thẩm thẩm lãng huyền đình nghe được thẩm lãng diệt sát tử ảnh về sau trong lòng khiếp sợ tột đỉnh lúc trước tử ảnh hoàn toàn chính xác liên tục dặn dò quá mình nhất định phải cẩn thận một vị tên là thẩm lãng tu sĩ người này là tam thánh giáo địch nhân lớn nhất. Thẩm lãng tiếp tục nói, không sai, người này hung hiểm chi cực, bổn tọa dự cảm cửu lê tiên vượt chiến cuộc không ổn, cho nên mới đến đích thân tới nơi đây, muốn động dùng cái này long xà đảo giới vực truyền tống trận, tự mình đi tìm kiếm thánh chủ trợ giúp, nếu không hậu quả khó mà lường được. Giới vực truyền tống trận, huyền đình kinh hãi sau khi, không khỏi sửng sốt một chút, nói thẳng, không dối gạt rắn hoàng, long xà đảo cũng không giới vực truyền tống trận tồn tại. Thẩm lãng hai mắt co rụt lại, hắn có thể nhìn ra cái này huyền đình tuyệt không nói láo. Ngụy hâm, chiếc núi nguyệt, mỗi ngày trả lời thư hữu vấn đề. Xem ra long xà đảo tình huống thật cùng chính mình tưởng tượng bên trong có sai lệch. Thẩm lãng trên mặt vẻ nghi hoặc thoáng qua liền mất, lập tức bày ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ nổi giận mắng, các người thật sự là một đám phế vật. Đều đến long xà đảo lâu như vậy, thế mà liền nơi đây yêu hoàng hành cung cũng không phát hiện. Huyền Đình bị rung động đến sướng sờ sướng sờ, xin hỏi rắn hoàng đại nhân, cái gì là yêu hoàng hành cung? Ngũ đế thời đại, từng có tu vi đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên yêu hoàng ở đây ở trên đảo tỷ thế ẩn cư, chúc có một tòa hành cung, vậy được cung nội liền có dấu một tòa giới vực truyền tống trận. Thẩm lãng đem mình từ phi dạ nơi đó đạt được tin tức vượt lại một lần, nghĩ biện pháp cái này tam thánh giáo thánh sử. Chiếu thẩm lãng phỏng đoán, bọn này tam thánh giáo tu sĩ chiếm lĩnh long xà đảo đã đã mấy trăm năm lâu, hẳn là không có khả năng liền một chút dấu vết đều không có nắm giữ. Nghe thẩm lãng kiểu nói này, Huyền Đình lúc này phản ứng lại, mở to hai mắt nhìn nói ra, rắn hoàng ngài nói yêu hoàng hành cung hẳn là kia, long xà bảo tàng, nơi ở đi. Vãn bối hoàn toàn chính xác biết cái này long xà đảo có một chỗ thần bí bảo tàng chi địa, cũng một mực đang điều động nhân thủ tìm kiếm cái này bảo tàng chi địa, đáng tiếc một mực không thể đạt được xác thực manh mối. Thật phục các người bọn này ngu xuẩn, thẩm lãng lật tay tế ra thiên cơ ti nam, Mặt không chút thay đổi nói, bổn tọa sớm tại bước vào long xà đảo trước đó, liền đã cảm thấy được yêu hoàng hành cung vị trí ngay tại trung ương đảo, cho nên mới đích thân tới nơi đây. Đã các người bọn này ngu xuẩn không tìm được, liền để bổn tọa tự mình đến tìm. Còn không mau mở ra cho ta cái này trận pháp cấm chế, chứ có làm hại ta đại sự. Thẩm lãng lấy một bộ không dung phản đối dáng vẻ gầm thét lên tiếng, toàn thân phóng xuất ra kinh người sát khí. Huyền Đình không khỏi hít vào một hơi hàn khí, hắn cảm giác mình nếu là tiếp tục ngăn cản thẩm lãng định không có quả ngon để ăn từ ảnh giáo chủ đã chết mình chỗ dựa không có cũng không thể chọc giận cái này đế thiên huống chi huyền đình cũng nhận ra thẩm lãng trong tay thiên cơ ti nam thiên cơ ti nam đích thật là chân tiên giới cấp cao nhất định vị la bàn lập tức tin là thật tốt huyền đình rốt cục không do dự nữa lập tức lấy ra một viên phá cấm lệnh bài hướng phía lệnh bài bên trong đánh ra một đạo đặc biệt pháp ấn ong 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 Lệnh bài bên trong đột một bắn ra một đạo cột sáng màu xanh, chiếu xạ tại tam nguyên ổ quay trận bích trướng chỗ, mở ra một đạo dài rộng 10 mét khe. Thẩm lãng đè nén xuống kích động trong lòng, cưới khô lâu thiên mã cấp tốc bay vào trong trận pháp, cuối cùng là thành công trà trộn vào trại địch. Rắn hoàng đại nhân, vừa rồi vãn bối có nhiều lãnh đạo, mong rằng rắn hoàng đại nhân tha thứ A. Huyền đình lập tức quỳ lại hành lễ, sợ đế thiên giận cho đánh mèo chính mình. Thẩm lãng liếc mắt huyền đình, vốn định trực tiếp diệt sát người này, nhưng suy xét đến mình còn không biết kia giới vực truyền tống trận vị trí, dứt khoát không có động thủ. Huyền đình tu vi tại La Thiên Thượng Tiên Đỉnh Phong, so thẩm lãng cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Siêu hồn thuật một loại chỉ có thể đối tu vi so với mình thấp tu sĩ thi triển, thẩm lãng thần hồn cường độ viễn siêu cùng dai, mặc dù có thể miễn cưỡng có thể đối huyền đình siêu hồn, nhưng khó đảm bảo sẽ không ra cái gì đường rẽ. Lý do an toàn, thẩm lãng không có trực tiếp siêu hồn. Dù sao cái này huyền đình sợ hãi như thế mình, khẳng định không dám nói láo, nghĩ từ trong miệng hắn hỏi mấu chốt tin tức không khó lắm. Chương 4222, con rối cùng bảo tàng manh mối. Thẩm Lãng giả vờ giả vịt lợi dụng thiên cơ ti nam tuần sát một lần bị Tam Nguyên ổ quay trận bao phủ khu vực, đại khái hiểu rõ rõ ràng tình huống nơi này. Long xà đảo khu vực trung ương mặc dù bị cường đại kim tiên trận bảo hộ, nhưng thủ hộ thánh điện nhưng không có đại la kim tiên tỏa chấn, đối thẩm lãng mà nói, bọn này tam thánh giáo đám ô hợp căn bản không đủ gây sợ, Duy nhất đáng giá để thẩm lãng cảnh giác chính là, hòn đảo chính giữa thông thiên thánh một gốc dễ lân cận sắp đặt một tòa tế đàn, trong tế đàn thờ phụng một tôn sinh động như thật đồng tử pho tượng. Đồng tử pho tượng tay cầm một thất thải sắc bảo bình, khí thế thâm thúy bất phàm. Kim hà đồng tử, thẩm lãng mắt thấy trong tế đàn đồng tử pho tượng về sau, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Trong tế đàn cung phụng đồng tử pho tượng thế mà cực giống thượng cổ linh giới kim hà đồng tử. Đồng tử trong tay thất thải bảo bình cũng giống cực từng có lúc kim hà bảo bình nghĩ đến kim hà đồng tử là thái ất chân nhân thiếp thân đạo đồng cũng không biết pho tượng này cùng thái ất chân nhân có gì liên quan liên thẩm lãng chợt cảm thấy có chút quỷ dị đang muốn tới gần tế đàn huyền đình vội vàng tiến lên ngăn cản giải thích nói rắn hoàng đại nhân trong tế đàn tôn kia đồng tử pho tượng là thủ hộ thông thiên thánh một con dối nếu như dựa vào thông thiên thánh một quá gần có thể sẽ xúc động cấm chế còn mời rắn hoàng đại nhân biết pho tượng kia là từ đâu mà đến thẩm lãng lúc này dừng bước nhíu mày hỏi Huyền Đình tranh thủ thời gian giải thích nói, này pho tượng chính là từ ảnh giáo chủ ban cho thông thiên thánh mục hạt giống lúc cùng nhau giao cho vãn bối. từ ảnh giáo chủ mệnh lệnh vãn bối đem này pho tượng cung phụng tại thông thiên thánh mục trước, nhưng ngăn cản ngoại giới tu sĩ ý đổ phá hư thánh mục. Thẩm lãng liếc mắt cái này đồng tử pho tượng vài lần, trong mắt lóe lên nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kiên rè, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, này con dối chiến lực như thế nào? Có thể hay không đối đầu đại la kim tiên, cái này, vãn bối cũng chỉ là thụ mệnh làm việc, cũng không hiểu biết này con rối cụ thể chiến lực. Huyền Đình trả lời, thẩm lãng trong lòng vẫn còn tồn tại lo nghĩ, nghĩ đến pho tượng này nếu là tử ảnh ban cho Huyền Đình thánh sử con rối, đoán chừng cũng không đến nỗi quá mức cường đại, thẩm lãng thật không có truy đến cùng việc này. Đem cái này long xà đảo nội tình triệt để thăm dò rõ ràng về sau, thẩm lãng mượn cơ hội giả bộ thiên cơ ti nam không cách nào định vị yêu hoàng hành cung vị trí, sắc mặt âm trầm nói kia yêu hoàng hành cung giấu kín vị trí cực kỳ ẩn nấp, thế mà liền bổn tọa thiên cơ ti nam cũng không thể cảm thấy được xác thực vị trí, thật sự là không may. Huyền Đình mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, vốn cho rằng đế thiên hẳn là có bản lĩnh có thể tìm tới kia long xà bảo tàng, không nghĩ tới kết quả là thế mà vẫn là không thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì không sao, dù sao hắn cũng không vớt được chỗ tốt, chủ yếu là cái kia tên là thẩm lãng tu sĩ lợi hại như thế, người này vạn nhất giết tiến long xà đảo, hậu quả khó mà lường được. Lúc trước nghe đế thiên nói long xà đảo có giới vực truyền tống trận tồn tại, Huyền Đình còn tưởng tượng lấy có thể lợi dụng giới vực truyền tống rời đi, hiện tại xem ra chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thẩm Lãng dừng lại hùng hùng hổ hổ về sau, vừa lúc thời cơ hỏi Huyền Đình liên quan tới kia Long xà bảo tàng tin tức, người biết bao nhiêu? Chuyện cho tới bây giờ, Huyền Đình cũng không dám tại Đế Thiên trước mặt che giấu, lập tức trả lời, rắn Hoàng đại nhân, vãn bối mặc dù không biết Long xà bảo tàng ở nơi nào, nhưng mấy trăm năm trước lại bắt lấy một biết được Long xà bảo tàng hạ lạc nữ tu sĩ chỉ là cái này nếu tu sĩ người mang nghịch thiên thần thông vãn bối không cách nào đối nó tiến hành siêu hồn cũng không thể ép hỏi ra long xà bảo tàng ở nơi nào có điều rắn hoàng đại nhân ngài là đại la kim tiên chắc hẳn có biện pháp có thể đối nàng siêu hồn huyền đình tự biết bởi vì mình tu vi không tốt cho nên mới không cách nào đối kia hoa tử linh tiến hành siêu hồn nhưng trước mắt đế thiên thế nhưng là đại la kim tiên chắc hẳn lấy năng lực của hắn có thể trực tiếp siêu hồn đạt được long xà bảo tàng manh mối thẩm lãng mặt mày vén lên truy vấn người nói tên tu sĩ kia người ở chỗ nào người này chính cầm tù tại vãn bối ngọc cổ trong bình huyền đình từ trong tay áo lấy ra một kiện đen như mực bảo bình đang muốn đem bảo bình bên trong cầm tù hoa tử linh đem thả ra tới ai ngờ liền trong nháy mắt này trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một đạo phẫn nộ khẽ kêu âm thanh phương nào đạo trích dám can đảm giả mạo đế thiên sông ta tam thánh giáo trọng địa Âm thanh này tựa như kinh lôi nổ vang, truyền khắp toàn bộ long xà đảo trung bộ khu vực. Tử ảnh, thẩm lãng toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, cũng không chính là tam thánh giáo giáo chủ tử ảnh. Kỳ quái, tử ảnh tại mấy ngày trước bị mình lợi dụng hỏa tiêm thương trọng thương, bị thương mà chạy, làm sao lại nhanh như vậy liền truy tung lên mình. Giả mạo đế thiên, nghe được tử ảnh thanh âm về sau, huyền đình đầu tiên là sướng sờ, lập tức sắc mặt đại biến, nháy mắt ý thức được không đúng, nhanh lên đem lấy ra bảo bình thu hồi lại. Vật này, người vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi, đã bị nhìn thấu thân phận, thẩm lãng cũng lười lại ngụy trang, trong mắt sát cơ lộ ra, trên cổ tay càn khôn quyển nháy mắt bắn ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh chúng huyền đình kia nắm lấy bảo bình tay phải. Đông, kim hoàn không sai không kém đụng vào huyền đình cánh tay phải, bắn ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt. Càn khôn quyển bắn ra khủng bố kim mang trực tiếp đem huyền đình toàn bộ cánh tay phải đánh tan, hạt gạo kích cỡ tương đương thịt nát phẩy ra bắn ra bốn phía. a à, huyền đình trong miệng phát ra kinh hãi muốn chết tiếng kêu thảm thiết. hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cánh tay phải liền đã bị đánh tới kim hoàn đánh nát thành cặn bã. thẩm lãng lấn người mà lên lấy tốc độ nhanh nhất cướp đi món kia bị đánh bay ra ngoài màu đen bảo bình. vật này dường như một loại nào đó cất giữ vật sống không gian đồ vật cũng không phải là tiên bảo. huyền đình vừa rồi nâng lên tên kia biết được long xà bảo tàng bí mật tu sĩ hơn phân nửa liền cầm tù tại cái này bảo bình bên trong. Thẩm lãng không kịp nhìn kỹ, vội vàng lấy đi bảo bình về sau, liền vung vẩy lên trong tay càn khôn quyển, hung hăng đánh tới hướng huyền đình chán, muốn giết người diệt khẩu. T, mắt thấy kia càn khôn quyển mang theo thiên tuyệt đất diệt kim quang đánh tới, huyền đình dọa đến hít vào một hơi hàn khí. Kinh hãi tới cực điểm huyền đình, lấy tốc độ nhanh nhất từ chữ vật giới chỉ bên trong tay lấy ra bạch quang lập lòe đỉnh cấp tiên phù, bóp nát kích phát. Bạch hồng quán nhật phù, trong chớp mắt, huyền đình trước người đột nhiên cuốn lên mảng lớn màu trắng tia sáng, hội tụ thành một đạo to lớn bạch sắc quang cầu, đụng vào càn khôn quyển, bắn ra trời sập đất sụp oanh minh tiếng vang. Thân là thông thiên thánh một quản hạt người, huyền đình vẫn là có thủ đoạn bảo mệnh. Chương này bạch hồng quán nhật phù chính là tử ảnh ban cho hắn đỉnh cấp tiên phù, tiên phù bên trong phong tồn một đạo kim tiên thuật, mặc dù tạm được, nhưng cũng không thể khinh thường. Cùng lúc đó, chân trời cũng đột nhiên bay tới chín đạo thanh thế kinh người tử sắc quang trụ, tinh chuẩn không sai đụng vào càn khôn quyền. Dầm dầm rầm nổ vang âm thanh giống như trời trong phích lịch, ánh sáng tím, bạch quang, kim quang sen lẫn va chạm, thiên địa biến sắc. Dựa vào tử ảnh thần thông trợ lực, huyền đình lại miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng thân xác vẫn là không thể tránh né đụng phải bảo tạc sinh ra năng lượng xung kích, bị đánh bay đẩy lui, há miệng phun huyết. Ngươi là thẩm lãng, chân trời hiện lên một đạo tử sắc độn quang, phi độn mà đến tử ảnh mắt thấy thẩm lãng thủ đoạn công kích, cùng kia kim quang trói mắt càn khôn quyển về sau, biểu lộ nháy mắt trở nên vừa kinh vừa sợ. Nàng vạn vạn nghĩ không ra giả mạo đế thiên, xâm nhập long xà đảo tu sĩ thế mà lại là thẩm lãng. chương 4223, lập lại chiêu cũ. Nói đến, tự ảnh cùng thẩm lãng cũng đúng lúc là đánh một cái tranh lệch thời gian. Mấy ngày trước, tự ảnh lợi dụng độn thiên lệnh chạy ra cửu Lê Thành về sau, truyền tống đến vô tận dưới biển sâu bộ hải vực, vừa lúc khoảng cách long xà đảo không xa, Tử ảnh tại hoang tàn vắng vẻ dưới biển sâu khôi phục lên thương thế, nàng dựa vào thánh chủ ban cho kim đan, thân xác cùng hồn thể gặp tất cả thương thế đồng đều tại cực nhanh thời điểm khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục sau tử ảnh chạy tới đầu tiên long xà đảo, chuẩn bị bố trí hành động, lấy đối mặt cửu lê tiên vực phản công. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra thẩm lãng hành động tốc độ lại nhanh như vậy. Thế mà trước chính mình một bước đi vào long xà đảo, còn dựa vào ngụy trang thành đế thiên thân phận, trà trộn vào nhập trận pháp trong kết giới. Tiếng nổ bên trong, toàn thân đẫm máu huyền đình dọa đến hồn bay lên trời, hắn kéo lấy máu thịt bè bét cánh tay, trong miệng phát ra quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai, giáo chủ. Giáo chủ cứu ta, ta, ta sắp bị đánh chết, phế vật vô dụng, phi độn mà đến từ ảnh đột nhiên quang lên huyền đình thân xác, một chân đem hắn đạp đến sau lưng, hai con người gắt gao nhìn chầm chầm thầm lãng. Lúc trước bị hỏa tiêm thương trọng thương đau khổ tư vị còn rõ mồn một trước mắt, lần nữa đối mặt thẩm lãng, tử ảnh trong mắt lóe lên mãnh liệt vẻ kiêng rè, yêu phụ cái này thật đúng là xảo a à, nghĩ không ra thế mà lại ở đây lại cùng ngươi chạm mặt thẩm lãng ngoài cười nhưng trong không cười nói chỗ mi tâm tu la thánh đồng nổi lên hào quang màu vàng sậm nhanh chóng dò xét tử ảnh vài lần nhất làm cho hắn ngoài ý muốn cũng không phải tử ảnh đột nhiên xuất hiện chuyện này mà là cái này yêu nữ thương thế thế mà có thể tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục hỏa tiêm thương chỗ mang theo sao trời liệt hỏa uy lực đến cỡ nào bá đạo thẩm lãng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua mình bị chút ít sao trời liệt hỏa đốt bị thương, đều muốn 10 ngày nửa tháng khả năng hoàn toàn khôi phục, cái này yêu nữ trước đó thế nhưng là bị mình ném đi ra hỏa tiêm thương phế bỏ hơn phân nửa cái mạng, vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục, quả thực để thẩm lãng có chút khó có thể tưởng tượng. Thẩm lãng tạp vái, dám can đảm giả mạo đế thiên xâm nhập ta tam thánh giáo địa bàn, người lá gan coi là thật không nhỏ. Từ ảnh sắc mặt âm hàn chi cực, từng chữ nói ra nói. Thẩm lãng cười lạnh thành tiếng, cũng vậy, Lúc trước người cái này yêu phụ không phải cũng xâm nhập Cửu Lê Thành bên trong. Trước đó vô ý để ngươi chạy trốn, lần này ta nhìn người cái này yêu phụ có thể trốn nơi nào. Vừa mới nói xong, Thẩm Lãng trong mắt nổi lên giày đặc sát cơ, toàn lực hướng phía trong tay càn khôn quyển quán chú hỗn độn linh lực, ném mà ra. Ong ong ong, càn khôn quyển đón gió căng phồng lên đến vạn trượng rộng, giống như một vòng kim sắc liệt nhật, cấp tốc đánh úp về phía Tử Ảnh. Thẩm Lãng nghĩ rất rõ ràng, Tử Ảnh đột nhiên xuất hiện mang ý nghĩa thân hãm trại địch mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui hắn cuối cùng vẫn là muốn cùng cái này yêu nữ phân ra cái sinh tử không phải hết thảy đều đem rông dài làm càn thấy thẩm lãng lớn lối như thế từ ảnh khí giận sôi lên nàng há mồm phun ra định phong châu định phong châu bên trong tuôn ra mãnh liệt bảy sắc phong bạo hội tụ thành cuồng bạo bảy sắc vòi rồng đụng vào càn khôn quyển rầm 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 càn khôn quyển đụng vào thất thải phong tường bắn ra liên tiếp chói tai chi cực tiếng nổ vang cái này định phong châu không hổ là ngũ đế thời đại đại danh đỉnh đỉnh tịch linh cấp tiên bảo, lực phòng ngự có thể xưng không thể tưởng tượng, tử ảnh không có phí bao lớn khí lực liền ngăn cản được càn khôn quyền một kích lực lượng. Mắt đỏ xé trời, thẩm lãng chỗ nghi tâm tu la thánh đồng phun ra ra che ngập bầu trời huyết quang, điên cuồng hướng phía tử ảnh công kích tạo áp lực. Tử ảnh tại toàn lực thôi động định phong châu đồng thời, hóa hình thành tử mỹ thiên hồ dáng vẻ chín đầu đuôi cáo bỗng nhiên nước cuồn cuộn ra tầng tầng lớp lớp tử sắc hồ hỏa ngăn cản được huyết quang xung kích Thấy Tử Ảnh không có áp lực chút nào ngăn cản được thần thông của mình, thẩm lãng mặt đen giống đáy nồi. Cái này Tử Ảnh thực lực dù không bằng Hoàng Ảnh, nhưng như cũng không thể khinh thường. Mấy ngày trước mình sở dĩ có thể trọng thương cái này Tử Ảnh, chủ yếu vẫn là dựa vào Hỏa Tiêm Thương sức mạnh. Nếu như mình không sử dụng Hỏa Tiêm Thương hoặc là ma trùng lực lượng, y nguyên rất khó đối phó tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên Tử Ảnh. Trừ Hỏa Tiêm Thương cùng ma trùng lực lượng hai loại sẽ tự tổn thân xác cùng hồn thể đòn sát thủ bên ngoài thẩm lãng khuyết thiếu cái khác hữu hiệu cường lực thủ đoạn công kích, đây cũng là hắn chí mạng nhất nhược điểm. Cũng may từ ảnh thi triển thần thông đồng dạng 10 phần bảo thủ, nàng rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, tựa hồ là nghĩ thăm dò thẩm lãng thực lực đến tột cùng như thế nào. Rầm rầm rầm, đôi bên phóng thích ra thần thông lẫn nhau kích động không ngớt, kịch liệt oanh minh tiếng bạo liệt không dứt bên tai. Thủ hộ thánh điện Tam Thánh giáo sứ đồ cùng các cao tầng tất cả đều bị cái này vang vọng đất trời kịch đấu động tính kinh động, nhao nhao chạy đến hiện trường. Chư vị nhanh chóng đến chỗ của ta tập kết theo bản thánh làm cùng một chỗ thi triển thần thông trợ giáo chủ một chút sức lực chu sát cái này tặc nhân vết máu đầy người huyền đình vì vãn hồi điểm tôn nghiêm mặt mũi trong miệng phát ra khàn cả giọng tiếng gầm gừ dẫn đầu hướng phía thẩm lãng phát động công kích oanh một tiếng vang trầm huyền đình quanh thân cuốn lên một cỗ lôi đình phong bạo trong chớp mắt hình thành một đạo to lớn vòi rồng trong gió lốc vô số điện xà bừa bãi tàn phá hướng phía thẩm lãng oanh sát mà đi chu sát tạc nhân thủ hộ thánh điện một đám tam thánh giáo sứ đồ cùng cao tầng tu sĩ nhao nhao tụ tập đến huyền đình bên này đồng thời hướng phía thẩm lãng phát động công kích trong lúc nhất thời rất nhiều công kích giống như mưa như chút nước như mưa to cùng nhau đánh úp về phía thẩm lãng thẩm lãng cảm nhận được một tia áp lực bên ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ ra bí ngân thánh y ngay sau đó rất nhiều thần thông công kích đụng vào thân thể của hắn đông 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 trói tai oanh minh tiếng bạo liệt khiến người ù tai mất thông thẩm lãng bằng vào bí ngân thánh y cường đại lực phòng ngự ngăn cản được bọn này tam thánh giáo tu sĩ một lát công kích không thành vấn đề gì nhưng dần dần sẽ tương đương phiền phức mặc dù có thể thả ra trong ngực mini quảng thiên cung bên trong liên tinh bạch lam cùng mộng tuyền nhi ba người đến giúp mình một chút sức lực nhưng dưới mắt loại trường hợp này thực sự quá mức nguy hiểm thẩm lãng không nghĩ để các nàng có cái gì không hay xảy ra như thế đấu tiếp không phải cái biện pháp dưới mắt chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất chu sát tử ảnh khóa chặt thắng cục, kế hoạch của mình mới sẽ không nhận ảnh hưởng. Nếu như lần này còn không có cùng tử ảnh làm ra kết thúc, chỉ sợ phiền phức tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp, mình muốn tìm đến long xà đảo giới vực truyền tống trận cũng sẽ càng thêm gian nan. Nhạc phỉ nhi hồn độc ngày càng tăng thêm, thẩm lãng không có thời gian mang xuống. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải muốn ở chỗ này chu diệt tử ảnh. Hỏa tiêm thương, lại giúp ta một chút sức lực, ôm lấy cái này mãnh liệt suy nghĩ, thẩm lãng không có lựa chọn nào khác, hắn lập lại chiêu cũ, lại lần nữa giải khai hỏa tiêm thương phong ấn. Oanh, cuồng bạo xích kim sắc liệt hỏa từ thẩm lãng thân xác càn quét phóng thích, ánh vàng rực rỡ ba mũi trường thương phá thể mà ra, ngưng tụ tại thẩm lãng trước người, bắn ra liệt nhật sao trời rực rỡ quang huy. Thẩm lãng cầm thân thương, hỏa tiêm thương bên trong bắn tung tóe ra sao trời liệt hỏa cưỡng ép tràn vào trong cơ thể hắn, kia cố quen thuộc lại mãnh liệt cực hạn cảm giác nóng rực xâm nhập thân xác hồn thể. Giờ khắc này, thẩm lãng thân xác tựa như ngay tại phun trào núi lửa, Bên ngoài thân không ngừng dâng lên mà ra sao trời liệt hỏa đem không gian bốn phía đều phủ lên thành xích hồng sắc. Sao trời liệt hỏa ẩn chứa cực lớn đến cực hạn lực lượng hủy diệt, có thể tùy tiện triệt tiêu tam thánh giáo tu sĩ phóng thích ra tất cả công kích thần thông. Cái này nghe giận cả người một màn, nhìn chúng tam thánh giáo tu sĩ trợn mắt hốc mồm. "Yêu phụ, cho ta nhận lấy cái chết." Thẩm Lãng hai mắt hung quang bùng lên, hai tay nắm chặt hỏa tiêm thương, mang theo lay trời chi thế, hướng phía Tử Ảnh đâm thẳng tới chương 4224, lưỡng nghi trụ đĩa CD. Hỏa tiêm thương mũi thường rung động ngâm khẽ, đỏ môi sao màu đỏ liệt hỏa trào lên mà ra, những nơi đi qua, liền không gian đều bị xung kích mơ hồ không rõ, uy lực to lớn có thể xưng nghe giận cả người. Lại là cái này tử diễm rắn răng hỏa tiêm thương, tử ảnh vừa kinh vừa sợ, nàng tự mình trải nghiệm quá hỏa tiêm thương uy lực, tự nhiên sẽ hiểu cái này phong linh cấp thiên bảo uy năng lớn đến loại nào kinh thế hãi tục trình độ, chỉ bằng phổ thông phòng ngự thủ đoạn, căn bản không có cách nào ngăn lại hỏa tiêm thương công kích mình nghĩ không dẫm lên vết xe đổ cũng chỉ có thể vận dụng món đồ kia mắt thấy hỏa tiêm thương mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt đánh tới từ ảnh không có lựa chọn nào khác đành phải lấy tốc độ nhanh nhất tế ra một kiện cổ sơ không chịu nổi đen trắng bát quái bàn bát quái bàn chẳng qua lớn chừng bàn tay mặt ngoài dạn nứt ra mấy đạo dữ tợn khe hở dường như một kiện niên đại xa xưa hư hại tiên bảo lưỡng nghi chủ đĩa cd mở Tử ảnh biến trở về người thân, dùng sắc bén móng tay cào nát bàn tay của mình, trong lòng bàn tay tuôn ra lượng lớn máu tươi. Trong chớp mắt, tử ảnh nhuốm máu bàn tay tóm chặt lấy cái này đen trắng bát quái bàn, điên cuồng hướng phía bát quái trong mâm quán chú hỗn độn linh lực. Ong ong ong, bát quái bàn lúc này tuôn ra hai cỗ to lớn đen trắng khí lưu, phi tốc sen lẫn xoay tròn, hình thành một mặt dáng như thái cực đồ án đen trắng vòng xoáy, ngân tại tử ảnh trước người. Sau một khắc, ầm. Um, thẩm lãng tay cầm hỏa tiêm thương đánh chúng kia đen trắng vòng xoáy bộc phát ra trời sập nát tiếng vang oanh minh hung mãnh tia sáng liệt diễm chỉ một thoáng bao trùm bốn phía hết thảy khiến người hít thở không thông sóng nhiệt càn quét thiên địa phương viên trong vạn dặm hoa cỏ cây cối thậm chí núi đá tất cả đều tại sóng nhiệt xung kích hạ biến thành một phiến đất hoang vu a à, rất nhiều tam thánh giáo sứ đồ cùng cao tầng bị đánh tới sóng nhiệt nghiêm trọng đốt bị thương trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thậm chí còn có không ít tu vi không tốt tam thánh giáo tu sĩ ngăn cản không nổi sóng nhiệt xung kích, thân xác trực tiếp bị thiêu hủy thành cho tàn, tại chỗ chết. Nhanh lùi lại phía sau, Huyền Đình trong lòng kinh dị vô cùng, một bên chống lên phòng ngự màn ngăn, một bên lùi lại phía sau. Hắn đoán được cái này giả mạo đế thiên tặc nhân có thể sẽ rất khó đối phó, nhưng vạn vạn nghĩ không ra đối phương thế mà cường đại đến loại này phân thượng. Thẩm lãng cả người vòng quanh mãnh liệt sao trời liệt hỏa, tam thánh giáo tu sĩ thần thông công kích thậm chí đều không thể xuyên qua hắn bên ngoài thân liệt hỏa tầng, lại càng không cần phải nói làm bị thương thẩm lãng thân xác. Trừ tử ảnh bên ngoài tu sĩ khác, gần như thành bài trí cùng pháo hôi, bọn hắn cũng không dám tới gần thẩm lãng, sợ nhiễm kia kinh dị vô cùng sao trời liệt hỏa. Mấy tức thời gian về sau, hỏa tiêm thương nước cuồn cuộn ra sao trời liệt hỏa như muốn đem tử ảnh trước người đen trắng vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn. Uống, tử ảnh trong miệng phát ra sắc nhọn khẽ kêu âm thanh, điên cuồng thôi động lên trong tay bát quái bàn. Chỉ thấy rất nhiều máu tươi từ nàng lòng bàn tay miệng vết thương tràn ra, bị bát quái bàn trắng trợn hấp thu, cấp tốc chuyển hóa thành đen trắng năng lượng, ra chỉ đến trước người nàng đen trắng vòng xoáy bên trong. Đen trắng vòng xoáy phóng xuất ra cực mạnh hấp lực, tận khả năng hấp thu phòng ngự được hỏa tiêm thương hủy diệt năng lượng. Bằng vào cái này thần bí tiên bảo, tử ảnh một lát thế mà có thể chống đỡ ở hỏa tiêm thương sức mạnh thẩm lãng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc từ ảnh trong tay cái này bát quái bàn có thể có như thế uy năng chỉ sợ cũng là phong linh cấp tiên bảo đây cũng không phải trọng điểm trọng điểm là thẩm lãng có thể mơ hồ cảm giác được kia bát quái bàn bên trong ẩn chứa một luồng khí tức thần bí mình lại hết sức quen thuộc mà theo lấy cố khí tức kia không ngừng phóng đại thẩm lãng nhạy cảm cảm ứng được nhẫn chữ vật của mình bên trong đột một truyền đến hai cỗ cảm giác nóng rực là thiên cơ quái bàn mảnh vỡ thẩm lãng tâm thần rung động mình trong chữ vật giới chỉ hai khối thiên cơ quái bản mảnh vỡ thế mà có thể cùng cái này bát quái trong mâm khí tức thần bí sinh ra cộng minh, hẳn là tự ảnh thúc dục cái này bát quái trong mâm cũng có dấu thiên cơ quái bản mảnh vỡ. Thưa dịp lấy nhục thân của mình còn có thể chịu đựng lấy sao trời liệt hỏa thiêu đốt, thẩm lãng thử thăm dò, yêu phụ, trong tay người cái này phong linh cấp tiên bảo, thế nhưng là kia trương đạo lăng ban cho người phòng thân chi vật. Tự ảnh sắc mặt đột biến, thẩm lãng một câu nói toạc ra chân tướng, cái này lưỡng nghi trụ đĩa cd đích thật là trương đạo lăng ban cho tử ảnh phòng thân chi vật nhưng chân chính để tử ảnh kinh ngạc ngược lại không là chuyện này mà là tiểu tử này thế mà biết được thánh chủ thân phận cho tới nay tam thánh giáo chân chính phía sau màn người quyết định chính là trương đạo lăng hiền viên tam thánh từng kính trương đạo lăng vì cao nhân tiền bối sau bởi vì trương đạo lăng cứu trở về tại loạn thạch sơn chi chiến bên trong suýt nữa mất mạng hoàng ảnh thâm thụ đại ân hoàng ảnh cùng tử ảnh tôn nó là thánh chủ Nói về cái này lưỡng nghi trụ đĩa CD, bảo vật này là lấy một kiện hư hại phong linh cấp tiên bảo cải tạo tu bổ mà thành. Nhưng bởi vì tiên bảo bản thân có thiếu hụt, cho nên tu bổ sau tồn tại nhất định tệ nạn. Cái này hư hại lưỡng nghi trụ đĩa CD đang thúc giục động thời điểm, sẽ vô hạn chế hấp thu tu sĩ máu tươi cùng nguyên khí, lấy tu sĩ mệnh số chuyển hóa thành âm dương lực lượng, có thể phòng ngự được uy lực mạnh mẽ hủy diệt thần thông, dùng cho bảo mệnh. Từ ảnh lúc trước sở dĩ không vận dụng bảo vật này, chủ nếu là bởi vì cái này lưỡng nghi trụ đĩa cd tác dụng phụ quá lớn vận dụng bảo vật này thế tất sẽ hao tổn thảo nguyên hiện tại muốn đối mặt thẩm lãng trong tay hỏa tiêm thương nàng cũng chỉ có thể lợi dụng lưỡng nghi trụ đĩa cd đến chống lại thẩm lãng tạp toái đừng muốn cuồng vọng bổn tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chống bao lâu từ ảnh cảm thấy được thẩm lãng thân xác cũng bị hỏa tiêm thương phóng thích ra sao trời liệt hỏa tiếp tục đốt bị thương nàng rất nhanh liền kịp phản ứng thẩm lãng tiểu tử này khẳng định là tự thân tu vi không tốt cưỡng ép vận dụng hỏa tiêm thương cũng sẽ lệnh bản thân mình gặp kịch liệt phản phệ. Mấy hơi thở qua đi, thẩm lãng thân xác lớn diện tích bỏng, mảng lớn huyết nhục hóa thành cháy đen hình, trên người bí ngân thánh y cũng bị sao trời liệt hỏa thiêu hủy. Từ ảnh liệu định, chiếu loại tốc độ này tiêu hao xuống dưới, tuyệt đối là thẩm lãng đỉnh trước không ngừng hỏa tiêm thương phản phệ lực lượng mà ngã xuống. Thẩm lãng sắc mặt âm trầm chi cực, mặc dù thân thể của hắn dung hợp nguyên phượng huyết mạch sau cường độ tăng vọt, nhưng vẫn là chịu không được hỏa tiêm thương tinh thần chi hỏa tiếp tục không ngừng thiêu đốt, thân xác đã bắt đầu lớn diện tích bỏng, huyết nhục làn da cháy đen da bị nẻ. Nhưng hắn đồng dạng có thể nhìn ra từ ảnh thân xác bên trong máu tươi cùng nguyên khí đang bị cái này lưỡng nghi trụ đĩa CD si nhanh chóng thôn vệ hấp thu, cái này yêu nữ nhất định cũng chống đỡ không được bao lâu. Như người mong muốn, thẩm mỗ cũng muốn muốn biết, đến cùng là người chết, vẫn là ta vong. Thẩm lãng bày ra một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ cười lạnh thành tiếng, So sánh mình chỉ là thụ một chút tổn thương, Tử ảnh trả ra đại giới rõ ràng muốn càng lớn, thấy thế nào đều là mình chiếm tiện nghi. Huống chi, có Quảng Thiên cung mang theo mang theo, Thẩm Lãng còn có đường lui có thể chọn. Coi như mình chịu không được, cũng nhanh có thể trốn vào Quảng Thiên cung tạm lánh, chờ thương thế khôi phục sau trở ra. Tử ảnh nhưng không có Quảng Thiên cung loại này tiên bảo, Thẩm Lãng không tin cái này yêu phụ bị hút đi sinh cơ nguyên khí có thể giống như chính mình khôi phục nhanh chóng. Ôm lấy ý nghĩ này, thẩm lãng vung vẩy lên trong tay hỏa tiêm thương, điên cuồng hướng phía tử ảnh công kích tạo áp lực. Kim mang trùng thiên mũi thương như mưa rơi đánh tới, ép tử ảnh cạn kiệt 12 phần toàn lực thôi động lên lưỡng nghi trụ đĩa CD, duy trì được trước người không gian vòng xoáy không bị hỏa tiêm thương đánh tan. Thấy thẩm lãng một bộ không có sợ hãi biểu lộ, tử ảnh trong lòng có loại dự cảm xấu, vì lý do an toàn, nàng lập tức hướng phía sau lưng huyền đình khởi xướng truyền âm, huyền đình, người nhanh chóng nhanh đem thánh mộc trong tế đàn tôn kia đồng tử pho tượng chuyển đến, Càng nhanh càng tốt. Vâng, nhận được mệnh lệnh Huyền Đình chịu đựng đau sót, bước ra rời đi chiến trường, cấp tốc chạy tới Thánh mục tế đàn. Chương 4225, Kim Hà đồng tử. Thẩm Lãng tâm tư chỉ đặt ở đối phó tử ảnh trên thân, căn bản không có lưu ý Huyền Đình cùng cái khác đối với mình không bất cứ uy hiếp gì Tam Thánh giáo tu sĩ. Chết, chết đi cho ta. Tinh thần chi hỏa không ngừng đốt cháy Thẩm Lãng thân thể, nhưng mà Thẩm Lãng toàn vẹn không sợ, kịch liệt đau sót ngược lại là để hắn càng đánh càng hăng. Trong tay hỏa tiêm thương giống như kích xạ mà đến vô số hỏa diễm sao băng, mưa to gió lớn thế công ép Tử Ảnh liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, Tử Ảnh kiệt lực phòng ngự, gần như bị thẩm lãng công kích ép tới không thở nổi. Nàng không dám hóa hình chi phí thể, không phải hình thể quá lớn, rất dễ bị hỏa tiêm thương phóng thích ra sao trời liệt hỏa đốt bị thương. Đấu sau một lúc, Tử Ảnh sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong cơ thể máu tươi cùng nguyên khí bị trong tay lưỡng nghi trụ đĩa CD nhanh chóng hấp thu thẩm lãng có thể rõ ràng cảm giác ra khí tức của nàng đang không ngừng suy yếu. Nói về thẩm lãng bên này, mặc dù thân thể của hắn không ngừng bị đốt bị thương, lại thương thế càng ngày càng nặng, nhưng hắn hồn thể có lưu ly tâm đèn đuốc loại bảo hộ, trong thời gian ngắn hồn thể sẽ không nhận quá lớn thương tích. Cái này chỉ ít có thể để cho thẩm lãng ý thức bảo trì thanh tình, ý chí chiến đấu cũng sẽ không biến mất. Mắt thấy tử ảnh khí tức suy yếu, hành động càng phát ra chậm chạp, thẩm lãng hai mắt nổ bắn ra tinh quang, Tam Tiêm Thương đầu đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Hỏa Tiêm Thương thương anh thình lình hóa thành tám con hung lệ kinh khủng tử sắc hỏa xa, hỏa xa bỗng nhiên phân tán ra đến từ tám cái phương hướng khác nhau, vượt qua lưỡng nghi trụ đĩa CD ngưng tụ thành đen trắng vòng xoáy hướng phía Tử ảnh thôn vệ mà đi. Không được, Tử ảnh sắc mặt trở nên dị thường khó coi, đang thúc giục động lưỡng nghi trụ đĩa CD đồng thời lệch tốc độ nhanh nhất tế ra Định Phong Châu, há mồm hướng phía Định Phong Châu bên trong phun ra một ngụm tinh huyết. Ong ong ong. Định Phong Châu lúc này hấp thu từ ảnh tinh huyết lực lượng, tuôn ra lượng lớn bảy sắc phong bạo, lượn lờ tử ảnh toàn thân. Rầm rầm rầm, tám con tử sắc hỏa xà gần như đồng thời đụng vào tử ảnh, bắn ra núi lở đất nứt một ngà tiếng vang, tử sắc ánh lửa vẩy ra bắn ra bốn phía bắn ra bốn phía. Phần lớn hỏa diễm năng lượng bị bảy sắc phong bạo ngăn cản, nhưng vẫn là có chút hít hỏa tinh rót vào phong bạo bên trong, đốt bị thương đến tử ảnh thân xác. A, à, tử ảnh thân thể bị bắn tung tóe mà đến hỏa tinh đốt bị thương trong miệng phát ra thê lương đau khổ tiếng kêu thảm thiết. Nàng tuy là Đại La Kim Tiên, nhưng thân sắc cường độ cũng không cao, chỉ ít so Thẩm Lãng phải yếu hơn rất nhiều. Tử Vi Thiên Hỏa năng lượng to lớn, dù chỉ là nho nhỏ hỏa tinh, cũng đủ để phá vỡ Tử Ảnh thân sắc phòng ngự. Chỉ thấy Tử Ảnh thân sắc bị hỏa tinh đánh ra từng đạo cái hố vết thương, miệng vết thương ngọn lửa cấp tốc lan tràn, đốt bị thương mảng lớn huyết nhục, Tử Ảnh làn da lớn diện tích cháy đen ra bị nẻ miệng vết thương toát ra nồng đậm khói đen, mãnh liệt đau khổ để nàng kia mỹ lệ khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Ha ha ha, bị tử vi thiên hỏa thiêu đốt tư vị chắc hẳn không dễ chịu đi. Thẩm Lãng cười ha ha, trong lời nói đều là mỉa mai ý vị, càng niên cuồng lên phát động công kích. Từ ảnh mặt như màu đất, đành phải chịu đựng đau xót, cắn răng chống đỡ lấy trước người đen trắng vòng xoáy, kiệt lực phòng ngự Thẩm Lãng công kích, không dám có chút thư giãn. Thẩm Lãng tại toàn lực công kích đồng thời, lấy thần niệm trưởng khống lên kia tám con tử sắc hỏa xa, nhiều lần đối tử ảnh quanh thân bảy sắc phong bạo khởi sướng mãnh kích. Đông, 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 từng đạo trầm muộn tiếng bạo liệt tùy theo truyền đến, giữ tận hung lệ tử sắc hỏa xà giống như hồng hoang hung thú, như phát điên đụng chạm lấy tử ảnh thân xác mặt ngoài ngưng tụ ra bảy sắc phong bạo. Rất nhanh, tử ảnh toàn thân liền bị không ngừng bắn ra mà đến hỏa tinh nghiêm trọng đốt bị thương, gần như đã là hoàn toàn thay đổi. Thân xác bị trọng thương, tăng thêm tự thân máu tươi cùng nguyên khí tiếp tục tiêu hao, từ ảnh ý thức dần dần lâm vào mơ hồ, thân xác hành động lực rõ ràng chậm rất nhiều, đã bắt đầu có phòng ngự không ngừng xu thế. Thẩm lãng trạng thái không có tốt quá nhiều, hỏa tiêm thương mang tới nghiêm trọng phản phệ để toàn thân hắn dáng như than cốc, máu thịt be bét, khí tức cũng bắt đầu trên diện rộng suy yếu. Cũng may là từ ảnh trước một bước chịu không được, chỉ thấy thân thể của nàng đã bắt đầu lung lay sắp đổ, trước người đen trắng vòng xoáy một sáng một tối, có dấu hiệu hỏng mất. Thẩm lãng nắm lấy thời cơ, một thương đâm thẳng mà ra ầm ầm hỏa tiêm thương mang theo sóng dư ánh lửa đụng vào uy lực giảm nhiều đen trắng vòng xoáy bắn ra thiên băng điện liệt tiếng vang vô tận sao trời liệt hỏa bạo liệt tứ tán triệt để đem đen trắng vòng xoáy đánh tan cái này trời long đất lở một thương đem đen trắng vòng xoáy đánh nát thành rất nhiều đen trắng khí lưu bay tán loạn tứ tán dừng ở đây tử ảnh yêu phụ cho lão tử đi chết đi thẩm lãng hai mắt mở tròn vo trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ đâm ra một thương oanh hỏa tiêm thương tia sáng tăng vọt, thân thương rung động ngâm khẽ, mãnh liệt đỏ kim sắc hỏa diễm trào lên mà ra, sắc bén tam tiêm thương đầu mang theo khó mà hình dung ánh lửa chói mắt đánh về phía tử ảnh. Xong, mắt thấy hỏa tiêm thương lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng mà đến, tử ảnh khóe mắt nhai muốn nứt, đã mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chân trời đột nhiên bay tới một đạo dáng như bảy ánh sáng rực rỡ buộc, lấy gần như thuấn di tốc độ đột nhiên đụng vào thẩm lãng phía sau lưng. Oanh! Nổ vang âm thanh thiên băng địa liệt, vặn vẹo linh quang bảy màu càn quét bốn phía. Thẩm lãng trong tay hỏa tiêm thương còn chưa đâm chúng tử ảnh, liền bị cái này đạo thần bí chùm sáng bảy màu đánh chúng hậu tâm. A! À, thẩm lãng hai mắt mở tròn vo, trong miệng phát ra một đạo thảm thiết tiếng rít, nửa người trên của hắn ngực bụng bị cái này đạo chùm sáng bảy màu đánh xuyên, đánh ra một đạo máu me đầm đìa chạm giống huyết động, dữ tợn đáng sợ. Một kích qua đi, thiên không khí bay là tả lên mảng huyết vụ lớn, Thẩm lãng khí tức kịch liệt suy yếu thân xác rốt cuộc nhịn không được, từ không trung rơi xuống. Không, khả năng, thẩm lãng lộ ra khó có thể tin kinh hãi biểu lộ, hoảng hốt ở giữa, hắn dường như nhìn thấy nơi chân trời xa bay tới một đạo kim hà trùng thiên còn nhỏ bóng người, chính là lúc trước trấn giữ tế đàn đồng tử pho tượng. Phụng chủ nhân chi mệnh trấn giữ cổ mục tế đàn, phàm từ tiện kẻ xâm nhập, khiến cho chết ngay lập tức tại chỗ. Đồng tử trong miệng phát ra non nớt thanh âm, trên vai phải nâng một kiện dũng động thất thải quang mang thần bí bảo bình miệng bình nhắm ngay hạ xuống thẩm lãng, lại lần nữa bắn ra một đạo bảy ánh sáng rực rỡ buộc. Hỏng bét, thẩm lãng tại tinh thần hoảng hốt lúc, đột nhiên nhìn thấy kia trùm sáng bảy màu lại lần nữa đánh tới, lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên. Vừa rồi kia đột ngột mà đến một kích đã nghiêm trọng trọng thương thân thể của hắn cùng hồn lực, như lại tiếp nhận một cái cái này uy lực nghe giận cả người trùm sáng bảy màu, chỉ sợ mình thật muốn mệnh tang nơi này. Quảng Thiên Cung, hiện, vạn phần nguy cơ thời khắc, thẩm lãng không biết từ khí lực ở đâu ra, tay phải dơ cao, một tôn vàng óng ánh mini cung điện hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, chính là Quảng Thiên Cung. Ngay tại kia trùm sáng bảy màu đánh tới trước đó một khắc này, thẩm lãng dùng hết thân xác hồn thể sau cùng năng lượng, chạy đến Quảng Thiên Cung bên trong. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng chấn thiên trầm đục, trùm sáng bảy màu đánh trúng Quảng Thiên Cung, phát ra chói tai bạo liệt thanh âm, kinh khủng linh quang bảy màu giống như lăn lộn sóng lớn bừa bãi tàn phá lan tràn. Tử ảnh bị cỗ năng lượng này xung kích chấn bay ra ngoài, há miệng phun huyết, bất tỉnh nhân sự. Còn lại đám kia tam thánh giáo tu sĩ, thân xác tức thì bị càn quét tứ tán linh quang bảy màu oanh sát thành bột mịn, bị mất mạng tại chỗ, hài cốt không còn. Chương 4226, Tiên Đồng cùng Thần Huyết Thiên Đan. Quảng Thiên cung bởi vì tiếp nhận vô cùng cường đại ngoại lực xung kích, lúc này từ mini trạng thái biến trở về nguyên bản to lớn cung điện hình thái, giống như thiên thạch khổng lồ bị đánh bay, cuối cùng nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một đạo to lớn cái hố, Tiếng nổ thu lại về sau, đồng tử mắt thấy trước mắt cái này sừng sững mà đứng kim sắc cung điện, trong miệng lại tự lẩm bẩm càn nguyên sơn, kim quang động, quảng thiên cung. Nói ra câu này ý tứ sâu xa lời nói về sau, đồng tử hai mắt nhắm nghiền, dơ lên trong tay thất thải bảo bình, miệng bình bên trong tuôn ra rất nhiều thất thải phù văn, giống như che ngợp bầu trời lưới lớn, đem lớn như vậy quảng thiên cung bao bọc bao trùm. Thất thải lưới lớn một mực đem quảng thiên cung phong kín tại không gian bên trong, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu tiến quảng thiên cung nội bộ. Đồng tử tiếp tục thi pháp, miệng bình bên trong tôn ra vô cùng vô tận thất thải quang mang, đem trong phạm vi mấy ngàn dặm không gian bao bọc bao phủ. Đồng tử ấu tiểu thân hình ngồi xếp bằng ở giữa không trung, dần dần đình trệ, không nhúc nhích tí nào. Chạy tới Huyền Đình nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng hôn mê bất tỉnh tử ảnh, không khỏi hít vào một hơi hàn khí, tranh thủ thời gian bay người lên trước, đem bị thương nặng tử ảnh đỡ lên. Giáo chủ, mắt thấy tử ảnh toàn thân cháy đen một mảnh, thương thế cực nặng, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm, Huyền Đình trong lòng một trận run rẩy. Nghĩ thầm cái kia gọi thẩm lãng tu sĩ không khỏi cũng quá mạnh đi, thế mà có thể đem giáo chủ đánh thành bộ này thê thảm bộ dáng. May mắn hắn kịp thời giải khai tế đàn khôi lỗi phong ấn, cỗ này con rối dường như có nhất định linh trí, thế mà có thể cảm thấy được ngoại địch xâm nhập, lúc này mới khó khăn lắm tránh tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Huyền Đình ý đồ đem tử ảnh chuyển rời đến an toàn địa điểm, lại phát hiện lân cận không gian đã bị cái này thần bí màn ánh sáng bảy màu bao phủ bao trùm, căn bản không có cách nào ra ngoài. Những cái này xong, Huyền Đình mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cái này con dối thế mà đem người một nhà cũng phong ấn tại bên trong không gian này. Bị ép phía dưới, Huyền Đình hướng phía giữa không trung đồng tử ôm quyền thỉnh cầu nói, tại hạ là là chấn giữ thánh một thánh giáo thánh sử, còn mới tiên đồng đặt ở hạ rời đi cấm chế này. Nhưng mà, kia đồng tử căn bản không để ý tới Huyền Đình thỉnh cầu, vẫn như cố tính tọa ở giữa không trung, dường như đang tại bảo vệ giám thì cái này quảng thiên cung, để phòng bảo vật này bỏ trốn. Người cái này ngu xuẩn, liền không cần uổng phí sức lực, vị này tiên đồng chính là thánh chủ tự tay luyện chế con rối, có lấy hành động của mình ý thức. Liền bồn tọa đều không thể mệnh lệnh vị này tiên đồng, hắn há lại sẽ thụ người cái này nho nhỏ thánh sử mệnh lệnh. Khụ khụ, Từ ảnh nhất thời từ đang hôn mê tỉnh lại, khóe miệng ho ra lượng lớn máu tươi. Giáo, giáo chủ ngươi không sao chứ? Huyền Đình vội vàng hỏi, người cái này ngu xuẩn chớ có quấy giày tiên đồng mau dẫn bổn tọa đi một chỗ hơi có vẻ nơi yên tĩnh. Tử ảnh vừa nói, một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một hạt kim đan, há mồm nuốt xuống. Huyền đình chiếu vào tử ảnh ý nguyện, tìm được một chỗ hơi có vẻ ẩn nấp chỗ, để tử ảnh đi đầu chữa thương. Chấm, một bên khác, thầm lãng thất tha thất thiểu tiến vào quảng thiên cung về sau, vỡ vụn lung tung thân thể rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như than cốc nóng hổi thân xác ngay tại thoát ra cuồn cuộn khói đen, chỗ ngực bụng cái kia đạo giữ tợn đáng sợ chạm giống huyết động còn đang không ngừng tràn ra lượng lớn máu tươi giữa nghi tâm bốn mảnh kim hoa cũng bắt đầu một sáng một tối thấy thẩm lãng tổn thương nặng như vậy quảng thiên cung bên trong liên tinh mộng tuyền nhi cùng bạch lam tam nữ mặt mày trắng bệch thẩm huynh thẩm huynh ngươi làm sao rồi liên tinh mau tới trước đỡ dậy thẩm lãng sắp sụp đổ thân xác suýt nữa bị thẩm lãng thân xác bên trong tiêu tán tinh thần chi hỏa đốt bị thương công tử người cũng đừng làm ta sợ a à. Mộng Tuyền Nhi càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hốc mắt tuôn ra óng ánh lệ quang. Thẩm Lãng thương tích quá nặng, các người đừng tự tiện di động thân thể của hắn, để bản cô nương tới cứu hắn. Bạch Lam cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lật tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một hạt trong suốt như huyết ngọc tiên đan. Viên này chứa thương đan dược là phi giả dạ ban cho mình một viên thần huyết thiên đan, vật này chính là ngũ đế thời đại minh hà giáo tổ còn sót lại đỉnh cấp chữa thương tiên đan, trên lý luận đến nói có thể chữa trị thân xác hết thảy thương thế hiệu dụng có thể xưng nghịch thiên. Thần huyết thiên đan liền phi giả thần nữ đều chỉ có 5 miếng, thần nữ ban cho Bạch Lam một viên. Bạch Lam một mực không có cam lòng dùng, dù là mình tổn thương nặng hơn nữa, đều không nghĩ tới muốn phục dụng cái này miếng thần huyết thiên đan. Tại Bạch Lam trong mắt, thần nữ đại nhân ban cho chi vật, chính là so với nàng thân gia tính mạng còn trọng yếu hơn đồ vật. Mình thân là thần nữ đại nhân tỷ nữ, thân phận hèn mọn, thực sự không thể tùy tiện lãng phí hết cái này miếng tiên đan, cho nên một mực chân tàng tại hiện tại nhưng thẩm lãng thân phận khác biệt, Bạch Lam thủ mệnh tại thần nữ tôn thẩm lãng làm chủ, nàng không có chút nào lo lắng đem cái này miếng thần huyết thiên đan đưa vào thẩm lãng miệng bên trong. Rất nhanh, như kỳ tích một màn xuất hiện, thẩm lãng nuốt thần huyết thiên đan về sau, một cỗ cực lớn đến cực hạn huyết quang năng lượng từ hắn trong bụng dâng lên mà ra, hắn thân thể đột nhiên bốc lên thịnh như liệt dương huyết quang, da thịt ở giữa cũng bắt đầu tiêu tán ra hùng hậu khí lưu màu đỏ ngòm. Gần như chỉ ở trước mắt trước đó, rất nhiều khí lưu màu đỏ ngòm từ hắn thân xác bên trong tuôn ra, đến mức để thẩm lãng thân thể dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi ở giữa không trung. Những cái này khí lưu màu đỏ ngòm hóa giải thẩm lãng thân xác bên trong lưu lại tinh thần chi hỏa, bắt đầu nhanh chóng trị liệu thân thể của hắn. Tại tam nữ khẩn trương nhìn chăm chú, thẩm lãng hoàn toàn bị nướng cháy huyết nhục bên trong vậy mà bắt đầu một lần nữa sinh sôi ra mầm thịt, giữa ngực bụng huyết động cũng đình chỉ tuôn máu. Trong cơ thể đứt gãy xương lạc, kinh mạch, thậm chí khí quan ngũ tạng lục phủ tại huyết quang thẩm thấu vào, tại lấy một loại chậm chạp bình ổn tốc độ chữa trị. Liên Tinh cùng Mộng Tuyền Nhi hai nữ sợ hãi thán phục liên tục, gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đại khái tầm gần nửa canh giờ qua đi, Thẩm Lãng thân xác cơ bản hoàn toàn khôi phục bình thường, da thịt lần nữa khôi phục đến ngân quang lấp lóe, sáng bóng như ngọc trạng thái. Mặc dù Thẩm Lãng thân xác nhìn như khôi phục, nhưng hắn như cũ ở vào trong hôn mê, khí tức hỗn loạn suy yếu. Nếu như chỉ là đơn thuần gặp hỏa tiêm thương phản vệ còn tốt, mấu chốt là thẩm lãng hồn thể bị cái kia đạo trùm sáng bảy màu đánh chúng, thân phụ trọng thương. Nếu không phải thẩm lãng có lưu ly hỏa bảo vệ hồn thể, chỉ sợ thần hồn của hắn đã sớm tán loạn tiêu vong. Bạch Lam cho thẩm lãng phục thần huyết thiên đan chỉ có thể trị liệu thân thể của hắn, không cách nào trị liệu thần hồn. Thấy thẩm lãng chậm chạp không cách nào thức tỉnh, liên tinh nhịn không được đặt câu hỏi, Bạch Lam cô nương, thẩm huynh hắn. Bạch Lam cau mày nói, thẩm huynh hồn thể thương thế quá nghiêm trọng, một lát chỉ sợ không dễ dàng như vậy khôi phục lại. Chẳng qua thẩm huynh hồn thể bên trong có cường đại lưu ly tâm đèn đuốc loại thủ hộ, chỉ ít không có cái gì không hay xảy ra, đơn giản chính là khôi phục thời gian muốn lâu một chút. Bạch Lam lại bổ sung một câu, thẩm lãng hồn thể cố nhiên thụ trọng thương, nhưng cũng may lưu ly hỏa năng lực hết sức kinh người, có thể từng chút từng chút chữa trị hồn thể thương thế, giúp thần hồn phục hồi như cũ, chỉ là thần hồn chữa trị quá trình sẽ mười phần chậm chạp, Nghe được Bạch Lam câu nói này về sau, liên tinh cùng Mộng Tuyền Nhi hai nữ cuối cùng là thở dài một hơi. Mộng Tuyền Nhi đôi mắt đẹp nổi lên một tia vẻ tàn nhẫn, nàng lật tay tế ra một thanh huyết sắc liêm đao, đang muốn xông ra Quảng Thiên Cung. Liên tinh giật nảy mình, vội vàng đưa nàng ngăn lại, Tuyền Nhi cô nương, người muốn làm gì? Liên tinh muội muội, người không thấy sao, công tử vì bảo vệ chúng ta bị bị thương thành như thế, bản cô nương nhưng nuốt không trôi một hơi này, ta phải vì công tử báo thù. Mộng Tuyền Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tinh xảo khuôn mặt đều là oán giận chi sắc. Chương 4227, khôi lỗi nhược điểm. Tuyền Nhi cô nương ngươi đừng xúc động, liền thẩm huynh đều bị bên ngoài địch nhân làm bị thương loại tình trạng này, người đi cũng là chịu chết. Liên Tinh vội vàng ngăn lại Mộng Tuyền, cắn răng nói: "Nàng nói không sai, người như lúc này ra ngoài, thẩm huynh làm hết thảy cố gắng đều uổng phí." Bạch Lam hờ hững nói, Mộng Tuyền Nhi hừ lạnh nói: "Vậy cũng không thể tại cái này ngồi chờ chết." chỉ ít cũng phải ra ngoài tìm hiểu một chút địch tình a. À. Thẩm huynh hiện tại hôn mê bất tỉnh, chúng ta lại không cách nào trưởng khống cái này không gian tiên bảo, vẫn là đừng tự tiện hành động mới tốt. Liên tinh tiếp tục khuyên nhủ, chỉ có Quảng Thiên Cung chủ nhân, khả năng tự hành khống chế Quảng Thiên Cung nội bộ thần niệm cấm chế, để nội bộ tu sĩ có thể dùng thần thức nhìn trộm ra ngoài bộ tràng cảnh. Nhưng dưới mắt thẩm lãng hôn mê bất tỉnh, tam nữ đặt mình vào tại Quảng Thiên Cung, như là mù lòa một loại, căn bản không cách nào hiểu rõ tình huống ngoại giới, hoàn toàn chính xác có chút tâm thần có chút không tập trung. Liên tinh muội muội, người cũng không cần khuyên can, bản cô nương tự có biện pháp có thể tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới tìm hiểu địch tình. Vừa mới nói xong, Mộng Tuyền Nhi lúc này thi triển lên bản mệnh thần thông, máu đảm phân thân thuật. Chỉ thấy Mộng Tuyền Nhi toàn thân huyết quang phóng đại, bay ra rất nhiều huyết sắc cánh hoa, rất nhiều cánh hoa hội tụ ở một thể, hóa thành một máu váy thiếu nữ, cùng Mộng Tuyền Nhi bản tôn giống nhau như đúc. Phân thân, Trước mắt Mộng Tuyền Nhi chế tạo ra phân thân, để liên tinh cùng Bạch Lam hai mắt tỏa sáng. Đã Mộng Tuyền Nhi có bản lĩnh kia, hai nữ cũng không còn khuyên can. Dưới mắt đang đứng ở trong lúc nguy cấp, có thể nắm giữ ngoại giới địch tình hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Mộng Tuyền Nhi thần niệm khống chế phân thân xông ra Quảng Thiên Cung bên ngoài, mình bản tôn vẫn như cũ ngưng lại tại Quảng Thiên Cung bên trong, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, cùng phân thân thần thức thành lập câu thông. Phân thân thăm dò đến tràng cảnh, có thể hoàn chỉnh truyền vào mộng tuyền nhi bản tôn trong đầu. Ai ngờ, mộng tuyền nhi phân thân vừa mới xông ra quảng thiên cung bên ngoài. ầm ầm một cái thiên băng điện liệt trầm đục âm thanh tùy theo truyền đến. Ngay sau đó, ngồi ngay ngắn ở quảng thiên cung bên trong mộng tuyền nhi toàn thân có chút run rẩy phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng. Liên tinh sắc mặt đại biến, lập tức tiến lên đỡ lấy mộng tuyền, vội hỏi, mộng cô nương, người không sao chứ? Mộng tuyền nhi há mồm thở dốc, âm thanh run rẩy nói, người nhìn ta cũng không giống không có chuyện gì bộ dáng ha. Cái này, cái này bên ngoài có một chiến lực cực kỳ cường đại tu sĩ, tướng mạo cùng đồng tử không sai biệt lắm, vừa rồi bản cô nương bản thân bị đối phương một kích diệt sát. Cái này, xem ra thẩm huynh lần này gặp phải địch nhân không tầm thường. Liên tinh sắc mặt biến phải có chút khó coi, cùng mộng tuyền nhi ở chung cũng có đoạn thời gian. Biết rõ mộng Tuyền nhi chiến lực tuyệt đối có thể xếp hạng la thiên thượng tiên bên trong đỉnh phong, so với kia đố kỵ nữ yêu cũng sẽ không kém quá nhiều. Mạnh như mộng tuyền nhi phân thân đều trèo chống không quá một cái chớp mắt, có thể nghĩ phía ngoài địch nhân mạnh đến mức nào. Đồng tử, một mực đang chú ý thẩm lãng tình trạng cơ thể Bạch Lam nghe được mộng tuyền nhi miêu tả về sau, lực chú ý di chuyển tức thời, mở miệng hỏi kia đồng tử hình dáng tướng mạo như thế nào. Mộng cô nương có thể miêu tả một phen, mộng tuyền nhi khẽ gật đầu, đại khái hướng Bạch Lam miêu tả một lần, cũng nói ra kia đồng tử tay cầm một kiện thất thải sắc bảo bình, hết sức lợi hại, đối phương chính là dựa vào bảo bình bên trong bắn ra trùm sáng bảy màu mới đưa phân thân của ta nháy mắt miểu sát. Quả nhiên là thủ hộ thông thiên thánh một con rối Bạch Lam đại mi nhíu chặt, nhìn nó biểu tình, tựa hồ là biết chút ít cái gì. Bạch Lam cô nương nhưng có biết kia đồng tử thân phần. Liên tinh vội vàng hỏi, Bạch Lam giải thích nói, kỳ thật đây cũng không phải là cái gì bí mật. Từ tam thánh giáo tại chân tiên giới lớn diện tích trồng thông thiên thánh mộc về sau, vì phòng ngừa thế lực đối địch hoặc tu sĩ phá hư thông thiên thánh mộc, bình thường đều sẽ thiết hạ cường lực cấm chế hoặc là cung phụng cường đại con rối. Tổng thể mà nói, chỉ có tại cực kỳ trọng yếu nơi trốn, hoặc là không tại tam thánh giáo bên trong phạm vi quản hạt xa xôi khu vực, mới có thể cất đặt cường đại con rối làm bảo hộ thông thiên thánh mộc hộ vệ, lấy tăng lên phòng ngự đẳng cấp. Thủ hộ thông thiên thánh mộc con rối thường thường cực kỳ cường đại, chiến lực thậm chí có thể so với đại la kim tiên, đủ để diệt sát hết thảy ngoại địch. Mấy trăm năm trước, Tam Thánh giáo vừa mới đánh vào Bắc Minh Tiên vực lúc, liền từng tại Bắc Minh Tiên vực nam bộ trồng quá một gốc Thông Thiên Thánh Mộc. Thần nữ đại nhân từng điều động Bắc Minh tu sĩ đại quân cùng Tam Thánh giáo đại quân triển khai lần đầu đại chiến, mục đích chính là đi phá hư cây kia Thông Thiên Thánh Mộc, nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt, chính là gặp phải kia thủ hộ Thông Thiên Thánh Mộc con rối chặn giết. Lúc ấy, trận đầu thất bại để thần nữ đại nhân tức giận không thôi, thần nữ đại nhân không tiếc lấy phân thân phương thức đích thân tới hiện trường cùng kia thủ hộ thông thiên thánh một con rối triển khai đại chiến, lúc này mới đem nó diệt sát, thay đổi xu hướng suy tàn. Đáng tiếc, bởi vì hao tổn quá nhiều lực lượng, thần nữ đại nhân phân thân kiệt lực, không thể tại lần kia đánh tan tam thánh giáo quân địch. Bạch Lam êm tai nói, vị tỷ tỷ này, người nói nhiều như vậy, còn không bằng nói cho chúng ta biết muốn thế nào đối phó cái này con rối. Mộng tuyền nhi nhếch miệng, trực tiếp hỏi lên trọng điểm. Bạch Lam nghiêm mặt nói, tam thánh giáo cung phụng con rối hết sức lợi hại, Liên thần nữ đại nhân đánh bại cái này con rối đều hao phí thời gian nhất định, chúng ta chính diện cứng đối cứng dám chắc được không thông. Chẳng qua cái này con rối có một cái nhược điểm to lớn, chính là lấy thông thiên thánh mộc cung cấp năng lượng làm hành động lực. Nếu như chúng ta có biện pháp có thể hủy đi cái này thông thiên thánh mộc, cỗ này con rối rất nhanh liền sẽ bởi vì kiệt lực mà đánh mất tất cả hành động lực, không chiến mà diệt. Lời này mới ra, Liên Tinh cùng Mộng Tuyền Nhi hai nữ hai mặt nhìn nhau. Đoán chừng chúng ta bây giờ vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị kia đồng tử con rối ra tay diệt sát, căn bản không có khả năng từ hắn ngay dưới mắt chạy đi a." À. Mộng Tuyền Nhi khổ não nói, chân chính thể nghiệm quá kia đồng tử hủy thiên diệt địa thần thông công kích về sau, Mộng Tuyền Nhi cũng thay đổi ngoan rất nhiều, cảm thấy không đùa. Bạch Lam thở dài nói ra, ba người chúng ta thực lực quá yếu, ra ngoài cũng là chịu chết. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể chờ đợi Thẩm huynh có thể sớm một chút tỉnh lại, nghĩ một chút biện pháp. Tam nữ âm thầm thở dài, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thẩm lãng thức tỉnh vì có thể nhanh lên để thẩm lãng hồn thể khôi phục mộng tuyền nhi không tiếc lần nữa cắt vỡ cổ tay của mình lấy nàng đỉnh cấp một linh tộc máu tươi thoải mái thẩm lãng hồn thể giúp thẩm lãng khôi phục nhanh chóng thấy mộng tuyền nhi nguyện vì thẩm lãng như thế hy sinh chính mình bạch lam nổi lòng tôn kính không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn liên tinh cũng có chút từ trở nên hèn mọn so sánh mộng tuyền nhi cùng bạch lam ưu tú nàng cảm giác mình trừ làm thẩm lãng vướng víu bên ngoài gần như không có chút tác dụng chỗ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tam nữ cũng là tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua, cũng may ngoại giới không có một tia vang động, dường như không có tu sĩ công kích hoặc di động quảng thiên cung, cái này khiến tam nữ trong lòng thở dài một hơi. Suốt cục, tại hôn mê thứ 20 thiên hậu, thẩm lãng cuối cùng là vừa tỉnh lại. Thẩm huynh, người rốt cuộc tỉnh, thân thể cảm giác thế nào, quá tốt công tử, ta liền biết ngươi nhất định có thể tỉnh lại thẩm lãng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, liên tinh, mộng tuyền nhi cùng bạch lam tam nữ đưa nàng vây cực kỳ chặt chẽ, trong mắt đều là vẻ ân cần. chương 4228, thức tỉnh cùng trị liệu. Bị ba cái đại mỹ nữ vây quanh như thế gấp, tuyệt mỹ dung nhan cùng mê người dáng người thu hết vào mắt, để thẩm lãng người phần không thích ứng, hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn vuốt vuốt u ám đại não, yêu siêu nói, ba vị cô nương, các người đừng kích động, để ta trước thở một ngụm. Tam nữ cũng ý thức được sự thất thố của mình, nhao nhao cùng thẩm lãng vẫn duy trì một khoảng cách, bình phục một chút cảm xúc. Quá thật lâu, thẩm lãng ý thức mới hoàn toàn khôi phục. Mặc dù vừa tỉnh lại, nhưng hắn tự thân hồn thể tuyệt không hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể vẫn là có rất nhiều khó chịu, nhưng giao lưu là không có vấn đề gì. Biết được mình hôn mê gần 20 ngày lâu, thẩm lãng sắc mặt trở nên cực độ khó coi, tay phải nắm chắc thành quyền, mạnh mẽ nện gõ một chút mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Tuy nói Quảng Thiên Cung bên trong 20 ngày, ngoại giới chỉ qua một ngày, nhưng Nhạc Phỉ Nhi bị mình sắp đặt tại Linh Tê chiếc nhẫn bên trong, mà Linh Tê chiếc nhẫn một mực đeo tại thẩm lãng trên tay. Nói cách khác, ở vào Linh Tê chiếc nhẫn bên trong Nhạc Phỉ Nhi đồng dạng vượt qua 20 ngày, mình lãng phí 20 ngày thời gian. Trong tuyệt vọng thẩm lãng tranh thủ thời gian mở ra Linh Tê chiếc nhẫn, ngón tay giữa vòng trong không gian Nhạc Phỉ Nhi ôm ra tới, nắm ở trong ngực, ngay lập tức dò xét lên Nhạc Phỉ Nhi tình huống thân thể. Nhạc phỉ nhi tình huống quả nhiên chuyển biến xấu, nguyên rùa hồn độc đã lan tràn đến toàn thân, nhạc phỉ nhi thân xác bắt đầu tiêu tán ra mắt trần có thể thấy từng tia từng tia hắc khí, đây chính là trong cơ thể hồn độc sắp khống chế không nổi dấu hiệu. Lúc trước mặc dù dựa vào thẩm lãng phong nhập lưu ly thiên quang cùng lưu ly hỏa trì hoãn hồn độc phát làm thời gian, nhưng tác dụng từ đầu đến cuối có hạn. Hiện tại đột nhiên đi qua 20 ngày, phong tồn tại nhạc phỉ nhi thân xác bên trong lưu ly thiên quang cùng lưu ly hỏa đã sớm biến mất hầu như không còn, từ khí nhập thể, đã bắt đầu để nhạc phỉ nhi sinh cơ trôi qua, thọ nguyên hao tổn. Phỉ nhi, ta thật là một cái phế vật, thế mà không có bảo hộ ngươi. Thẩm Lãng ôm lấy nhạc phỉ nhi mảnh mai nhu nhược thân thể, biểu lộ có thể nói là đau lòng muốn tuyệt, không ngừng oán trách từ bản thân vì cái gì vô dụng như vậy. Liên Tinh, Mộng Tuyền, Bạch Lam Tam nữ còn là lần đầu tiên trông thấy Thẩm Lãng hiển lộ ra loại tình cảm này, đều lộ vẻ xúc động, đồng thời cũng xen lẫn một tia đối nhạc phỉ nhi ao ước vì phòng ngừa nhạc phỉ nhi thân xác tiến một bước chuyển biến xấu thẩm lãng lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện hộp ngọc hộp ngọc mở ra bên trong cất đặt chi vật chính là một viên bị băng cứng bao trùm kiên quen kỳ bàn đào quả thẩm lãng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tỉ mỉ cửu muội chân hỏa ý đồ hóa giải viên này bàn đào quả mặt ngoài tầng băng cửu muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt bàn đào quả mặt ngoài tầng băng nhưng tầng băng gần như không có một chút phản ứng đáng chết thẩm lãng giận mắng lên tiếng từ trong cơ thể hắn phẫn thú yêu phách bị nguyên phượng huyết mạch thôn vệ về sau mình thi triển ra hỏa hệ thần thông uy năng giảm bớt đi nhiều phóng thích ra chín vị chân hỏa đều khó mà giải khai kiên quen kỳ bàn đào quả bên trên tầng băng công tử để tuyền nhi tới đi ta bản mệnh hỏa diễm hẳn là có thể hóa giải cái này băng cứng mộng tuyền nhi thấy thẩm lãng dường như cũng không am hiểu hỏa hệ thần thông không khỏi tiến lên nói tốt phiền phức tuyền nhi cô nương thẩm lãng lập tức đem viên này bị băng cứng bao trùm bàn đào quả giao cho mộng tuyền Mộng Tuyền Nhi tiếp nhận bàn đào quả, trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay hiện ra tỉ mỉ huyết sắc hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy lên bàn đào quả mặt ngoài băng cứng. Xì, xì xì, quả nhiên, Mộng Tuyền Nhi phóng thích ra huyết sắc hỏa diễm cường độ đã đạt tới có thể hóa giải tầng băng hiệu quả, chỉ là tốc độ có chút chậm. Trọn vẹn chờ đợi tầm gần nửa canh giờ, Mộng Tuyền Nhi phóng thích ra hỏa diễm mới đưa bàn đào quả bên trên băng cứng đều hóa tan. Viên này kiên quen kỳ bàn đào quả cuối cùng là phóng xuất ra bàng bạc sinh cơ năng lượng, tràn ngập toàn bộ Quảng Thiên Cung công tử, xong rồi. Mộng tuyền nhi đem làm tan bàn đào quả đưa cho thẩm lãng, khóe miệng cong thành một đạo đẹp mắt vòng tròn. Thẩm lãng tiếp nhận bàn đào quả, nói cảm ơn liên tục. Nhìn xem mộng tuyền nhi tái nhợt gương mặt xinh đẹp, thẩm lãng nhịn không được nói ra, tuyền nhi cô nương, người tiêu hao quá lớn, trước nghỉ ngơi thật tốt. Giờ phút này, thẩm lãng còn không biết cái này 20 ngày đến, mộng tuyền nhi vì giúp mình khôi phục, kính dâng ra bao nhiêu tinh huyết cùng nguyên khí. Không có chuyện gì, mộng tuyền nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp chỉ tràn ngập đối thẩm lãng sùng bái cùng mê luyến thẩm lãng hít sâu một hơi đem viên này kiên quen kỳ bàn đào quả lột ra đem thịt quả từng chút từng chút đưa vào nhạc phỉ nhi miệng bên trong dầm 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 tiến vào nhạc phỉ nhi trong bụng kiên quen kỳ bàn đào quả thịt quả tản mát ra như bài sơn đảo hải tinh khiết nguyên khí cùng năng lượng như cao tốc rung động như nước chảy cấp tốc tuôn hướng nàng toàn thân toàn thân nhạc phỉ nhi mảnh mai thân thể bắt đầu tuôn ra rất nhiều bạch quang mênh mông như biển sinh cơ cùng nguyên khí thấm vào huyết nhục xương lạc, kinh mạch, khí quan, khí huyết thậm chí trong thần hồn. Trong lúc nhất thời, nhạc phỉ nhi tóc bạc bay múa, khuôn mặt bỗng nhiên thả, băng cơ ngọc cốt ra thịt hiện ra hoa mỹ bạch quang, dáng vẻ thanh nhã thanh khiết, như trong tranh đi ra đến cổ điển mỹ nhân. Bạch Lam cùng nhạc phỉ nhi quen biết, biểu lộ vẫn còn bình thường. Mộng tuyền nhi cùng liên tinh hai người trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, dù là các nàng đối với mình bề ngoài cực kỳ tự tin, cũng không thể không thừa nhận, vị này tên là nhạc phỉ nhi nữ tu đích xác rất đẹp, mà lại có một cỗ khó mà hình dung cổ điển khí chất. Không hổ là thẩm lãng đạo lữ, quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Nhạc phỉ nhi thân xác hồn thể nhận bàn đào quả lượng lớn nguyên khí thấm vào tẩy lễ về sau, trong cơ thể tử khí bị bàng bạc nguyên khí nhanh chóng áp chế, cho đến hoàn toàn loại trừ. Đáng tiếc, bàn đào quả chỉ có thể bổ sung tu sĩ bản thân nguyên khí, xua tan tử khí, không cách nào trị liệu nhạc phỉ nhi nguyền rủa hồn độc. Nàng hồn thể bên trong viên kia nguyên rủa răng độc vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là tiêu tán ra tới tử khí nhận bàn đào quả năng lượng áp chế, thu liếm rất nhiều. Thẩm Lãng toàn lực thi pháp, bàn đào quả phóng thích ra sinh cơ nguyên khí đều phong tồn tại Nhạc Phỉ Nhi trong cơ thể, dùng cho triệt tiêu nàng hồn thể bên trong viên kia nguyên rủa răng độc phóng thích ra tử khí. Hắn thuận tiện còn hướng Nhạc Phỉ Nhi trong cơ thể đánh vào rất nhiều lưu ly thiên quang cùng lưu ly hỏa, phối hợp bàn đào quả năng lượng cộng đồng làm dịu Nhạc Phỉ Nhi nguyên rủa hồn độc. Làm xong những sự tình này về sau, thẩm lãng ngưng trọng gương mặt mới thoáng hỏa hoãn lại. Nhạc phỉ nhi trôi qua sinh cơ cùng hao tổn thọ nguyên hẳn là bị bàn đào quả bổ sung trở về, nhưng bàn đào quả năng lượng cũng chỉ có thể duy trì chừng 2 tháng thời gian. Trước lúc này, mình vẫn là muốn mau chóng trở thành tròm sao sứ đồ, thôi động kim xà quyền trược, nhanh chóng đem nhạc phỉ nhi độc trong người răng rút ra, tiêu trừ tai họa ngầm. Bảo đảm nhạc phỉ nhi khí thức bình ổn về sau, thẩm lãng đem nhục thể của nàng lại lần nữa chuyển rời đến linh tê chiếc nhẫn bên trong. Thẩm huynh, trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Bạch Lam thấy thẩm lãng làm xong, liền mở miệng dò hỏi. Thẩm lãng chỉnh sửa lại một chút cảm xúc, đem lúc trước chuyện phát sinh nói một lần. Biết được thẩm lãng thế mà gặp phải chạy đến long xà đảo tử ảnh, tam nữ không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Kia tử ảnh vì thôi động cái nào đó phong linh cấp tiên bảo, đã hao hết tinh huyết cùng nguyên khí, hẳn là không có thành tựu. Chủ yếu là tên kia ra tay đánh lén đồng tử, mười phần khó giải quyết. Hồi tưởng lại trước đó phát sinh tràng cảnh, Thẩm Lãng sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù mình là bởi vì đánh lén mà đến không kịp đề phòng, nhưng tên kia đồng tử phóng thích ra thần thông cũng đủ làm cho Thẩm Lãng cảm nhận được lo lắng tính mạng, đối phương chiến lược chỉ sợ sẽ không yếu tại đế thiên. Chương 4229, Hoa Tử Linh. Bạch Lam đem chính mình hiểu rõ đến tin tức đều báo cho Thẩm Lãng. Thẩm lãng cũng được biết đồng tử con rối là dựa vào thông thiên thánh mộc cung cấp năng lượng làm hành động lực, nếu như có thể phá hư thông thiên thánh mộc, đồng tử con rối rất nhanh liền sẽ đánh mất tất cả hành động lực. Thẩm huynh, chúng ta có lẽ có thể chia binh hai đường, ta theo thẩm huynh cùng một chỗ kiểm chế lại tên kia đồng tử, liên tinh cô nương cùng mộng cô nương thừa cơ thoát ly hiện trường, sẽ phá hủy thông thiên thánh mộc. Một khi thông thiên thánh mộc có thể trước một bước bị chúng ta phá hư, tên này đồng tử cũng liền không uy hiếp nữa có thể nói, kể từ đó có thể đem mức độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Bạch Lam đề nghị, đây là nàng có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp giải quyết. Thẩm lãng lắc đầu bác bỏ, tên này thủ hộ thông thiên thánh một đồng tử cũng không phải là một bộ hoàn toàn không có linh trí con rối. Từ hắn có thể từ tế đàn chạy tới chặn giết đánh lén cử động của ta liền có thể nhìn ra, cái này đồng tử làm ra hành động ở mức độ rất lớn là căn cứ vào suy nghĩ của mình. Làm thông thiên thánh mục thủ hộ con rối, đồng tử ưu tiên bảo hộ mục tiêu tất nhiên là thông thiên thánh mục, hơn phân nửa sẽ không vì chặn giết ta chờ mà coi nhẹ thông thiên thánh mộc an nguy. Huống chi, dưới mắt cái này ngoại giới bốn phía đã bị kia đồng tử bày ra cường lực kết giới, chỉ sợ khó mà dùng ngoại lực phá vỡ kết giới. Đồng tử cử động lần này cũng là triệt để đem chúng ta xem như cá trong chậu, không nghĩ để chúng ta chạy đi. Thẩm lãng một bên phân tích, một bên dùng thần thức dò xét một phen tình huống ngoại giới, chỉ thấy tên kia đồng tử vẫn như cũ trên hư không tính tọa, dường như đang dám thị quảng thiên cung. Không gian bốn phía bên trong tràn ngập kỳ dị năng lượng bảy màu, để Thẩm Lãng thần thức nhận trở ngại cực lớn, chỉ có thể tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm bồi hồi. "Công tử, kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Mộng Tuyền Nhi lo lắng hỏi. Hiện tại trừ chính diện ứng đối, chỉ sợ cũng không có cái gì cái khác lựa chọn. Thẩm Lãng có chút thở dài, Nhạc Phỉ Nhi hồn độc một khắc chưa giải, hắn liền một khắc đều không muốn trở xuống dưới. Đúng lúc này, thẩm lãng đột nhiên nhớ tới mình lúc trước từ huyền đình nơi đó cướp được một kiện tên là ngọc cổ bình không gian bảo bình huyền đình lúc trước công bố trong bình dường như giam giữ lấy biết được long xà bảo tàng bí mật tu sĩ thẩm lãng suy nghĩ đối phương đã biết được long xà bảo tàng bí mật có lẽ cũng có khả năng biết làm như thế nào đối phó thủ hộ thông thiên thánh mộc đồng tử ôm lấy ý nghĩ này thẩm lãng lật tay từ trong tay áo lấy ra trước đó món kia giành được ngọc cổ bình đem cầm tù tại trong bình tu sĩ tung ra ngoài thả ra tên này nữ tù bị trói tại một kiện huyết hồng sắc trên mặt cọc gỗ không thể động đậy, tóc tai bù xù, thấy không rõ dung mạo, nàng da thịt ở giữa có rất nhiều toái hồn trùng vừa đi vừa về nhúc nhích, phát ra tê 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 bén nhọn tiếng vang. Mắt thấy cái này giữ tận đáng sợ một màn, bạch lam, liên tinh, mộng tuyền nhi tam nữ không khỏi cho mày, nghĩ thầm kia tam thánh giáo thánh sử quả thực xúc sinh không bằng, lại dùng như thế cực hình ngược đãi một nữ tử. Tên này nữ tù dường như đã tại lâu dài trong thống khổ lâm vào chết lặng, trống rông ánh mắt không có chút nào một tia thần thái, nàng như thường ngày như vậy cúi đầu thấp xuống, khóe miệng lộ ra thấy chết không sờn mỉa mai cười lạnh, huyền đình, hơn 20 ngày không gặp, bản cô nương còn tưởng rằng ngươi đã chết nữa nha, thật sự là đáng tiếc a à. Có lẽ là chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia có thể chạy đi, nữ tù nội tâm sớm đã tuyệt vọng, coi là hiện tại đứng ở trước mặt mình tu sĩ vẫn như cũ là kia huyền đình. Thẩm lãng ánh mắt dừng lại tại nữ tù trên thân, cả người như bị xét đánh, trước mắt tên này nữ tù, lại cùng trong đầu hắn cái nào đó khó mà quên được bóng hình xinh đẹp trùng điệp lại với nhau không chỉ là thân ảnh ngay cả âm thanh cũng là quen thuộc như vậy thẩm lãng trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn ngữ khí run rẩy nói vị cô nương này ngươi nhanh ngẩng đầu lên để ta nhìn xem khuôn mặt của ngươi nữ tù tâm thần run lên bên tai truyền đến thanh âm cũng không phải là huyền đình thanh âm này mình lại hết sức quen thuộc nàng chậm rãi ngẩng đầu lên Trống rông ánh mắt giờ phút này lại lóe ra một tia mờ mịt luống cuống chi sắc, không có chút nào thần thái ánh mắt dần dần hội tụ tại thẩm lãng trên thân. Thẩm lãng, giờ khắc này, hoa tử linh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể kịch liệt run rẩy. Hoa tử linh, thẩm lãng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khóe mắt nhai muốn nứt nghẹn ngào hô, hoa tử linh, sao? Thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Nhìn xem nữ nhân toàn thân cao thấp tràn đầy vết sẹo cùng vết tích, thẩm lãng đầu óc đều muốn nổ tung, hắn quỳ dạp xuống đất, tay chân phát run, đau lòng muốn tuyệt. Cho dù hoa tử linh khuôn mặt tràn đầy vết sẹo cùng vết máu, gần như đã hoàn toàn thay đổi, thẩm lãng vẫn như cũng có thể đem nàng nhận ra. Hoa, hoa đạo hiếu, nhìn kỹ rõ ràng nữ tù dung mạo, Bạch Lam cũng nhận ra là hoa tử linh, gương mặt xinh đẹp lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Liên tinh cùng mộng tuyền nhi hai nữ hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này nữ tù cùng thẩm lãng quan hệ không ít, nàng thế mà lại luân lạc tới mức độ này, thực sự là để người thổn thức thở dài. Không, sẽ không là ngươi, cái này, cái này lại là cái gì huyễn thuật. Hoa tử linh nhìn xem quỳ dạp xuống trước người mình thẩm lãng, hốc mắt tuôn ra lượng lớn nước mắt, thần sắc kích động chi cực, không thể tin được một màn này là cảnh tượng chân thực. Là ta, ta là thẩm lãng. Thẩm lãng đem vết máu đầy người hoa tử linh tràn vào trong ngực, nhìn xem nữ nhân tràn đầy vết sẹo thân thể, hắn lòng như đau cắt. Thật, là ngươi, cảm nhận được nam nhân ấm áp cùng cực nóng, hoa tử linh cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa tại chỗ nước mắt rơi như mưa dù là đây là huyễn thuật nàng cũng nhận thẩm lãng bản cô nương là thật coi là rốt cuộc không thể nhìn thấy ngươi hoa tử linh ôm chặt thẩm lãng khóc tan nát cõi lòng dường như muốn đem những năm này chỗ bị bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài nghe trong ngực hoa tử linh bất lực tiếng khóc thẩm lãng cảm xúc gần như sụp đổ đau khổ lo lắng đau lòng bi thương phẫn nộ ngang ngược các loại cảm xúc xông lên đầu để thẩm lãng đầu óc đều muốn nổ tung, hắn cắn chặt răng, gần từng chữ một, hoa tử linh, người nói cho ta, đến tột cùng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này. Nếu như không để tổn thương ngươi xúc sinh tiếp nhận ngàn vạn lần đau khổ, ta thẩm lãng thể không làm người. Phẫn nộ, đến đỉnh điểm phẫn nộ để thẩm lãng kích thích ma trùng bên trong hung sát chi lực. Hai mắt của hắn bắt đầu nổi lên tinh hồng sắc huyết quang, thân xác bên trong càng là dâng lên hùng hậu ma quang, cuồng bạo tới cực điểm khí tức hung sát bao phủ toàn bộ quảng thiên cung. Bạch Lam, liên tình cùng mộng tuyền nhi tam nữ thậm chí đều không chịu nổi ma quang bên trong ẩn chứa hung sát chi lực, một trận đầu váng mắt hoa, kinh dị ngơ ngác. Thẩm huynh, ta biết người báo thù sốt ruột, chứ có bị hung sát chi lực thôn phệ tự thân. Bạch Lam cảm giác thẩm lãng phóng thích ra ma quang quá mức đáng sợ, lại tiếp tục như thế thẩm lãng đoán chừng đều muốn nhanh bùng nổ, lập tức khẽ kêu lên tiếng. Hoa tử linh cũng cảm nhận được thẩm lãng trong lồng ngực vô tận phẫn nộ cùng ngang ngược sát khí, nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình tâm tình kích động, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nam nhân bả vai, Trấn An nói, thẩm lãng, người trước tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện ta đều sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Tốt, để ta trước thay ngươi chữa thương, hoa tử linh thanh âm là hiện tại duy nhất có thể bình phục thẩm lãng cảm xúc thuốc hay, thẩm lãng cố gắng đè nén xuống phẫn nộ trong lòng cùng lệ khí, lật tay tế lên càn khôn quyền, hung hăng đánh tới hướng trói buộc hoa tử linh thân xác xiềng xích. Keng, nương theo lấy một đạo bén nhọn chói tai kích động âm thanh, càn khôn quyển mang theo lớn lao uy lực đánh nát xiềng xích, kim quang bùng lên. Thẩm lãng dùng thân thể ngăn trở càn khôn quyển năng lượng lúc bộc phát xung kích lực lược, sợ tổn thương đến nữ nhân một chút điểm. chương 4230, báo thù cho ngươi. Buộc chặt hoa tử linh huyết sắc xiềng xích chính là chân tiên giới xú danh chiêu lấy thiên hình xiềng xích, bị thiên hình xiềng xích buộc chặt tu sĩ, trong cơ thể hỗn độn linh lực sẽ bị xiềng xích tiếp tục hút đi, chuyển hóa thành một cô âm uế năng lượng xâm nhập hồn thể, lệnh tu sĩ cảm nhận được hàng vạn con kiến phệ thể đau khổ tư vị nhìn xem hoa tử linh toàn thân cao thấp kia gần như rơi vào xương cốt bên trong xiềng xích vết dây hằn có thể nghĩ nàng bị trói bao lâu thẩm lãng kiệt lực khắc chế trong lòng ngang ngược cùng phẫn nộ thuần thục thôi động càn khôn quyển đánh nát buộc chặt hoa tử linh huyết sắc xiềng xích tay phải nhẹ nhàng đặt tại chán của nàng toàn lực vận chuyển trong cơ thể lưu ly tâm đèn đúc loại tận khả năng đem hỏa trùng sinh sôi ra lưu ly thiên quang cùng lưu ly hỏa độ đưa vào hoa tử linh thân xác bên trong Hoa mỹ lưu ly tia sáng tại hoa tử linh toàn thân lấp lánh, những cái này tinh thuần vô cùng năng lượng tựa như trong sa mạc trời hạn gặp mưa, chảy vào hoa tử linh thân xác hồn thể bên trong. Ngay sau đó, si, si si, hoa tử linh tràn đầy vết thương cùng ứ đen thân xác bắt đầu toát ra rất nhiều khói đen, trong cơ thể toái hồn trùng tại lưu ly hỏa thiêu đốt hạ hóa thành từng đoàn từng đoàn hắc khí, tan thành mây khói. Cảm thụ được cho tới nay tiếp nhận đau khổ dần dần biến mất, hoa tử linh thậm chí đều có loại phảng phất liền phải bay đi cảm giác sảng khoái nàng hai mắt đẫm lệ mông lung ôm lấy thẩm lãng, sợ trước mắt đây hết thảy là trận hư giả ảo mộng. Trông thấy nữ nhân thân xác hồn thể tại dần dần khôi phục, thẩm lãng trong lòng đau khổ kiềm chế cảm giác dần dần tiêu trừ một chút, tiếp tục hết sức chăm chú hướng hoa tử linh trong cơ thể đánh vào lưu ly thiên quang cùng lưu ly hỏa. Tiếp tục trị liệu một trận, hoa tử linh trong cơ thể tử hồn trùng toàn bộ bị lưu ly hỏa thiêu đốt hầu như không còn, nàng bỗng nhiên đẩy ra thẩm lãng, miệng bên trong phun ra rất nhiều ộ uế máu đen, chính là trong cơ thể toái hồn trùng diệt vong sau còn sót lại uế vật. Đánh tan trong cơ thể tử hồn trùng, hoa tử linh khôi phục rất nhanh, da thịt ở giữa vết sẹo, ứ đen, ô uế, thậm chí thân xác hồn thể ẩn tật đều đang từ từ tiêu trừ, bị hao tổn da thịt dần dần trở nên trắng muốt như ngọc, lần nữa khôi phục ngày xưa quốc sắc thiên hương dung nhan. Thẩm Lãng mới từ trong hôn mê thức tỉnh, tận hết sức lực độ đưa Lưu Ly Thiên Quang cùng Lưu Ly Hỏa Lệnh tự thân nguyên khí có chỗ thâm hụt, không bao lâu liền đầu váng mắt hoa, hô hấp thô trọng. Dù vậy, thẩm lãng vẫn là dốc hết toàn lực vận chuyển lưu ly tâm đèn đúc loại, ý đồ triệt để tiêu trừ hoa tử linh bên trong tổn hại. Hoa tử linh có thể cảm giác được thẩm lãng khí thức hỗn loạn, liền lập tức bắt lấy nam nhân đặt tại trên chán mình bàn tay, nhẹ nhàng rời, lắc đầu nói, thẩm lãng, ta đã không có việc gì, người chứa miễn cưỡng chính mình. Thẩm lãng trong lòng quính lên, hoa tử linh, người bên trong tổn hại nghiêm trọng, thân thể. Nhìn xem nam nhân mắt ân cẩn thần, hoa tử linh trong lòng ấm áp, nàng đưa tay ngăn chặn thẩm lãng miệng, trong mắt đều là vẻ ôn nhu, nói, bản cô nương nào có người nghĩ như vậy mảnh mai. Còn lại điểm ấy thương thế, chính ta rất nhanh liền có thể khôi phục. So với cái này, bản cô nương càng muốn, thật tốt tắm rửa, nàng trời sinh thích sạch sẽ, thực sự là chịu không được trên người mình ô uế thật muốn có thể nhanh lên có thể tắm rửa tắm rửa. Huống chi, thẩm lãng sau lưng còn đứng lấy ba vị mỹ nữ, mình lần này bộ dáng quả thực khó coi. Thân là thẩm lãng đạo lữ, hoa tử linh nhưng không cam tâm bị nam nhân bên người những nữ nhân khác cho làm hạ thấp đi nói xong câu đó về sau hoa tử linh thử vận chuyển hỗn độn linh lực trong cơ thể kia đình trệ mấy trăm năm hỗn độn linh lực rốt cục một lần nữa lưu động nàng không nghĩ lãng phí thẩm lãng thời gian đơn giản cuốn lên một đạo trong veo dòng nước nhanh chóng cọ rửa một lần thân thể rửa sạch tất cả ô uế gọn gàng mà linh hoạt thay đổi một kiện váy dài màu đỏ về sau hoa tử linh tự nhiên hào phóng hướng phía thẩm lãng sau lưng bạch lam Liên tinh cùng mộng tuyển nhi tam nữ không người thi lễ, chào hỏi, để ba vị chê cười. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, liên tinh cùng mộng tuyển nhi hai người hai mắt tỏa sáng, hoa tử linh dù chưa thi phấn trang điểm, nhưng ngũ quan lại dung nhan cực kỳ tinh xảo, dùng quốc sắc thiên hương để hình dung không quá đáng chút nào, lại trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra cao lãnh lại cao quý khí tràng, cùng lúc trước đầy người ô uế chán nản bộ dáng, có một trời một vực tương phản cảm giác. Thấy hoa tử linh khí tức như thường, hẳn là không có việc gì, thẩm lãng yên lòng đồng thời, bị đè nén tại trong lồng ngực vẫn nộ lại lần nữa bạo phát đi ra, trong nội tâm bốc lên ra sát ý vô tận, hai mắt bắt đầu biến đỏ. Hoa tử linh, người tại cái này quảng thiên cung chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Thẩm lãng tại hoa tử linh bên tai nhẹ giọng nói một câu, sau đó đang muốn rời đi quảng thiên cung. Hoa tử linh ý thức được thẩm lãng cảm xúc bên trên kịch liệt biến hóa, vội vàng níu lại thẩm lãng cánh tay phải, truy vấn thẩm lãng, người muốn đi làm cái gì? tự nhiên là đi báo thù cho ngươi thẩm lãng ngữ khí trở nên cực độ ngang ngược hắn chậm rãi rời hoa tử linh bàn tay cả người hóa thành một luồng ánh sáng phóng tới quảng thiên cung cửa điện thẩm huynh ngươi không nên vọng động a uy công tử muốn đánh nhau tốt xấu cũng mang ta lên a liên tinh cùng mộng tuyền nhi song song kiều hô lên âm thanh thẩm lãng căn bản không để ý đến những âm thanh này trong lồng ngực phẫn nộ đã bành trướng đến cực hạn cũng không còn cách nào khắc chế trong chốc lát liền xông ra quảng thiên cung bên ngoài thẩm lãng, hoa tử linh trong lòng vạn phần lo lắng thẩm lãng an nguy, đang muốn theo nam nhân cùng nhau lao ra, nhưng cũng tiếc đã trễ. Thẩm lãng xông ra Quảng Thiên Cung về sau, lấy tốc độ nhanh nhất phong kín Quảng Thiên Cung cửa điện, triệt để ngăn chặn hoa tử linh đường đi. Không, hoa tử linh gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, đột một có loại thất hồn lạc phách cảm giác. Mình thật vất vả cùng thẩm lãng gặp lại lần nữa, còn chưa kịp thật tốt nói mấy câu, nàng cũng không nguyện thẩm lãng gặp được nửa điểm nguy hiểm. Thẩm lãng, người tên hỗn đản chỉ ít để bản cô nương cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu không muốn lại lưu lại ta một người hoa tử linh quỳ dạp xuống quảng thiên cung trước cửa điện tan nát cõi lòng kiều hô lên âm thanh nước mắt từ gương mặt trượt xuống bạch lam tiến lên khuyên lơn hoa đạo hiếu ngươi đừng lo lắng thẩm huynh nhất định có sức tự vệ hắn chỉ là quá muốn báo thù cho ngươi rửa hận tuyệt không ném người ý tứ hoa tử linh đương nhiên biết thẩm lãng ý nghĩ nàng vội vàng hỏi thăm về bạch lam bạch lam cô nương Người mau nói cho ta biết sự tình tiền căn hậu quả, phía ngoài địch nhân đến tột cùng là ai. Chấm, Quảng Thiên Cung bên ngoài, giữa không trung khoanh chân nhắm mắt đồng tử cảm thấy được một đạo thanh thế kinh người độn quang bay ra Quảng Thiên Cung, lập tức mở ra hai mắt, giơ cao trong tay thất thải bảo bình, đang muốn thi pháp oanh sát kia phi độn mà đến mục tiêu. Ti tiện con dối, đừng muốn ngân ta, thẩm lãng gương mặt giữ tợn chi cực, trong miệng phát ra nổi giận tiếng gầm gừ, cao cấp kim tiên thuật, tu la thánh thể. Trong tiếng giống giận dữ, thẩm lãng toàn thân lúc này tuôn ra vô cùng vô tận ma quang cuồn cuộn hắc mang còn như là thác nước càn quét tứ tán nhìn thấy mà giật mình hắc quang ẩn chứa khó mà hình dung tà ma năng lượng nhiếp nhân tâm phách nội tâm bộc phát ra vô hạn lửa giận lại để thẩm lãng có thể càng đại nạn hơn độ vận dụng ma trùng bàng bạc lực lượng chỉ cảm thấy có liên tục không ngừng lực lượng theo ma loại dâng lên mà ra tại ma quang tắm rửa phía dưới thẩm lãng hóa hình thành một tôn thân dài mấy vạn trượng ba đầu tám cánh tay đầu đồng chán sát tu la ma thần Chương 4231, nạp mạng đi. Giống, ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, thao thiên ma quang đem quanh mình hết thảy đều phủ lên thành đen tuyền, khí tức kinh khủng trấn áp thiên địa, uy trấn hoàn vũ. Đồng tử khẽ nhíu mày, đột nhiên hóa hình tu la ma thần dường như để hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong tay bảy sắc bảo bình thình lình bắn ra một đạo thất thải quang trụ, trực tiếp đánh úp về phía ma thần mặt. Oanh, nương theo lấy một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió kia thất sắc quang trụ lấy thần thức đều khó mà nhào bắt tốc độ bay tập mà tới. Cái này thần bí thất sắc quang trụ ẩn chứa bảy loại hoàn toàn khác biệt ngũ hành năng lượng, uy lực to lớn tuyệt không yếu tại cao cấp kim tiên thuật, đủ để diệt sát hết thảy la thiên thượng tiên. Cho dù là tu vi không cao đại la kim tiên, cũng khó có thể ngăn cản được loại này kinh thế hãi tục công kích. Cho lão tử lăn đi, thẩm lãng xác thực cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, nhưng sôi trào lửa giận để hắn hoàn toàn quên mất sợ hãi trong lòng, trong miệng điên cuồng gào thét. Vì chống lại một kích này, phẫn nộ bên trong thẩm lãng lại giải khai hỏa tiêm thương phong ấn, tu la ma thần chỗ nghi tâm giải nhỏ tam tiêm thương đổ án thốt nhiên nổ tung, kinh khủng sao trời liệt hỏa tu la ma thần quanh thân đổ xuống mà ra. Ánh lửa bắn ra bốn phía ba mũi trường thương, thình lình ngưng tụ tại tu la ma thần trước người. Ma thần tám cánh tay cánh tay ngang nhiên cầm hỏa tiêm thương, làm sụp đổ ngày sâu nguyệt chi thế hướng phía đánh tới thất sắc quang trụ đâm thẳng mà ra hỏa tiêm thương mang theo che ngập bầu trời sao trời liệt hỏa cùng tám con to lớn tử sắc hỏa xà đột nhiên hướng phía đánh tới thất sắc quang trụ kích động mà đi ầm ầm giờ khắc này thiên diêu địa động càn khôn tách ra nổ thật to âm thanh chấn thiên động địa kinh khủng kim quang cùng hào quang bảy màu như lăn lộn sóng lớn càn quét tứ tán liền quanh mình không gian đều bị cỗ này năng lượng khổng lồ xung kích vặn vẹo dung chuyển thẩm lãng lấy tu la ma thần hình thái thôi động hỏa tiêm thương quả nhiên lệnh hỏa tiêm thương bộc phát ra gần như gấp đôi lực lượng mang theo vô tận sao trời liệt hỏa ba mũi trường thương, không khỏi phá vỡ thất sắc quang trụ, đồng thời còn lấy gần như thuấn di tốc độ hướng phía kia đồng tử đâm tới. Đồng tử đã tránh cũng không thể tránh, trong tay kia bảy sắc bảo bình miệng bình lại tuôn ra rất nhiều thất thải dòng nước, hình thành một đạo muôn màu muôn vẻ thác nước, ngưng tụ trước người, ý đồ ngăn cản ma thần một kích. Sau một khắc, phanh một tiếng nổ vang rung trời. Hỏa tiêm thương mang theo cực lớn đến cực hạn năng lượng đánh trúng thác nước, mảng lớn sao trời liệt hỏa nổ bể ra đến, bắn ra để người ù tai mất thông tiếng oanh minh. Đồng tử đánh giá thấp thẩm lãng bản lĩnh, tại tu la ma thần thần lực ra chỉ phía dưới, hỏa tiêm thương đâm xuyên thác nước, lại đánh chúng đồng tử ngực bụng. Đông, 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 vô tận xích kim sắc ánh lửa bay lên, bạo tạc tứ tán, như muốn đem bốn phía hết thảy đều thôn vệ bao phủ. Tại cuồng bạo năng lượng va chạm phía dưới, đồng tử bị đánh bay đẩy lui thật xa. Tiếng nổ bên trong, đồng tử thân bên trên đạo bào bị thiêu hủy hầu như không còn, bị hỏa tiêm thương đầu thương đâm chúng lồng ngực lại dạn nứt ra một đạo dễ hiểu vết dạn. Không thể tin, hắn con dối thân thể thế mà bị ngoại lực kích thương. Đồng tử cúi đầu mắt nhìn mình chỗ ngực bụng vết thương, hơi có vẻ cứng đờ khuôn mặt lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Thẩm lãng cố nhiên nổi giận, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Vừa rồi một kích này, mình gần như đã vận dụng 12 phần toàn lực, thế mà chỉ là đối cái này đồng tử con dối tạo thành vết thương nhẹ. Không được, mình thời gian có hạn, không thể cùng này quỷ gì con rối chiến đấu xuống dưới. Thẩm lãng mục tiêu cũng không phải là con rối Hỏa tiêm thương, diệt cho ta cái này thông thiên thánh mộc. Thừa dịp đồng tử bị đánh bay đẩy lui thời điểm, tu la ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, tám cánh tay cánh tay cầm thật chặt hỏa tiêm thương, đem toàn thân hỗn độn linh lực đều rót vào trong hỏa tiêm thương bên trong. Ong ong ong, hỏa tiêm thương tăng vào đến dài vạn trượng toát ra thịnh như liệt dương xích kim sắc ánh lửa, mãnh liệt cường quang bao trùm kết giới bên trong hết thảy tràng cảnh đem bốn phía chiếu sáng trưng. Tu la ma thần tám con kình thiên tay lớn gân mạch nổi lên, hướng hỏa tiêm thương thân thương bên trong thực hiện vô tận thần lực, sau đó ném mà ra. Oanh, một đạo làm người sợ hãi sợ hãi chấn thiên tiếng rít vang lên, hỏa tiêm thương lấy một loại tốc độ khó mà tin nổi phá không bay ra, dường như sấm sét thẳng sâu thiên khung, mang theo vô cùng lực lượng, bắn về phía nơi xa long xà đảo chính giữa thông thiên thánh mộc. Hỏa tiêm thương kéo lấy cực thịnh xích kim sắc ánh lửa, đem những nơi đi qua không gian đều phủ lên thành hỏa hồng sắc, giống như một viên óng ánh chói mắt sao trổi, phá không đánh úp về phía long xà đảo chính giữa trên không thông thiên thánh mộc thân cây. Không được, đồng tử thấy thánh mộc nhận uy hiếp, lập tức ổn định thân hình, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bay lượn đi xa hỏa tiêm thương đuổi tới. Đáng tiếc, đã trễ, bị thực hiện cực hạn lực đạo hỏa tiêm thương quả thực như thuấn di, một cái hô hấp ở giữa liền đến đến đồng tử bày ra kết giới bích chứng chỗ, hung tận đụng vào kết giới thất thải màn ngăn bên trên tam tiêm thương mũi thương bắn ra cực kỳ bá đạo uy năng thương anh bay ra tám con tử sắc hỏa xa, điên cuồng cắn xé công kích tới kết giới màn ngăn cực thịnh xích hỏa kim sắc cùng thất thải quang mang va chạm không ngớt đồng tử bày ra cái này đạo kết giới chỉ ngăn cản một cái chớp mắt liền bị hỏa tiêm thương phá vỡ ầm ầm nương theo lấy một đạo nổ dung trời hỏa tiêm thương đâm xuyên kết giới màn ngăn mang theo vô cùng vô tận sao trời liệt hỏa tiếp tục đánh úp về phía thông thiên thánh mộc hỏa tiêm thương bay lượn một trận cuối cùng như là cỗ sao trổi đụng vào thông thiên thánh một thân cây. Lại là một đạo đinh tai nhức óc trầm đục âm thanh, hỏa tiêm thương mũi thương thật sâu vào thông thiên thánh một thân cây bên trong. Nương theo lấy ánh lửa bạo liệt thanh âm, hỏa tiêm thương đem to lớn thông thiên thánh mộc đánh ra một đạo cháy đen khe. So sánh cực lớn đến không gặp nó đỉnh thông thiên thánh mộc, dài vạn trượng hỏa tiêm thương quả thực giống như cây tăm một loại nhỏ bé, nhưng mũi thương thân thương nước cuồn cuộn ra sao trời liệt hỏa không thể khinh thường rất nhiều sao trời lửa cháy bừng bừng đốt cháy lên thân cây, lại cấp tốc hướng trên dưới lan tràn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại thông thiên thánh mục bị đánh trúng trong nháy mắt, đồng tử hồn thể dường như cũng thu được nhất định thương tích, thân thể rõ ràng rung động run một cái. Không, đồng tử trong miệng phát ra chất phát thanh âm, rốt cuộc không rảnh bận tâm thẩm lãng, cấp tốc tiến đến cứu hỏa. Giờ phút này, thẩm lãng hóa thành ma thần hư ảnh cấp tốc mở ra tu la thánh đồng, trợn mắt tròn xoe, liếc nhìn bốn phía, điên cuồng tìm kiếm lên huyền đình ở nơi nào. Hắn vừa rồi sở dĩ đem hỏa tiêm thương ném ra ngoài, công kích thông thiên thánh mộc, chính là vì dẫn ra thủ hộ thông thiên thánh mộc đồng tử. Thẩm lãng mục đích thực sự là vì hoa tử linh báo thù, bắt sống huyền đình. Tại tu la ma thần hình thái phía dưới, tu la thánh đồng thị lực tăng lên gấp bội, gần như có thể nhìn rõ toàn bộ long xà đảo. Đồng tử bày ra kết giới vừa mới đã bị hỏa tiêm thương xuyên phá, ngăn cản thần thức cùng đồng thuật cấm chế ngay tại nhanh chóng suy yếu. Bái này ban tặng, thẩm lãng rất nhanh liền phát hiện thân ở tại kết giới bích trướng chỗ tử ảnh cùng huyền đình. Huyền đình cầu tặc, nạp mạng đi, thân hình to lớn tu la ma thần ngang ngược cuồng hống, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía kết giới bích trướng chỗ bay đi. Đồng tử lúc trước bày ra cái này đạo kết giới phạm vi bao trùm chẳng qua phương viên mấy ngàn dặm, thẩm lãng không đến mười hơi thời gian, liền đến kết giới bích trướng chỗ. Chấm, tử ảnh cùng huyền đình hai người bản tại kết giới bích trướng chỗ tính tỏa chữa thương, bỗng nhiên bị đồng tử cùng thẩm lãng kịch đấu âm thanh bừng tỉnh lập tức lại phát hiện xuyên qua kết giới hỏa tiêm thương hai người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thẩm lãng hóa thân thành tu la ma thần liền đã bay lượn mà tới tu la ma thần kia hung bạo khí thức cùng khiến người ngạt thở uy áp cảm giác quả thực kinh khủng không cách nào hình dung phảng phất có thể đâm thẳng thần hồn khiến người sợ vỡ mật mẹ của ta a à, huyền đình cả người dọa đến toàn thân phát run không được chúng ta đi mau Tử ảnh cũng cảm nhận được kia tu la ma thần phóng thích ra khí tức thực sự quá mức cường đại, lập tức tim đập nhanh không thôi, lập tức quăng lên huyền đình, đang muốn xông ra bị hỏa tiêm thương trọt rách kết giới khe. chương 4232, đừng có giết ta. Đáng tiếc, tử ảnh vẫn là chậm một bước, lưu lại cho ta, thẩm lãng hóa thân thành tu la ma thần trong miệng phát ra đinh tai nhức óc hung lệ gào thét, cự trưởng thành quyền, tám con cự quyền lấy hủy thiên diệt địa chi thế đánh tới hướng bỏ chạy đi xa tử ảnh rầm dầm rầm dầm, nặng nề tiếng nổ vang tựa như vạn đạo như sấm sét chói tai sóng dư ám kim sắc quyền ảnh đổ xuống mà ra những nơi đi qua không gian chấn động uy lực lớn để người khó mà hình dung cảm thấy được phía sau che ngập bầu trời ám kim sắc quyền ảnh đánh tới từ ảnh sắc mặt đại biến lập tức quay người lấy tốc độ nhanh nhất tế gia định phong châu thật nhanh thôi động lên trong một chớp mắt mảng lớn bảy sắc phong bạo từ định phong châu bên trong tuôn ra hình thành tầng tầng lớp lớp phong tường ý đồ ngăn cản được tôn này tu la ma thần đánh ra thần thông. Sau một khắc, phanh phanh phanh, tu la ma thần đánh ra quyền ảnh đụng vào phong tường, quyền ảnh bắn ra kịch liệt u quang gần như thôn vệ bao phủ trong thiên địa tất cả sự vật, mãnh liệt đến cực hạn bạo liệt tiếng oanh minh để người ù tai mất thông. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, phong tường liền bị vô số quyền ảnh đánh nát. Đáng chết, mắt thấy đầy trời quyền ảnh đánh tới, tử ảnh đã tới không kịp thôi động lưỡng nghi trụ đĩa CD phòng ngự, dưới sự sợ hãi, nàng toàn thân ánh sáng tím phun trào bị ép hóa thành bản thể tử mị thiên hồ tử mị thiên hồ cấp tốc cuốn lên chín đầu hồ tử sắc đuôi cáo phóng xuất ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng tím toàn lực bảo vệ thân xác ngay sau đó như là thao thiên hải giết gào ám kim sắc quyền ảnh rắn rắn chắc chắc đánh chúng tử mị thiên hồ bộc phát ra trời sập đất sụp tiếng vang a à, cuồng bạo tiếng oanh minh bên trong tử ảnh phát ra thê lương tiếng kêu thảm tử mị thiên hồ thân xác gần như bị cái này uy lực tuyệt luân quyền ảnh xé nát Hình thể bạo liệt, toàn thân máu thịt be bé bét, vô cùng thê thảm. Thẩm lãng tại Quảng Thiên cung hôn mê 20 ngày, ngoại giới kỳ thật chỉ mới qua 2 ngày. Từ ảnh lúc trước liền bởi vì thôi động lưỡng nghi trụ đĩa CD hao hết tinh huyết cùng nguyên khí, dù nuốt kim đan, nhưng chỉ là 2 ngày thời gian còn là chưa đủ lấy để nàng khôi phục đến trạng thái bình thường. Nàng bộ này nghiêm trọng bên trong tổn hại thân xác, căn bản không tiếp nổi tu la ma thần bạo lực công kích. Một kích qua đi, tử mị thiên hồ gần như đã hoàn toàn thay đổi toàn thân xương là kinh mạch đều bị khó có thể tưởng tượng cự lực đánh gãy, thân thể cao lớn chấn bay ra ngoài, đụng vào kết giới bích trướng chỗ. Tử Mị Thiên Hồ bị đánh về hình người, thân thể đã là vỡ vụn lung tung, không chỉ có là thân xác, nàng hồn thể cũng nhận cự lực chấn động, tại chỗ đã bất tỉnh, hơi thở mong manh, sinh tử không biết. Giáo, giáo chủ, Huyền Đình thấy tử ảnh bị trà đạp thành bộ này thê thảm bộ dáng, lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Hắn vừa rồi một mực trốn ở tử ảnh sau lưng, mình ngược lại là bình yên vô sự, huyền đình cầu tặc mưa tưởng chạy ra lão tử lòng bàn tay tu la ma thần phát ra đánh vỡ vân tiêu phẫn nộ gào thét mang theo sông thiên ma quang hướng phía huyền đình lao đến tu la ma thần dù thân hình to lớn nhưng tốc độ lại nhanh khiến người giận sôi không đừng có giết ta to lớn cảm giác sợ hãi để huyền đình toàn thân phát run cả người như chim sợ cành cong hướng phía kết giới khe chỗ bay lượn mà đi thẩm lãng sao lại để hắn chạy trốn tu la ma thần bay lượn mà tới tựa như tia chấp vươn cự trưởng bắt lấy đang muốn bỏ chạy Huyền Đình. Đối mặt kia che khuất bầu trời to lớn bàn tay, Huyền Đình còn chưa kịp chống cự, bất ngờ không đề phòng, liền bị Tu La Ma Thần một mực bóp trong lòng bàn tay. A, à, Huyền Đình thân xác hãm sâu Tu La Ma Thần cự trưởng bên trong, trong miệng phát ra kinh hãi muốn chết tiếng thét chói tai. Tu La Ma Thần một cái tay khác trưởng duỗi ra ngón tay, dùng sức bắn ra, trực tiếp đem Huyền Đình đạn hôn mê bất tỉnh. Chỉ là đầu ngón tay kích phát cự lực, liền làm Huyền Đình thần hồn chấn động, miệng mũi tai tràn ra lượng lớn máu tươi nếu chỉ là tùy tiện giết huyền đình vậy coi như quá tiện nghi hắn thẩm lãng vừa nghĩ tới hoa tử linh gặp đau khổ tra tấn trong lòng hận không thể ngược sát cầu tặc kia ngàn vạn lần hắn muốn nghĩ hết biện pháp tra tấn cầu tặc kia để hắn sinh không như thế bắt lấy huyền đình về sau thẩm lãng lập tức hóa thành hình người tại tự thân gặp phản phệ trước đó tế gia hỗn thiên lăng đem huyền đình cùng tử ảnh thân thể của hai người một mực trói buộc kéo vào quảng thiên cung bên trong thẩm lãng một lần nữa trở lại quảng thiên cung nửa quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc trước mắt một trận trời đất quay cuồng thẩm huynh thẩm lãng quảng thiên cung bên trong bốn tên mỹ nữ vội vàng tiến lên đón thẩm lãng người cảm giác như thế nào hoa tử linh vội vàng đỡ dậy thẩm lãng biểu lộ đều là lo lắng cùng lo lắng ta không sao không cần lo lắng thẩm lãng nắm lên hoa tử linh trắng nõn như ngọc bàn tay thở gấp gáp mấy hơi thở đứt quãng nói trên phạm vi lớn vận dụng ma trùng lực lượng biến thân thành tu la ma thần, để hắn nghiêm trọng tiêu hao tự thân hồn lực. Cũng may biến thân thành tu la ma thần thời gian hơi ngắn, loại này phản phệ không tính quá lợi hại, thẩm lãng hồn lực mặc dù tiêu hao, nhưng cũng không đến nỗi để hắn bất tỉnh đi. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, thẩm lãng biến thân thành tu la ma thần hình thái thời điểm, thân xác lại càng dễ chống lại ở tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Lúc trước ném hỏa tiêm thương cử động, biến tướng giảm bớt thẩm lãng thân xác gánh vác chỉ là bị ném ra hỏa tiêm thương muốn thu hồi đến, có thể sẽ có chút phiền phức. Mười hơi qua đi, theo trong cơ thể lưu ly tâm đèn đuốc loại tiếp tục vận chuyển, thẩm lãng cuối cùng là chậm lại, ý thức dần dần khôi phục thanh tình. May mắn không có uổng phí đi ra ngoài một chuyến, huyền đình cầu tặc kia, ta thay người bắt đến rồi. Thẩm lãng giật giật trong tay hỗn thiên lăng, đem huyền đình thân xác đơn độc túng tiến lên. Huyền đình, mắt thấy trước mắt cái này suốt đời cừu địch, hoa tử linh như sao thác nước tóc đen không gió mà bay, nàng rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, đôi mắt đẹp xuyên suốt ra dày đặc sát cơ. Thẩm lãng lật tay tế ra diêm la cự liêm, trực tiếp hướng phía huyền đình hai chân nhìn lại. Nương theo lấy phốc phốc, phốc phốc, hai tiếng trầm đục, diêm la cự liêm lưỡi dao bắn ra hùng hậu hắc mang, gọn gàng mà linh hoạt đem huyền đình hai chân chặt thành hai đoạn. Rất nhiều tươi huyết phi kiếm tư sắc, huyền đình máu me chân gãy rớt xuống đất. a à, đau khổ kịch liệt cũng làm cho huyền đình từ trong hôn mê bừng tỉnh mắt thấy mình đứt gãy hai chân, Huyền Đình khóe mắt nhai muốn nứt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nói: Đạo hữu tha mạng a! À, đánh thức Huyền Đình dọa đến hồn bay lên trời, trong miệng phát ra thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ. Nho nhỏ Tam Thánh giáo Thánh sử cũng dám tổn thương Cha Tấn Ta Đạo Lữ, người cầu tặc kia thật đúng là thật to gan. Thẩm Lãng gương mặt dữ tợn gầm thét lên tiếng, toàn thân phóng xuất ra khiến người dùng mình sát khí, nói: Đạo Lữ, Hoa Tử Linh, người đúng là huyền đình hoảng sợ hoảng sợ nhìn xem thẩm lãng bên cạnh thân hoa tử linh dường như minh bạch cái gì hắn có thể nói là nằm mộng cũng nghĩ không ra hoa tử linh thế mà còn có cường đại như thế đạo lữ huyền đình cuối cùng là minh bạch lúc trước thẩm lãng vì sao hô to tên của mình nguyên lai đúng là hướng về phía tới mình thẩm lãng đem cái này tạp toái giao cho ta đến xử trí đi hoa tử linh lật tay tế ra một kiện ánh lửa bắn ra bốn phía đao tròn lưỡi dao như trăng tròn đao tròn mặt ngoài còn nhấp nhô một mực phi phượng linh phách lượn lờ tại hoa tử linh quanh thân, như boomerang cao tốc xoay tròn, khí tức bất phàm. Được, thẩm lãng bản ý cũng là như thế, tự nhiên là để hoa tử linh đến kết thúc đây hết thảy, dứt khoát liền lui lại một bước. Trường 4233, người cũng sẽ có hôm nay. Hoa tử linh chậm rãi hướng phía huyền đình đi đến, tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng lại hàm ẩn vô hạn sát cơ. Không, hoa tử linh, van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, đừng. Huyền Đình tự biết lần này trêu chọc đến nhân vật không thể coi thường, đối phương liền từ ảnh loại cấp bậc kia đại la kim tiên đều có thể treo lên đánh, hắn dự cảm thấy mình sẽ chết rất thê thảm, đành phải liều mạng hướng phía Hoa Tử Linh cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, không đợi hắn đem cầu xin tha thứ ngữ điệu nói xong, Hoa Tử Linh bàn tay trắng nõn vung lên, trước người hỏa hồng sắc đao tròn đột nhiên bay tập mà đến, mang theo sông thiên hỏa quang đánh về phía Huyền Đình cái cổ. Một trận kịch liệt ánh lửa nổ tung, hỏa hồng sắc đao tròn đem huyền đình đầu lâu sinh sôi chém rơi xuống. Phốc phốc một tiếng vang trầm, huyền đình đầu lâu bay chéo ra ngoài, vô số đạo huyết tiến từ đoạn thủ chỗ chảy ra mà ra, mùi máu tươi nồng nặc để người buồn nôn. Hoa tử linh một kích này thi triển ra toàn lực, tại đao tròn bộc phát ra lực lượng hủy diệt một quyển qua đi, huyền đình hồn thể cũng là triệt để bị xóa bỏ, lại không còn sống khả năng. Huyền đình cái đầu kia lăn xuống đến hoa tử linh trước người, hoa tử linh gương mặt xinh đẹp tràn đầy căm hận chi sắc, đầu tiên là một chân đem nó dẫm nát, lại phóng hỏa đem những cái này vết máu huế vật thiêu đốt không còn một mảnh, cuối cùng cuốn lên thác nước cọ rửa một phen. Hoa tử linh, chỉ là giết hắn, có thể hay không quá tiện nghi ra hỏa này rồi. Thẩm lãng cắn răng nhíu mày, hắn vốn còn nghĩ lấy các loại biện pháp tra tấn huyền đình, để tiết mối hận trong lòng, không nghĩ hoa tử linh đơn giản như vậy đem hắn giết. Hoa tử linh nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt làm ngơ, cái này tạp toái chết cũng tốt, tỉnh bẩn bản cô nương con mắt, cũng miễn chậm trễ người thời gian thẩm lãng người thời gian quý giá không đáng tại loại này rác rưởi trên thân lãng phí cảm xúc thẩm lãng tâm thần xúc động đem hoa tử linh nhẹ ôm vào mang nghiêm túc nói hoa tử linh trong lòng ngươi nếu có bất kỳ ủy khuất gì bất kỳ cái gì thù hận nhất định muốn nói cho ta về sau ở bên cạnh ta không ai có thể tổn thương ngươi ta cũng không muốn biến thành mỗi ngày bị ngươi bảo hộ phế vật hoa tử linh mũi chua chua ôm chặt lấy thẩm lãng tuyết trắng hai tay phảng phất có được vô tận lực lượng truyền đạt một loại thật sâu tình cảm những năm gần đây nàng đối thẩm lãng tưởng niệm đã sớm nồng đậm đến một loại tan không ra tình trạng nói cái gì ngốc lời nói đâu ngươi là đạo lữ của ta bảo hộ ngươi lại thế nào thẩm lãng cười lắc đầu hoa tử linh trong lòng ấm áp nương tựa tại thẩm lãng trong ngực hưởng thụ lấy một lát thân mật từ phi thăng chân tiên giới đến nay nàng vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này trước nay chưa từng có an tâm cùng ấm áp nhìn xem hai người ân ái có thừa dáng vẻ, Quảng Thiên Cung bên trong cái khác ba vị mỹ nữ cảm xúc khác nhau. Bạch Lam thần sắc bình thản, nhưng trong lòng vẫn là như vậy một tia ao ước hoa tử linh. Liên tinh cùng Mộng Tuyền Nhi nhìn nhau một xem, biểu lộ thoáng có chút xấu hổ, cảm giác các nàng biến thành bóng đèn. Hai nữ đối thẩm lãng đều ôm lòng hào cảm, cũng cảm thấy mình bao nhiêu có thể có chút cơ hội, nhưng trông thấy thẩm lãng đạo lứ từng cái xuất hiện, lại cùng thẩm lãng ân ái có thừa, lập tức lại cảm thấy cơ hội xa vời. Cảm nhận được thời gian trôi qua, hoa tử linh sợ hãi mình xa vào trong đó, lướt qua liền thôi về sau, đột nhiên bấm một cái thẩm lãng eo, đừng chậm trễ thời gian, người trước xử lý chính sự quan trọng. Tốt, thẩm lãng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng kia thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh tử ảnh. Đáng tiếc cái này tử ảnh tu vi tại Đại La Kim Tiên, thẩm lãng không cách nào đối nó tiến hành siêu hồn, chỉ có thể ý đồ ép hỏi ra một chút tin tức hữu dụng tình báo. Vì để phòng vạn nhất, thẩm lãng thôi động hỗn thiên lăng gắt gao trói buộc tử ảnh thân xác giữa mi tâm tu la thánh đồng bắn ra một đạo huyết quang lấy thần hồn công kích kích thích tử ảnh tử ảnh chúng thẩm lãng lấy tu la thánh đồng đánh ra thần hồn công kích về sau tàn tạ không chịu nổi thân thể có chút run rẩy một chút lúc này từ trong hôn mê tỉnh lại nghĩ không ra tử ảnh yêu phụ người cũng sẽ có hôm nay thẩm lãng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tử ảnh nhe răng cười lên tiếng toàn thân tản mát ra kinh khủng sát khí không khí bốn phía phảng phất đều đi theo ngưng kết lại tử ảnh ý thức có chút mơ hồ nhưng cũng đại khái biết mình tình cảnh nàng tóc tai bù xù cười thảm lên tiếng thiên tuyển giả a thiên tuyển giả bổn tọa tính toán xảo diệu kết quả là lại vẫn là đưa tại trong tay của ngươi sớm biết hôm nay lúc trước làm gì cùng ta đối nghịch hư không cần nói nhảm tất nhiều lời chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn trả lời ta một vài vấn đề ta vẫn là sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng thẩm lãng thần sắc hờ hững nhìn xem tử ảnh mặt không biểu tình nói tha ta một mạng ha ha bổn tọa cũng không phải ba tuổi tiểu hài không cần thiết để đùa bỡn ta ta cái mạng này là thánh chủ cho tuyệt đối không thể phản bội thánh chủ phản bội hiên viên tiên tổ người tiểu tử này cũng đừng vọng tưởng từ bổn tọa miệng bên trong hỏi ra tin tức thiên tuyển giả người nếu chỉ là nghĩ khoái ý ân cừu hiện tại liền có thể giết ta không cần nói nhảm từ ảnh nhắm mắt lạnh ngữ dường như đã đem sinh tử không để ý người coi là thật không sợ chết thẩm lãng sắc mặt âm lệ tri cực ha 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 từ ảnh ngửa mặt lên trời cười to, đùa cợt nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, đã đi đến một bước này, chết lại có sợ gì?" "Huống chi, coi như ta chết rồi, cũng còn có Hoàng ảnh sư huynh có thể báo thù cho ta." "Hoàng ảnh, ha ha ha, mở to hai mắt nhìn xem đây là vật gì đi, yêu phụ." Thẩm Lãng mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt, lật tay lấy ra một kiện vàng óng ánh hoàng kim mũi tên. Từ ảnh ánh mắt khóa chặt Thẩm Lãng trong tay chuôi này vàng óng ánh hoàng kim chi tiến khí linh, gần như sụp đổ thân xác đột nhiên co quắp khàn giọng hô, hoàng kim chi tiến khí linh. Không, đây không có khả năng. Lúc trước loạn thạch sơn chi chiến hậu, thánh chủ vì cứu trị hoàng ảnh sư huynh, đem nó hồn thể phong ấn tại hoàng kim chi tiến khí linh bên trong, mượn khí linh chi năng sống sót tục mệnh, hoàng kim chi tiến khí linh kỳ thực liền tương đương với hoàng ảnh mới hồn thể. Thẩm lãng trong tay mũi tên đích thật là hoàng kim chi tiến khí linh, từ ảnh thần sắc ngơ ngác chi cực, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Không có gì không có khả năng, hoàng ảnh sớm đã chết ở trong tay của ta nếu không phải như thế ta lại như thế nào có thể từ luân hồi tiên vực tới này cửu lê tiên vực cùng vô tận biển sâu thẩm lãng cười lạnh nói lời này mới ra từ ảnh sắc mặt trắng bệch thật sự là vạn vạn nghĩ không ra hiên viên tam thánh lại sẽ rơi vào cái kết quả như vậy sớm biết sẽ có hôm nay mới đầu nên nghe theo thánh chủ đề nghị không nên cùng thiên tuyển giả là địch kỳ thật đổi lại là ai cũng không nghĩ ra lúc trước cái kia nho nhỏ thiên tiên tu sĩ có thể trưởng thành đến loại này kinh thế hãi tục tình trạng. Bọn hắn đánh giá quá thấp thiên tuyển giả ba chữ này ý vị như thế nào. Tử ảnh trong lòng hối hận vô cùng, hiện tại hết thảy đều trễ. Nghĩ đến hai vị sư huynh đều chết tại thẩm lãng trong tay, tử ảnh đối thiên tuyển người căm hận cũng mãnh liệt đến một loại mức độ không còn gì hơn, nàng nghiến răng nghiến lợi, mặt mày giữ tợn nói, đáng hận. Đáng hận chúng ta hiên viên tam thánh thế mà tất cả đều đưa tại ngươi tiểu xúc sinh này trong tay. Chuyện cho tới bây giờ, người tiểu xúc sinh này lại còn nghĩ từ bổn tỏa trong miệng hỏi tình báo. Thật sự là mơ mộng hão huyền, tử ảnh như phát điên nghĩ vận chuyển trong cơ thể hồn lực hoặc là hỗn độn linh lực, ý đồ tự bạo thân xác cùng hồn thể. Đáng tiếc, bị hỗn thiên lăng một mực trói buộc tử ảnh, trong cơ thể các loại hình thức năng lượng đều lâm vào đình trệ trạng thái, nàng liền bản thân kết thúc đều làm không được. chương 4234, rửa sạch tội danh. Thấy tử ảnh một lòng chịu chết điên cuồng bộ dáng, thẩm lãng sắc mặt có chút cứng đờ, xem ra nghĩ từ cái này yêu phụ miệng bên trong hỏi ra một chút tin tức, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Thẩm lãng chỉ có thể thay đổi sách lược, mỉa mai lên tiếng, ta ngược lại là thương hại các người hiên viên tam thánh, bị người xem như quân cờ loay hoay đến chết, đều không rõ chân tướng sự tình. Người câu nói này là có ý gì? Từ ảnh quả nhiên truy vấn lên thẩm lãng. Thẩm lãng khinh bỉ nói, người vừa rồi luôn miệng nói tuyệt đối không thể phản bội hiên viên tiên tổ, cái này thật đúng là thật là tức cười. Ta cười các người hiên viên tam thánh tự xưng là nhân hoàng hiên viên hoàng đế hậu nhân, lại nhận giặc làm cha, làm ra những cái này người người oán trách hoạt động. Cũng không biết nhân hoàng hiên viên hoàng đế trên trời có linh thiêng, xem lại các người đám phế vật này làm ra chuyện ngu xuẩn, sẽ là cỡ nào cảm thụ. Cái gì nhận giặc làm cha? Vô chi tiểu nhi, người đừng muốn nói xấu bổn tỏa. Từ ảnh kia tràn đầy vết máu khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn chi cực, khẽ kêu lên tiếng, thẩm lãng nguyệt mai ngữ điệu quả thực đưa nàng chọc giận. Hiên viên tiên tổ là nàng suốt đời tín ngưỡng chỗ, cho dù là chết, cũng không dung thẩm lãng ở đây ăn nói linh tinh. Thẩm lãng cười lạnh nói, nói xấu. Hừ, từ ảnh yêu phụ, người cũng thật sự là ngốc có thể, người thật nghĩ đến đám các người thánh chủ để các người tốn công tốn sức trồng thông thiên thánh mộc, bố trí phỏng chế bản chu thiên tinh đấu đại trận, mục đích là vì phục sinh nhân hoàng. Cảm giác thẩm lãng lời nói bên trong có chuyện, từ ảnh sắc mặt âm trầm nói, thẩm lãng tiểu nhi, người đến tột cùng nghĩ biểu đạt cái gì thẩm lãng nhún vai, lạnh như băng nói các người tam thánh giáo chẳng qua chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ thôi, đừng nói là các người hiên viên tam thánh, cho dù là các người nhận giặc làm cha cái kia thánh chủ, cũng chỉ phía sau màn bố cục người trên tay một gốc quân cờ mà thôi. Từ ảnh sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi nói cái gì bố cục người, người cảm thấy bổn tỏa sẽ tin người tiểu tử này chuyện ma quỷ. Thẩm lãng cười nhạo nói, vô luận ngươi tin hay không, dù sao ngươi đều phải chết. Ta chỉ là nghĩ tại ngươi trước khi chết, nói cho ngươi một chút thú vị tin tức. Hơn 300 năm trước, chính là kia bố cục người phá vỡ đỉnh hồ kết giới, đào mộ phần đào mộ, xóa bỏ nhân hoàng hiên viên hoàng đế còn sót lại tinh thần ý chí. Lúc đó đông di tiên vực thiên tai, chính là trận kia trận chiến vĩ đại lưu lại động tính. Lời này mới ra, liên tinh đại mi cao lại, nghĩ không ra hơn 300 năm trước đông di tiên vực trận kia thiên tai, lại có như thế bí ẩn. Tử ảnh giận giữ mắng mỏ phản bác ngươi, đừng muốn ăn nói linh tinh, cái gì đào mộ phần đào mộ, rõ ràng là thánh chủ đại nhân phá vỡ đỉnh hồ kết giới, mang về hiên viên tiên tổ thân xác mà thôi. Mang về thân xác, loại lý do này buồn cười các người thế mà cũng tin. Vậy các ngươi nhưng từng thấy tận mắt hiên viên hoàng đế thân xác. Thẩm lãng hỏi ngược lại, tử ảnh không có cách nào trả lời thẩm lãng, sắc mặt giữ tợn quát ầm lên, tiểu tử, cho dù ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng đừng hòng mê hoặc bổn tỏa. Thẩm lãng khinh bỉ nói, vậy ta còn thật sự là đánh giá cao ngươi cái này yêu phụ trí thông minh. Trong miệng người cái gọi là thánh chủ trương đạo lăng, chẳng qua là thay thụ mệnh con rối mà thôi, hắn vẫn luôn đang lợi dụng các người đạt thành mục đích mà thôi. Chân chính phía sau màn bố cục người, mục đích chính là nghĩ bắt trước vụ yêu thời đại Đông Hoàng Đế Tuấn, mượn chu thiên tinh đấu đại trận đến hấp thu giao diện năng lượng, thu hoạch được vô thượng tạo hóa, cũng không phải là phục sinh cơ hiên viên. Dùng đầu óc của người suy nghĩ thật kỹ đi, ngày xưa hiên viên Hoàng Đế nhân ái vạn vật sinh linh, tên Đức Trọng Vọng, sao lại đáp ứng các người đi bực này làm sát kẻ vô tội sự tình các người hiên viên tam thánh tự xưng là hiên viên hoàng đế hậu nhân, lại chưa thể kế thừa hiên viên hoàng đế di trí, nói các ngươi là một đám heo, đều xem như cất nhắc các người. Thẩm lãng trong lời nói tràn ngập khinh bỉ cùng oán giận. Chân chính cơ hiên viên hậu nhân, vốn nên là cùng mình đứng tại cùng một trận chiến tuyến, nhưng bọn này heo bị trương đạo lăng lợi dụng đến loại tình trạng này, thẩm lãng cũng là giận nó không tranh. Từ ảnh muốn phản bác, lại không biết từ đâu mở miệng. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước, bọn hắn tuyệt không trực tiếp thụ mệnh tại hiên viên tiên tổ, mà là dựa theo thánh chủ chế định kế hoạch tiến hành. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trồng thông thiên thánh một cách làm quả thật có chút cực đoan. Nói miệng không bằng chứng, người có chứng cứ gì có thể chứng minh đây hết thảy. Từ ảnh từng chữ nói ra nói, thẩm lãng mặt không chút thay đổi nói, chỉ bằng ta là thiên tuyển giả, nhất định phải ngăn cản các người bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Một khi chu thiên tinh đấu đại trận bố trí xong về sau, chân tiên giới cận tồn không nhiều giao diện năng lượng sẽ bị chu thiên tinh đấu đại trận hoàn toàn hút đi đến lúc đó tiên giới chắc chắn đi hướng hủy diệt thẩm lãng nói một chàng nhất chủ yếu vẫn là đem một chút lợi hại quan hệ nói cho tử ảnh tuy có thêm mắm thêm muối thành phần nhưng cũng nói ra một chút mấu chốt tin tức tử ảnh sau khi nghe xong thế mà tìm không ra thẩm lãng lời nói bên trong lỗ thủng trong mắt lần đầu lộ ra vẻ mờ mịt chẳng lẽ bọn hắn thật là bị thánh chủ cho lừa gạt hay sao chẳng lẽ thánh chủ thật là lấy phục sinh hiên viên tiên tổ làm ngụy trang lợi dụng bọn hắn chiếm lĩnh chân tiên giới chồng thông thiên thánh mộc bố trí chu thiên tinh đấu đại trận nếu như đây hết thảy đều là thật ngay từ đầu mình cùng đại ca nhị ca liền đi đến một con đường không có lối về nói nhiều như vậy thẩm mỗ chỉ muốn biết như thế nào mới có thể phá hư cái này thông thiên thánh mộc ngươi như nguyện ý nói cho ta ta có thể cho ngươi một cái thống khoái điểm kiểu chết thẩm lãng hai mắt nhìn chăm chú trước mắt tử ảnh thần sắc hờ hững nói Vừa rồi cùng kia đồng tử một trận chiến bên trong, mình mặc dù dùng hỏa tiêm thương công kích Thông Thiên Thánh Mộc, nhưng đối Thông Thiên Thánh Mộc tạo thành tổn thương quá mức có hạn, xa xa không đạt được có thể thương tới Thánh Mộc bản thể trình độ. Nếu có thể biết cái này Thông Thiên Thánh Mộc nhược điểm ở nơi nào, chắc hẳn liền có biện pháp chân chính hủy đi cái này Thông Thiên Thánh Mộc. Hủy đi Thông Thiên Thánh Mộc, mang ý nghĩa ngăn cản Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí tiến độ, có thể tận khả năng kéo dài thời gian. Từ ảnh lặng im thật lâu, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ bổn tọa nói cho ngươi lại có thể thế nào nếu như ngươi nói những này là thật chỉ bằng ngươi sức một mình làm sao có thể dung chuyển thánh chủ dung chuyển ngươi nói cái kia kẻ sau màn từ ảnh ngươi quên lúc trước ta thẩm lãng ở trước mặt ngươi không phải cũng là như vậy nhỏ bé nhưng bây giờ đâu một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định sinh tử của ngươi thiên tuyển giả mệnh cách ai cũng không cách nào dự đoán ngươi cũng giống vậy thẩm lãng câu nói này ăn nói mạnh mẽ để từ ảnh bị thương nặng thân thể khẽ run lên Chính như hắn lời nói, lúc trước thẩm lãng tại tự ảnh trước mặt chẳng qua sâu kiến một con, ai ngờ trong khoảng thời gian ngắn thế mà có thể trưởng thành đến như vậy kinh thế hãi tục tình trạng. Tự mình trải nghiệm hôm khác chọn người kia gần như nghịch thiên khí vận cùng trời sinh về sau, tự ảnh không hoài nghi chút nào thẩm lãng sẽ càng ngày càng cường đại. Thấy tự ảnh không nói một lời, thẩm lãng tiếp tục nói tự ảnh, ngươi như nguyện ý nói cho ta phá hư thông thiên thánh một phương pháp, ta thẩm lãng có thể cam đoan với ngươi ngày khác nếu có thể gặp phải hiên viên hoàng đế tinh thần ý chí, chắc chắn thay ngươi thỉnh cầu hiên viên hoàng đế khoan thứ, rửa sạch tội danh. Ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những cái này, cái khác ngươi coi như đừng hy vọng xa vời. Mười hơi bên trong, ta chờ ngươi trả lời chắc chắn, mười hơi về sau, ngươi nếu vẫn không muốn nói, vậy liền đừng trách thẩm mỗ hạ thủ vô tình. chương 4235, đánh cược một lần. Nghe thẩm lãng vừa rồi giải thích, từ ảnh lâm vào mờ mịt, nàng không cách nào phán đoán thẩm lãng nói thật hay giả, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không bị thánh chủ cho lợi dụng. Sở dĩ có này nghi vấn, là bởi vì từ ảnh trong đáy lòng cũng minh bạch, nếu như hiên viên tiên tổ tại thế, hoàn toàn chính xác sẽ không làm giết chóc chinh phục tiên vực đại lục cử động. Để tay lên ngực tự hỏi, mình quả thật là không vâng lời hiên viên tiên tổ di trí, thẩm lãng lúc trước mỉa mai ngữ điệu có thể nói là thẳng đâm yếu điểm, dần dần để tử ảnh tâm thần thất thủ mình cùng hai vị sư huynh xác thực quá muốn để hiên viên tiên tổ phục sinh có lẽ bởi vì chính là phần này chấp nhiệm mới đưa đến bọn hắn bị lợi dụng cho dù thánh chủ cũng không phải là đang lợi dụng mình từ ảnh cũng cảm thấy mình hành động cuối cùng là thấy thẹn đối với hiên viên tiên tổ thẩm lãng nâng lên rửa sạch tội danh giờ phút này lại như linh hồn khảo vấn để từ ảnh lâm vào cực lớn mê hoặc bên trong rửa sạch tội danh từ ảnh đau thương cười một tiếng thiên tuyển giả người nhìn như để bổn tỏa làm ra lựa chọn Kỳ thực là để bổn tọa đến cược, cược ngươi đến tột cùng nói thật hay giả. Thẩm lãng trầm mặc không nói, tuyệt không phủ định từ ảnh câu nói này. Từ ảnh sắc mặt chán nản, trong lòng cũng có quyết đoán. Chuyện cho tới bây giờ, coi như mình nói cho thẩm lãng nên như thế nào phá hư thông thiên thánh mục, chỉ bằng thẩm lãng điểm ấy tu vi, căn bản không thay đổi được cái gì thế cục. Nếu như nàng lựa chọn không nói cho thẩm lãng, đến chết giữ gìn thánh chủ, từ ảnh trong đáy lòng cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện nàng sở dĩ tôn trọng thánh chủ, chủ yếu vẫn là bởi vì thánh chủ hứa hẹn phục sinh hiên viên tiên tổ. Nếu như đây hết thảy hết thảy đều là âm mưu, vậy mình coi như không phải vẻn vẹn thẹn với hiên viên tiên tổ đơn giản như vậy, bọn hắn hiên viên tam thánh liền thật thành lưng tổ diệt tông hạng người. Từ ảnh không đánh cực nổi, cuối cùng vẫn là bởi vì đối hiên viên tiên tổ ấy nấy, nàng nói cho thẩm lãng đáp án. Thông thiên thánh mục chỉ có ở địa mạch năng lượng sung túc chi địa, hoặc là có cái khác năng lượng nguyên cung cấp ổn định năng lượng hoàn cảnh hạ khả năng sinh trường. Nói cách khác, chỉ cần có thể phá hư trồng thông thiên thánh mục địa mạch, hoặc là hủy đi vì thông thiên thánh mục cung cấp năng lượng năng lượng nguyên, thánh mục rất nhanh liền sẽ tàn lụi suy vong, lại thánh mục bản thân lực phòng ngự cũng sẽ trở nên cực yếu. Thẩm lãng đem tử ảnh lời nói ghi tạc trong lòng, âm lệ thần sắc hơi hòa hoãn lên, nói ra tử ảnh, người cuối cùng là thả thông minh một lần. Đáng tiếc, các người thân là hiên viên hoàng đế hậu nhân, lại muốn cùng ta đây cái này làm theo cứu thế thiên tuyển giả là địch, nếu như có thể trở lại quá khứ, chúng ta vốn nên đứng tại cùng một trận chiến tuyến mới đúng. Từ ảnh mặt không chút thay đổi nói, người nói không sai, nhưng không còn có cơ hội như vậy. Thiên tuyển giả, nếu như người có thể thực hiện hứa hẹn, bổn tỏa chết trong tay người cũng là sẽ không không cam tâm, ngươi Mau động thủ đi, thẩm lãng cho mày, tử ảnh mặc dù là sinh tử của mình cựu địch, nhưng suy cho cùng, nàng cũng chỉ là bởi vì bị lợi dụng, cho nên mới làm ra những cái này đủ loại cử động. Cảm nhận được đối phương thấy chết không sần quyết tâm, thầm lãng trong mắt sát cơ ngược lại là đang từ từ tiêu trừ. Chuyện cho tới bây giờ, tử ảnh có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, mình cũng mất đi giết nàng lý do. Trong đầu giấy dụa một cái chớp mắt, thầm lãng cuối cùng là khắc chế cửu hận trong lòng, hờ hững nói tử ảnh, xem ở ngươi có chỗ tỉnh ngộ phân thượng, lần này ta không giết ngươi. Nếu như ngươi lần sau còn lựa chọn cùng ta đối nghịch, hoặc là tiếp tục trở về tam thánh giáo đi kia người người oán trách sự tình ta thẩm lãng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh vừa mới nói xong thẩm lãng thu hồi hỗn thiên lăng giải trừ tử ảnh trên người trói buộc thả ta ngươi thật không hối hận tử ảnh ngẩng đầu nhìn thẩm lãng một chút cảm xúc phức tạp tri cực ngươi là thành công ta cũng hy vọng mình không có cực sai thẩm lãng hờ hững đáp lại một câu tay phải hướng tử ảnh kia bị thương nặng thân thể bên trên nhấn một cái hướng trong cơ thể nàng đánh vào rất nhiều lưu ly thiên quang cùng lưu ly hỏa, chữa trị lên thương thế của nàng. Thẩm huynh, cái này yêu phụ trước đó làm ra nhiều như vậy phát rồi sự tình, người không muốn dễ tin cái này yêu phụ a à. Bạch Lam cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Từ ảnh xuất lĩnh tam thánh giáo đại quân tiến đánh Bắc Minh Tiên Vực, mấy trăm năm nay đến, không biết có bao nhiêu Bắc Minh Tiên Vực tu sĩ mất mạng nàng tay, Bạch Lam đối tử ảnh hận ý, đã sớm lên cao đến một loại tột đỉnh trình độ. Đúng vậy a Thẩm huynh, hiền viên tam thánh tội ác ngập trời, có thể nào khinh suất tha thứ?" Liên Tinh cũng cắn răng nói, đồng dạng không hiểu Thẩm Lãng lựa chọn. Nghĩ tới luân hồi tiên vực vô số tu sĩ chết bởi tam thánh giáo đại quân tay, Liên Tinh rất khó tha thứ loại này kẻ thù sống còn. Hoa Tử Linh cảm nhận được Thẩm Lãng khó xử, xoay người ôm quyền nói, "Hai vị cô nương, mặc dù tiểu nữ tử không có lắm miệng phần, nhưng mời hai vị tin tưởng Thẩm Lãng một lần." Bạch Lam cùng Liên Tinh hai nữ hai mặt tư dò xét chỉ có thể khắc chế tâm tình trong lòng, khẽ gật đầu. Từ ảnh yên lặng tiếp nhận thẩm lãng trị liệu, toàn bộ hành trình không nói lời nào, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tại thẩm lãng trị liệu phía dưới, từ ảnh thương thế dần dần khôi phục. Nàng dù sao cũng là đại la kim tiên, lúc trước cũng chỉ là thân xác bị thẩm lãng hóa thân thành tu la ma thần kích thương, thương thế tốc độ khôi phục lại nhanh lạ thường. Tăng thêm trước đó từ ảnh dùng qua kim đan chữa thương, không ra nửa ngày, thương thế của nàng liền đã khôi phục bảy thành chỉ là hao tổn tinh huyết cùng nguyên khí xa chưa được bổ sung. Từ ảnh cảm giác mình khôi phục một chút hành động lực về sau, lập tức đứng lên, biểu lộ bình tĩnh nói, thẩm lãng, bổn tỏa sẽ thay người kiềm chế lại kia thủ hộ thánh mục đồng tử con rối người nắm chắc thời gian, đi hủy đi long xà đảo sâu trong lòng đất viên kia tiên thạch. Chỉ cần viên kia tiên thạch bị hủy, thông thiên thánh mục không có năng lượng nơi phát ra về sau, sẽ nhanh chóng khô héo tàn lụi, thủ hộ thánh mục đồng tử con rối cũng sẽ mất đi hành động lực. Hiện tại cái này khỏa thông thiên thánh mộc đã lọt vào tổn hại, Trương Đạo Lăng có lẽ có thể cảm thấy được long xà đảo dị dạng, nói không chừng sẽ đích thân hiện thân. Vì để phòng vạn nhất, người ta hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Thẩm lãng cảm thấy có chút đột nhiên, cao mày nói, từ ảnh đạo hiếu, thương thế của người còn còn lâu lắm mới khôi phục, coi là thật không có vấn đề. từ ảnh hờ hững nói, bổn tọa là tam thánh giáo giáo chủ, kia đồng tử con dối tự nhiên sẽ không chủ động công kích ta. Đối với bản tọa mà nói, muốn kiềm chế kia đồng tử, không tính quá khó khăn. Tốt, đã tử ảnh có lòng tin, thẩm lãng cũng liền tiếp nhận đề nghị của nàng. Không có lãng phí thời gian, thẩm lãng lúc này mở ra quảng thiên cung cửa điện. Tử ảnh hóa thành một đạo độn quang, bay ra quảng thiên cung. Thẩm huynh, người thật tin được nàng. Bạch Lam cắn răng hỏi, liên tinh trong lòng cũng có chút lo lắng bất an. Thẩm lãng có chút thở dài, chỉ có bảy thành nắm chắc. Nếu như chúng ta không cá cược một cái, cũng rất khó hóa giải dưới mắt khốn cục. Kia đồng tử con rối mặc dù không đến mức không có cách nào đối phó, nhưng thẩm lãng nghĩ chính diện đánh tan chu diệt con khôi lỗi này, gần như rất không có khả năng. Lúc trước mà sống cầm huyền đình, thẩm lãng đã đem hỏa tiêm thương ném ra ngoài, không có thể trở về thu. Dưới mắt mình mất đi hỏa tiêm thương, muốn đối phó kia đồng tử con rối sẽ chỉ càng thêm gian nan. Tử ảnh nếu có thể kiềm chế lại kia đồng tử con rối hết thảy nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. chương 4236 Cơ Duyên hắn sở dĩ lựa chọn bỏ qua tử ảnh, chủ yếu là có thể cảm giác được cái này yêu nữ cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, tử ảnh hoàn toàn chính xác có chính mình mãnh liệt tín ngưỡng, chỉ là bị trương đạo lăng lợi dụng, làm ra rất nhiều phát rồ sự tình. Bây giờ sự tình đã làm rõ, thẩm lãng cảm thấy chiếu tử ảnh nhất quán cường ngạnh tính cách, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Thẩm lãng giải khai quảng thiên cung bên trong cấm chế, thần thức nhìn thấy tử ảnh quả nhiên hướng phía long xà đảo chính giữa bay đi không chỉ có như thế, cái này tử ảnh còn thuận thế giải trừ long xà đảo khu vực trung ương phong ấn trận pháp. Bao phủ long xà đảo trung bộ khu vực kim tiên trận bị giải trừ, thẩm lãng tiếp xuống hành động sẽ càng thêm thuận tiện. Nhìn xem tử ảnh không có lừa gạt mình, thẩm lãng trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, chỉ ít hiện tại hết thảy đều tại dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Sau đó, hắn nhất định phải tiến đến phá hư long xà đảo lòng đất viên kia tiên thạch. Hoa tử linh mở miệng nói, thẩm lãng, bản cô nương trước đó chính là cái này long xà đảo đảo chủ biết long xà đảo lòng đất viên kia tiên thạch vị trí cụ thể việc này không nên chậm trễ ta cái này liền dẫn ngươi tiến đến tốt thẩm lãng hai mắt tỏa sáng lúc này đồng ý thẩm huynh lòng đất viên kia tiên thạch chính là thông thiên thánh một năng lượng nguyên tất nhiên sẽ có rất nhiều tam thánh giáo tu sĩ chấn giữ ngươi trạng thái thân thể không tốt để chúng ta cũng tùy ngươi cùng nhau tiến đến đi lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau bạch lam tiến lên nói đúng vậy a à công tử người đã liên tục thụ thương rất nhiều lần không muốn ngạnh kháng lần này liền để chúng ta giúp ngươi mộng tuyền nhi cũng vội vàng nói hoa tử linh nghiêm mặt nói mấy vị cô nương có chỗ không biết long xà đảo sâu trong lòng đất là một tòa đáy biển động quật giống như thiên nhiên mê cung địa hình cực kỳ phức tạp hành động nhân số thực sự không nên quá nhiều ta cùng thẩm lãng hai người hành động là được các vị cô nương lại an tâm đợi tại quảng thiên cung bên trong lặng chờ một đoạn thời gian đây cũng không phải hoa tử linh đang ăn giấm chủ yếu là về sau hành động sẽ liên quan đến cái nào đó thiên đại bí mật, Hoa Tử Linh không nghĩ để trừ thẩm lãng bên ngoài người biết bí mật này. Bạch Lam biết điều nói tốt, cầu chúc thẩm huynh cùng Hoa đạo hữu hết thảy thuận lợi. Liên Tinh cùng Mộng Tuyền Nhi nhìn lẫn nhau, đành phải đi theo đưa lên chúc phúc. Đa tạ ba vị lý giải, Hoa Tử Linh tự nhiên hào phóng hướng phía Tam nữ ôm quyền. "Không, không cần phải khách khí." Bạch Lam vẫn còn tốt, Liên Tinh cùng Mộng Tuyền Nhi biểu lộ liền có chút xấu hổ. Hoa tử linh là thẩm lãng đạo lữ, tại hoa tử linh trước mặt, các nàng nhưng không có quyền phát ngôn gì. Thẩm lãng không có tại Quảng Thiên Cung bên trong lưu lại, rất nhanh liền cùng hoa tử linh cùng rời đi Quảng Thiên Cung. Chấm, đi vào Quảng Thiên Cung bên ngoài, thẩm lãng đầu tiên là thi pháp, để Quảng Thiên Cung biến trở về mini lớn nhỏ, thu vào trong tay áo. Sau đó, thẩm lãng mở ra tu la thánh đồng, quan sát trung ương đảo thông thiên thánh một tình huống. Lúc trước thông thiên thánh mục bị hỏa tiêm thương đánh chúng về sau, bắt đầu cháy rừng rực, hiện tại lửa đã diệt, nhưng nhìn về nơi xa mà đi, thân cây vẫn là đang liều lĩnh cuồn cuộn khói đen. Xem ra hỏa tiêm thương phóng thích ra sao trời liệt hỏa, để kia đồng tử cảm thấy khó giải quyết. Có lẽ là lo lắng thông thiên thánh mục lại gặp phá hư, đồng tử con rối một tấc cũng không rời thông thiên thánh mục, không để ý quanh mình tình huống. Bái này ban tặng, đồng tử con rối không có tiếp tục nhìn chằm chằm thẩm lãng cùng quảng thiên cung, dưới mắt chính là hành động tuyệt hảo thời cơ. Long xà đảo viên kia tiên thạch ở vào hòn đảo chính phía dưới đáy biển chỗ sâu nhất, bây giờ trung ương đảo cấm chế giải trừ, hai người có thể thi triển độn địa thuật, thẳng tắp thông hướng đáy biển. Hoa tử linh vì thẩm lãng chỉ rõ phương hướng, thẩm lãng vừa muốn thi triển thần thông độn địa, nháy mắt cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, cả người lung lay sắp đổ. Thẩm lãng, người làm sao rồi? Hoa tử linh tranh thủ thời gian đỡ dậy thẩm lãng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng. Ta không sao, chỉ là bởi vì tiêu hao hồn lực, tạo thành phản phệ mà thôi thẩm lãng lung lay đứng thân sắc mặt âm trầm vô cùng lúc trước hắn bởi vì trên diện rộng vận dụng ma trùng lực lượng hồn lực tiêu hao tuy nói nghỉ ngơi nửa ngày nhưng tại trong lúc này thẩm lãng một mực đang vì thay tử ảnh chữa thương thần hồn một mực ở vào cực độ hư nhược trạng thái từ hắn từ hoàng tuyền địa ngục bên trong sau khi ra ngoài cũng không biết liên tục bị thương nặng bao nhiêu lần mặc dù mỗi lần đều thẳng xuống tới nhưng tích lũy bên trong tổn hại cùng to lớn tinh thần mệt nhọc để trạng thái thân thể của hắn trở nên kém vô cùng đáng chết thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích thẩm lãng cắn chặt răng mau từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lượng lớn bình bình lọ lọ ý đồ nuốt một chút bổ dưỡng thần hồn đan dược đến bổ sung trạng thái hoa tử linh không do dự lật tay tế ra một thanh dao găm trực tiếp cắt vỡ mình viết trắng thủ đoạn rất nhiều máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra nhanh đem máu của ta uống hết hoa tử linh đi vào thẩm lãng trước mặt nhanh chóng dơ lên không ngừng chảy máu thủ đoạn. Hoa tử linh, người đây là, thẩm lãng sắc mặt bỗng nhiên, hoa tử linh nhuốm máu thủ đoạn để hắn có chút nhìn thấy mà giật mình. Đừng hỏi nhiều như vậy, bản cô nương tổng sẽ không hại ngươi. Hoa tử linh lắc đầu, không rảnh giải thích quá nhiều. Tại nữ nhân khăng khăng yêu cầu dưới, thẩm lãng cũng không biết ôm lấy cái dạng gì tâm tình, cầm bốc lên hoa tử linh thủ đoạn, đem miệng vết thương tràn ra máu tươi uống vào trong bụng. Ngọt, Nóng rực, ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, Thẩm Lãng uống vào trong bụng máu tươi thế mà hóa thành thanh bạch nhị sắc kỳ lạ năng lượng, tràn vào toàn thân hắn toàn thân, lệnh Thẩm Lãng toàn thân khí sâu tràn đầy, nguyên bản hư nhược thần hồn lại cũng như tô sinh hạt giống một loại chậm rãi khôi phục. Theo cỗ năng lượng kia nhanh chóng tiêu hóa, Thẩm Lãng toàn thân dũng động kỳ dị bạch quang cùng thanh mang, phối hợp với tâm mạch chỗ lưu ly tâm đèn đúc loại, tiêu hao hồn lực rất nhanh liền đạt được bổ sung, tinh thần đại chấn. Đây rốt cuộc là thẩm lãng khiếp sợ tột đỉnh, không phải tự mình thể nghiệm lấy thực không cách nào tưởng tượng. Hoa tử linh máu tươi thế mà tương đương với cấp cao nhất tiên đan diệu dược, để cho mình hư nhược hồn thể nhanh chóng khôi phục lại, mặc dù xa vì khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng hành động là không thành vấn đề. Bản cô nương phi thăng chân tiên giới về sau, thu hoạch được một chút cơ duyên, dung hợp hai đạo huyết mạch chi lực, cho nên thân thể khác hẳn với thường nhân. Tiêu hao một chút tinh huyết đối ta không có ảnh hưởng gì, thân thể ngươi suy yếu, tận lực hấp thụ nhiều một chút hoa tử linh thấy thẩm lãng khí sắc khôi phục trong lòng cũng thở dài một hơi thẩm lãng nửa điểm không nguyện ý để hoa tử linh thân thể lọt vào nửa điểm tổn hại uống một chút xíu nói cái gì đều không có lại tiếp tục uống hết sau đó thẩm lãng vội vàng phóng thích lưu ly thiên quang vì hoa tử linh chữa thương để cổ tay nàng bên trên vết máu nhanh chóng khép lại kết phải thuận tiện lại hướng trong cơ thể nàng chuyển vận một đoàn lưu ly hỏa bổ sung hao tổn nguyên khí cảm nhận được nam nhân quan tâm quan tâm hoa tử linh trong lòng sinh ra một tia ấm áp Vô luận quá bao lâu, nam nhân này trở nên cường đại cỡ nào, hắn thái độ đối với chính mình đều chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là điểm này, là đủ Hoa Tử Linh cảm động vạn phần. Dưới mắt, cũng không phải xa vào tại cảm động thời điểm, Hoa Tử Linh không quên thúc giục nói, "Thẩm Lãng, chúng ta mau mau hành động." "Tốt," Thẩm Lãng lập tức thi triển ra độn địa thần thông, cuốn lên một đạo bạch quang, mang theo Hoa Tử Linh cùng một chỗ tiến vào lòng đất. Chương 4237, Trấn Hải Kinh đại khái có thể đem long xà đảo tưởng tượng thành là lộ ra mặt biển cự hình dãy núi ở vào đáy biển tòa này cự hình dãy núi hoàn mỹ đem thông thiên thánh một gốc dễ bao vây lại đồng thời ngăn cách dòng năng lượng động chiếu hoa tử linh nói long xà đảo viên kia tiên thạch liền giấu ở đáy biển dãy núi điểm thấp nhất vừa lúc chính là vô tận biển sâu đáy biển dưới mắt long xà đảo chính giữa khu vực cấm chế tuy bị tử ảnh giải trừ nhưng nghĩ trực tiếp lấy độn địa thần thông đến đáy biển chỗ sâu nhất cần tiêu tốn thời gian dài nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất đến đáy biển dãy núi điểm thấp nhất phương pháp cũng là đơn giản chỉ cần dọc theo cái này đáy biển dãy núi một đường hướng xuống liền có thể đến đáy biển chỗ sâu nhất thẩm lãng cùng hoa tử linh từ long xà đảo lòng đất thẳng tới biển sâu cũng một đường hướng đáy biển chỗ sâu nhất bay trốn đi khiến người ngoài ý muốn chính là đáy biển dãy núi bốn phía thế mà còn có rất nhiều tam thánh giáo tu sĩ ở đây tuần tra lúc trước thông thiên thánh một chỗ long xà đảo trung bộ khu vực bị tam nguyên ổ quay trận phong khóa lại tin tức bị phong tỏa, trong đảo Tam Thánh Giáo tu sĩ căn bản không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Mặc dù trong đảo Tam Thánh Giáo tu sĩ nghe được Trung ương đảo truyền đến kịch đấu thanh âm, động tĩnh khá lớn, nhưng không có đạt được huyền đình thánh sử mệnh lệnh, bọn hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi ngày tiếp tục tuần tra, nên làm gì làm cái đó. Long xà đảo phía dưới tòa này đáy biển dãy núi, chính là lúc trước huyền đình hạ lệnh muốn nghiêm phòng tử thủ chi địa, cho nên có rất nhiều tam thánh giáo tu sĩ ở đây tuần tra, số lượng nhiều quả thực như bầy cá. Phương nào tu sĩ tự tiện xông vào long xà đảo vực nội. Cản bọn họ lại, phát hiện thẩm lãng cùng hoa tử linh phi đồn lúc động tính về sau, vô số ngay tại tuần tra tam thánh giáo tu sĩ nhao nhao cùng nhau tiến lên, ý đổ vòng vây hai người. Lan đi, hoa tử linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lật tay tế lên lúc trước chém giết huyền đình món kia đao tròn tiên bảo. Thiên tâm hoàn, đi, theo hoa tử linh quát nhẹ một tiếng, như trăng tròn đao tròn xích quang phóng đại, hóa thành một con thân dài vạn trượng, người khoác liệt diễm phi phược, mang theo nghe rợn cả người ánh lửa cuốn về phía những cái này cùng nhau tiến lên tam thánh giáo tu sĩ. Đông đông đông, mãnh liệt ánh lửa đánh chúng bay tới tam thánh giáo tu sĩ, dưới biển sâu vang lên thông thiên triệt địa bạo minh thanh âm, mảng lớn nước biển hóa thành hư vô. Thẩm lãng mặt mày vén lên, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Hoa tử linh vận dụng tiên bảo chính là một hiện phẩm dai không thấp tịch linh cấp tiên bảo, chỉ là trở ngại tu vi không đủ, hoa tử linh cũng không có thể phát huy ra cái này tịch linh cấp tiên bảo huy lực chân chính. Tuy nói như thế, lấy hoa tử linh là thiên thượng tiên trung kỳ tu vi, có thể có sức chiến đấu cỡ này, cũng thực là bất phàm. Thẩm lãng cũng không có nhàn rỗi, đơn vừa bấm ngón tay, vạn kiếm tể phi. Trong chớp mắt, thẩm lãng trên đỉnh đầu nước biển sôi trào bạo minh, thình linh hóa thành một đạo vô cùng to lớn vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lên nước biển hấp thu. Ngay sau đó, vòng xoáy bên trong không ngừng kích xạ ra năng lượng kinh người phi kiếm màu trắng, sông tập bốn phương tám hướng. Đông đông đông, lít nha lít nhít phi kiếm màu trắng lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh chúng bay tới tam thánh giáo tu sĩ, động tính khổng lồ giống như trời sập nát. Tại trói tai tiếng nổ vang bên trong. Những cái này tam thánh giáo tuần tra tu sĩ thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền đã bị kia vỡ ra phi kiếm rảo sát thành bột mịn máu cặn bã, thần hình câu diệt. Thẩm lãng tùy ý khống chế phi kiếm công kích phương hướng, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Cứ như vậy, hai người đột phá tam thánh giáo tuần tra tu sĩ trùng điệp vòng vây, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía đáy biển chỗ sâu ghé qua phi độn Hoa tử linh giết đỏ cả mắt, hồi tưởng lại ngày xưa long xà đảo toàn đảo tu sĩ tất cả đều bị tam thánh giáo tu sĩ tàn sát, liền trẻ con đều không có bỏ qua, hoa tử linh oán hận chất chứa đã lâu. Hôm nay tổng xem là khá thoải mái đầm đìa phát tiết ra ngoài. Thẩm lãng đại khái có thể cảm nhận được tâm tình của nữ nhân, ăn ý bồi tiếp nàng cùng một chỗ điên cuồng giết chóc. Thấy đôi nam nữ này sinh mãnh như vậy, tuần tra tam thánh giáo tu sĩ cũng bị dọa đến mất hồn mất phía, nhao nhao chạy trốn bốn vọt. Theo hai người không ngừng hạ xuống, đáy biển không gian bốn phía áp bách lực lượng cũng gấp kịch lên cao. Cùng chín vạn giảm phía trên không trung cùng loại, ở vào chân tiên giới thấp nhất địa điểm vô tận biển sâu đáy biển cũng tương tự có không gian thật lớn áp bách lực lượng. Cũng ngay cỗ này không gian áp bách lực lượng không tính không hợp thói thường, đối thẩm lãng cùng hoa tử linh loại này cấp bậc tu sĩ không có quá lớn ảnh hưởng. Không ngừng hướng đáy biển chỗ sâu nhất phi đột, lại phi đột. Cuối cùng, hai người rơi vào thực chỗ, khiến người ngoài ý muốn chính là, dưới chân cũng không phải là trong tưởng tượng xốp bùn đất cát đá, mà là một loại nào đó xương đen. Xương đen mặt ngoài tràn ngập kỳ diệu sức đẩy, treo chống lấy thân thể của mình. Thẩm lãng mặt mày vén lên, nơi đây đáy biển hẳn là tiếp cận với chân tiên giới giao diện bích chướng nếu không cũng sẽ không có không gian sức đẩy tồn tại đáy biển chỗ sâu nhất gần như không nhìn thấy một chút xíu tia sáng bốn phía đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón thẩm lãng bên ngoài thân bí ngân thánh y phóng xuất ra óng ánh ngân quang cái này mới miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía trước mắt là sừng sững mà đứng đáy biển dãy núi giờ phút này hai người chính vị tại chân núi nơi này đã không có tam thánh giáo tuần tra tu sĩ tồn tại cho dù có cũng sớm bị thẩm lãng cùng hoa tử linh lúc trước náo ra đến động tĩnh dọa cho chạy Hoa tử Linh chỉ dẫn lấy phương hướng, dẫn theo Thẩm Lãng tại đáy biển ghé qua một trận, bảy lần qua tám lần rẽ, cuối cùng đi đến một chỗ trước vách đá. Nếu như bản cô nương nhớ không lầm, hẳn là nơi này. Nơi này vốn là một ngọn núi quật, đoán chừng là bị Tam Thánh giáo ẩn nấp cấm chế chăn đóng. Hoa tử Linh vây quanh bốn phía, xác định mình không có nhận lầm địa điểm. Thẩm Lãng giữa mi tâm tu la thánh đồng bắn ra mảng lớn hào quang màu vàng sập, xác thực phát hiện vách núi cạnh ngoài bao trùm một tầng ẩn nấp cấm chế trừ nhất mặt ngoài cấm chế bên ngoài, nội bộ còn có mấy đạo cường lực cấm chế, nơi này không thể nghi ngờ chính là dấu kín tiên thạch nơi trốn, nếu không cũng không có khả năng bày ra nhiều như vậy cấm chế. Những cấm chế này nhìn qua 10 phần cao minh, nghĩ lấy ngoại lực phá vỡ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thẩm lãng nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn từ huyền đình trên thân lục soát quá một kiện lệnh bài, lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong đem tấm lệnh bài kia lấy ra ngoài, nếm thử hướng lệnh bài bên trong đánh vào hỗn độn linh lực ong 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 lệnh bài bên trong tôn ra một đoàn thanh quang chiếu xả tại vách núi mặt ngoài vách núi tầng ngoài cùng ẩn nấp cấm chế bị nháy mắt tiêu trừ nội bộ cấm chế phòng ngự cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa không ngừng suy yếu thẩm lãng cùng hoa tử linh hai người vui mừng quá đỗi đúng lúc này ngao nơi xa đáy biển đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp thô lệ tiếng giống thanh âm dị thường quỷ dị vang vọng toàn bộ đáy biển khiến người sợ hãi kinh dị thứ gì hoa tử linh gương mặt xinh đẹp biến sắc thẩm lãng toàn lực vận chuyển hỗn độn linh lực bên ngoài thân bí ngân thánh y phóng xuất ra thịnh như liệt dương ngân sắc quang mang chỉ một thoáng chiếu sáng phạm vi ngàn dặm tràng cảnh chỉ thấy nơi xa đáy biển lại có mảng lớn quỷ dị xương đen phun trào mà đến như vật sống tuôn ra mà đến tốc độ nhanh vô cùng kia xương đen cực kỳ quỷ dị đem những nơi đi qua hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn không tốt là trấn hải kinh thẩm lãng khóe mắt nhai muốn nứt nghẹn ngào hô to chương 4238, Thẩm Lãng vs. Trấn Hải Kinh. Cỗ này quen thuộc lại kinh dị khí tức, chính là lúc trước Trấn Hải Kinh mang cho mình cảm giác, Thẩm Lãng tuyệt sẽ không nhận lầm. Trấn Hải Kinh dường như chỉ ở thiên uyên hải ẩn hiện quá, làm sao vô tận dưới biển sâu cũng có loại này hoảng sợ chi cực hồng hoang vô thú. Vật kia, hẳn là Trấn Giữ Tiên Thạch Con Dối. Hoa tử Linh dù không biết Trấn Hải Kinh là bực nào thú loại, nhưng cũng ngay lập tức tế ra thiên tâm hoàn, bày ra công kích dáng vẻ vẹn vẹn ở trong chớp mắt che ngập bầu trời xương đen cuốn tới phóng xuất ra khí thức khủng bố để người dùng mình càn khôn quyển đi thẩm lãng trợn mắt tròn xoe thuận thế cầm trong tay càn khôn quyển đánh ra đánh tới hướng càn quét đến quái dị xương đen bành một tiếng vang trầm càn khôn quyển giống như một vòng kim sắc liệt nhật không có vào trong hắc vụ ầm ầm ngay sau đó càn khôn quyển tại xương đen bên trong nổ tung bắn ra một đạo nổ rung trời kim quang bắn ra bốn phía ngao xương đen bên trong cửa thú dường như đụng phải thương tích, lại lần nữa phát ra trầm thấp quái dị tiếng thú gào, trong tiếng hô sen lẫn ngập trời tức giận. Hoa tử linh cũng đem thiên tâm hoàn ném mà ra, đánh trúng xương đen, ánh lửa bạo liệt. Nương theo lấy hai đạo tiên bảo công kích, xương đen bị càn khôn quyển bắn ra lóa mắt kim mang cùng thiên tâm hoàn phóng thích ra ánh lửa ngắn ngủi ngăn chặn. Nhưng không đợi hai người thở phào, xương đen lại dần dần đem kim mang cùng thiên tâm hoàn thôn phệ hỏng bét, thẩm lãng nháy mắt cảm giác mình đánh ra càn khôn quyển như đá ném vào biển rộng, thế mà thu không trở lại. Cái này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hoa tử linh cũng vô pháp thu hồi thiên tâm hoàn, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, tâm loạn như ma. Ngao, trầm thấp kiềm chế tiếng thú gào càng ngày càng gần, cuồn cuộn xương đen như trầm thấp mây đen càn quét khuếch tán, toàn bộ đáy biển tựa hồ cũng bị mảnh này xương đen bao bọc. Cái này tiếng thú gào bên trong lại mang theo một cỗ khó mà hình dung lực lượng, kích thích hai người toàn thân khí huyết dâng lên, thần hồn chấn động, đại não kịch liệt choáng váng. trong khoảnh khắc, thẩm lãng cùng hoa tử linh đột một cảm giác được mình thân xác dường như đang bị một loại nào đó không biết tên lực lượng lôi kéo thôn phệ. đáng chết, thẩm lãng bỗng cảm giác tê cả ra đầu, chấn hải kình có thôn phệ trong không gian vật sống năng lực. một khi mình cùng hoa tử linh bị xương đen thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. mắt thấy kia xương đen bay lượn đến đỉnh đầu, thẩm lãng đã không còn kịp suy tư nữa, gương mặt dữ tợn gầm thét lên tiếng kim tiên thuật, tu la pháp tướng, nương theo lấy một đạo khàn cả giọng gầm thét, thẩm lãng trắng trợn thôi động hồn thể bên trong ma trùng. Trong chớp mắt, sóng giữ ma quang từ thẩm lãng quanh thân xoay tròn tuôn ra, trong chốc lát đem quanh mình hết thảy đều thôn vệ bao phủ, che ngập bầu trời uy áp làm cho người chuột mục kinh tâm. Thẩm lãng biết rõ lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể, lần nữa biến thân tu la thánh thể tự thân thần hồn khẳng định sẽ không chịu đựng nổi, dứt khoát chỉ phóng xuất ra pháp tướng tiến hành công kích. Đây cũng là thẩm lãng tại nhiều lần vận dụng ma trùng lực lượng về sau, lĩnh ngộ được thủ đoạn thần thông. Tại ma quang tắm rửa bên trong, thẩm lãng đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ ra một con ba đầu tám cánh tay, đầu đồng chán sắt tu la pháp tướng, tản mát ra vô cùng cường đại lại ngang ngược khí tức, khí thế mạnh tựa như ma thần hàng thế. Hoa tử linh thậm chí đều không chịu nổi tôn này tám tay tu la pháp tướng phóng thích ra uy áp cảm giác, một trận đầu váng mắt hoa. Cho ta đánh tan súc sinh này, thẩm lãng điên cuồng gào thét, trắng trợn đem ma trùng năng lượng rót vào trong pháp tướng bên trong tu la pháp tướng hình thể thình lình bành trướng đến 10 vạn trượng cao sông tập mà ra tám tay thành quyền tựa như tám cái kình thiên trụ một loại hung hăng đánh tới hướng hướng trên đỉnh đầu xương đen ầm um, kịch liệt tiếng nổ vang giống như trời sập nát đáy biển phảng phất phát động đất đồng dạng bị vén cái đáy triều thiên thân hình khổng lồ tu la pháp tướng nhiều lần vung lên cự quyền điên cuồng công kích lên tiềm ẩn tại xương đen bên trong cự thú đông 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 chói tai tiếng nổ vang từng cơn sóng liên tiếp, chấn người ù tai mất thông. Vĩ tinh, chiếc núi nguyệt, tuyển ra thích nhất nhân vật nữ. Thẩm lãng tế ra tu la pháp tướng đại khái mặc dù tu la thánh thể sáu bảy thành lực lược, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngao, trong hắc phụ cửa thú lọt vào tu la pháp tướng công kích về sau, phát ra đau khổ tiếng hết thảm, bao phủ tại thẩm lãng cùng hoa tử linh trên người hấp lực bỗng nhiên giảm bớt. Tu la pháp tướng công kích sau một lúc, xương đen tán đi tại thẩm lãng bên ngoài thân bí ngân thánh y phóng thích ra tia sáng chiếu rọi xuống hắn cùng hoa tử linh miễn cưỡng có thể thấy rõ kia xương đen bên trong cửa thú bản thể kia là một tôn phiêu phù ở hai người trên đỉnh đầu một con to lớn bóng đen hình thể lớn đến không cách nào hình dung quả thực như là một tòa mô hình nhỏ đại lục bởi vì đưa thân vào vô tận biển sâu đáy biển nhận thị lực cùng thần thức hạn chế thẩm lãng cùng hoa tử linh hai người chỉ có thể nhìn rõ bóng đen thân thể một bộ phận hiện lộ tại đỉnh đầu bọn họ trên không, vừa lúc là một viên vô cùng to lớn cá voi đầu lâu. Chỉ là kia cá voi đầu lâu liền đạt tới trăm vạn trượng dài. Đầu lâu to lớn hiện lên cùn hình, đen như mực, nhiễm nhiên như một ngọn núi lớn, nó hai mắt thiêu đốt lên huyết diễm, phóng xuất ra khiến người dùng mình hung bạo khí tức. Bóng đen mặt ngoài còn thiêu đốt lên hùng hậu màu đen thi hỏa, tản mát ra kinh dị vô cùng thi khí. Thi khôi, thẩm lãng mở ra thánh ma nhãn quét qua, mới phát hiện bóng đen này chính là hồng hoang vô thú chấn hải kinh thi thể, trong lòng lập tức khiếp sợ tột đỉnh. Hắn cuối cùng là minh bạch vì hà thiên vực sâu biển lớn chấn hải kinh sẽ xuất hiện tại vô tận bên trong biển sâu, nguyên lai đúng là một bộ bị cải tạo thi khôi. Liên tưởng tới lúc trước tại cửu lê thành đại chiến bên trong xuất hiện cửu linh nguyên thánh thi khôi cùng trời yểm ma đế thi khôi, tam thánh giáo có thể làm ra cái này chấn hải kinh thi khôi sự việc cũng không phải không có khả năng, dù sao lúc trước cố kia chấn hải kinh thi thể tuyệt không hoàn toàn diệt phong, Thẩm Lãng đã từng được chứng kiến Trấn Hải Kinh, đối cảnh tượng trước mắt cố nhiên chấn kinh, nhưng cũng không đến nỗi bối rối. Chỉ là Hoa Tử Linh chưa bao giờ thấy qua Trấn Hải Kinh, lần đầu nhìn thấy khổng lồ như thế biển sâu cửa thú, không khỏi hít vào một hơi hàn khí, tâm thần run sợ. Tu La Pháp tướng nhiều lần công kích tới Trấn Hải Kinh đầu lâu, nhìn như có thể đem Trấn Hải Kinh đánh liên tục chu lên, nhưng đối nó thân thể tuyệt không tạo thành thương tổn quá lớn. Ngao, thủ kích Trấn Hải Kinh thi khôi nổi giận không ngừng, há mồm phun ra sóng giữ huyết quang đánh chúng tu la pháp tướng thân thể tại trói tai tiếng nổ vang bên trong tu la pháp tướng mặc dù có thể đứng vững trấn hải kình công kích nhưng hình thể vẫn là không thể tránh né đụng phải một chút tổn thương lực lượng có chỗ suy yếu thế cục chuyển tiếp đột ngột chỉ thấy trấn hải kình đột nhiên mở ra vực sâu miệng lớn hướng phía tu la pháp tướng thôn vệ mà đi tu la pháp tướng né tránh không vội lại bị trấn hải kình thi khôi một hơi nuốt xuống dưới hỏng bét thầm lãng vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Thấy thẩm lãng tế ra pháp tướng bị cái này cửa thú thôn vệ hầu như không còn, hoa tử linh mặt mày trắng bệch, tâm loạn như ma. Nàng có thể cảm giác được trước mắt cái này cá voi khí tức quá mức cường đại, so sánh đại la kim tiên cũng không thua kém bao nhiêu. Đối mặt loại này cấp bậc phu thú, hoa tử linh thực sự nghĩ không ra cách đối phó. Thẩm lãng trầm giọng nói, chứ hoảng, ta tự có biện pháp đối phó xúc sinh này, thuận tiện để xúc sinh này đem vừa rồi nuốt vào tiên bảo ngoan ngoãn phun ra mình không cách nào thu hồi càn khôn quyển, chứng minh vừa rồi đánh ra càn khôn quyển đã bị cái này chấn hải kình thi khôi cho nuốt vào trong bụng. Thẩm lãng vừa rồi hoàn toàn là cố ý để cái này chấn hải kình thi khôi nuốt sống tu la pháp tướng, để tại đến cái mở ngực mổ bụng. chương 4239, cất giữ tiên thạch chi địa. Tu la pháp tướng, bạo cho ta, thẩm lãng hai mắt như điện, gầm thét lên tiếng, ầm ầm nhiếp nhân tâm phách nổ vang âm thanh khiến người ù tai mất thông năng lượng kinh khủng từ chấn hải kình trong bụng nổ tung Chấn hải kình thi khôi khổng lồ vô cùng thân thể kịch liệt rung động oanh minh, đầu lâu phía dưới trước bên bụng bộ nổ ra một đạo lỗ thủng to lớn, kinh khủng năng lượng màu vàng sập, nương theo lấy rất nhiều máu đen cùng màu đen uế vật nước cuồn cuộn mà ra. Máu đen cùng uế vật gần như đem toàn bộ thiên không đều phủ lên thành mực tàu sắc, nồng đậm sắc thối mùi thối để người buồn nôn. Uệ, những cái này uế vật tản mát ra mùi thối để hoa tử linh khô khốc một hồi uệ buồn nôn, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất bày ra một tầng phòng ngự màn ngăn để tránh bị những cái này huế vật xung kích tu la pháp tướng tự bạo sau sinh ra uy năng lớn lạ thường chấn hải kình thi khôi thân thể cao lớn nhận năng lượng to lớn xung kích bị bị chấn bay ra ngoài đông 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 khiến người hít thở không thông bạo tạc uy năng cấp tốc lan tràn tư tán mảng lớn năng lượng màu vàng sậm như gió lốc bừa bãi tàn phá không ngớt đáy biển dãy núi nhận xung kích về sau ngọn núi dạn nứt vô số núi đá lan xuống lăn xuống núi đá tại năng lượng màu vàng sậm sung kích phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn cặn bá. Một kích qua đi, thẩm lãng quỳ dạp xuống đất, đại não kịch liệt nhói nhói, đầu váng mắt hoa. Đây là trên phạm vi lớn vận dụng ma trùng lực lượng mang tới phản vệ, thẩm lãng có chút khôi phục hồn thể lại lần nữa lâm vào trạng thái hư nhược, suýt nữa để hắn đã bất tỉnh. Cũng may từ bạo tu la pháp tướng trước đó, thẩm lãng liền đã toàn lực vận chuyển tâm mạch chỗ lưu ly tâm đèn đúc loại, có lưu ly hỏa hộ thể, hắn miễn cưỡng gượng trông xuống dưới. Thẩm lãng, người thương thế quá nặng, tuyệt đối đừng miễn cưỡng mình. Hoa tử linh tranh thủ thời gian đỡ dậy thẩm lãng, thần sắc lo lắng vạn phần. Đừng lo lắng, ta còn có thể chịu đựng được, thưa dịp hiện tại, người tranh thủ thời gian thu hồi lúc trước tế ra tiên bảo. Thẩm lãng chậm quá một hơi về sau, vội vàng nhắc nhở lên hoa tử linh. Nghe thẩm lãng kiểu nói này, hoa tử linh thần niệm khẽ động, quả nhiên cảm thấy được mình lúc trước đánh ra thiên tâm hoàn vị trí chỗ ở, lập tức thu hồi thiên tâm hoàn. Thẩm lãng cũng thừa dịp bộc phát còn chưa dừng lại, thu hồi càn khôn quyền. Đáy biển tiếng nổ tiếp tục mấy chục giây thời gian, lúc này mới chậm rãi lắng lại. Trấn hải kình thi khôi thụ trọng thương, trừ phần bụng hiển lộ ra cực đại vết thương bên ngoài, toàn thân cũng bị vừa rồi nổ lớn xé rách ra rất nhiều vết máu. Cho dù là vết thương trồng chất, cỗ này trấn hải kình thi khôi cũng chưa đánh mất hành động lực, ngược lại là giúp đỡ Lâm vào cuồng bạo bên trong, chỉ thấy bị đẩy lui Trấn Hải Kình đột nhiên hất lên đuôi cá, lại hướng phía đáy biển dãy núi bay thẳng mà tới. Giống Trấn Hải Kình giận tím mặt, tiếp tục mở ra vực sâu miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng phía thẩm lãng cùng Hoa Tử Linh hai người thôn vệ mà đến, hung bạo tri cực. Hoa Tử Linh gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, đã ngửi được tử vong uy hiếp, thiên tâm hoàn giết cho ta. Dù vậy nàng vẫn là cắn chặt răng, ngăn ở bị thương nặng trước mặt nam nhân đem hết toàn lực thôi động đứng dậy trước thiên tâm hoàn ý đổ đánh lui cái này to lớn cự vật không đợi hoa tử linh đánh ra thiên tâm hoàn thẩm lãng dùng hết cuối cùng lực lượng đứng lên đem hoa tử linh túm đến ngực mình đột nhiên đẩy ra tay phải quát nhẹ lên tiếng vô cấu thánh quang bỗng nhiên ở giữa thẩm lãng toàn lực thôi động trong cơ thể thần nông lực lượng trong lòng bàn tay đánh ra lóa mắt tri cực bạch quang bạch quang trong phút chốc đánh trúng cấp tốc cướp gần trấn hải kình đầu lâu hống 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 Trấn Hải Kình thân thể cao lớn đột một đình trệ tại thẩm lãng hướng trên đỉnh đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể đang điên cuồng run rẩy run rẩy, dường như gặp thương tổn cực lớn. Uống, thẩm lãng quát nhẹ một tiếng, đem trong cơ thể thần nông lực lượng phóng thích đến cực hạt, toàn thân phía dưới liên tục không ngừng tuôn ra bạch quang, cả người giống như một vòng màu trắng mặt trời, chiếu sáng vô tận biển sâu đáy biển, phảng phất có thể rửa sạch hết thải ô uế. Vô cấu thánh quang đối thi khôi bực này từ hồn sinh vật có thể tạo thành thương tổn cực lớn, Chính vì vậy, cho nên thẩm lãng lúc trước không có lộ ra cỡ nào kinh hoàng. Giống, tại vô cấu thánh quang chiếu sạp phía dưới, chấn hải kình thi khôi trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, toàn thân bốc lên rất nhiều khói đen, thân thể bắt đầu bị bạch quang xé rách ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết máu huyết động. Không hổ là chấn giữ thông thiên thánh một con rối cái này chấn hải kình thi khôi cường độ so thẩm lãng lúc trước tại cửu lê thành trong chiến trường gặp phải cửu linh nguyên thánh cùng trời yểm ma đế thi khôi còn mạnh hơn ra một bậc thế mà có thể tại vô cấu thánh quang chiếu xuống kiên trì hai ba mươi hơi thở thời gian. Tuy nói như thế, cái này thì khôi chi thể vẫn như cũng ngăn cản không nổi vô cấu thánh quang cọ rửa. Trấn Hải Kình tại vô cấu thánh quang mãnh liệt xung kích dưới, thân thể lớn diện tích ra bị nẻ, kia to lớn vô cùng đầu lâu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diệt phong, cho đến hoàn toàn biến mất. Nương theo lấy Trấn Hải Kình đầu lâu tán loạn, thì khôi bản thể cũng đánh mất tất cả lực lượng, hình thể ra tốc tiêu vong, cuối cùng bản thể toàn bộ diệt vong, triệt để hóa thành hư vô. Hoa tử linh thở dài ra một hơi đồng thời, không khỏi sợ hãi thán phục thẩm lãng cái này tài năng như thần thần thông năng lực. Vốn cho là mình phi thăng chân tiên giới về sau, tiến bộ cực nhanh, có lẽ đã gặp phải thẩm lãng, kết quả là quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Nam nhân này căn bản chính là không thể siêu việt tồn tại. Bạch Lam đã báo cho Hoa Tử Linh, thẩm lãng là thiên tuyển giả thân phận. Hoa Tử Linh đối thiên tuyển người hoàn toàn không biết gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán được kia là phổ thông tu sĩ vĩnh viễn cũng vô pháp với tới cao độ biết mình nam nhân nghĩ như vậy pháp hoa tử linh trong lòng vẫn là mười phần trấn an nàng ngược lại là hy vọng mình nam nhân có thể một mực như thế vô địch xuống dưới điều kiện tiên quyết là không muốn ghét bỏ mình là được mắt thấy cái này chấn hải kình thi khôi rốt cuộc bị oanh sát đánh tan thẩm lãng cuối cùng là thở dài một hơi lần này tất cả lực cản đều biến mất hắn mạnh đánh lấy tinh thần tiếp tục thôi động trong tay phá cấm lệnh bài, giải trừ trên vách đá cấm chế. Ong ong ong, nương theo lấy mấy đạo rất nhỏ tiếng oanh minh, hai người trước mắt trên vách đá cấm chế rốt cục hoàn toàn tiêu trừ, hóa thành một đạo rộng lớn cửa hang, nội bộ tựa hồ là một ngọn núi quật động đá vôi. Hoa tử linh đôi mắt đẹp sáng lên, chính là chỗ này. Bản cô nương còn nhớ rõ núi quật chỗ sâu nhất chính là cất giữ tiên thạch chi địa, thẩm lãng, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Coi như hoa tử linh vịn thẩm lãng, đang muốn tiến vào núi quật tìm tòi thời điểm. Hai người đỉnh đầu đột nhiên lóe lên thất thải sắc linh quang. Không được, thẩm lãng đột ngột cảm nhận được to lớn uy hiếp, hai mắt nổ bắn ra tinh quang, lấy tốc độ nhanh nhất tế ra quảng thiên cung, mở ra cửa điện, quăng lên hoa tử linh tiến vào quảng thiên cung. Ngay sau đó, ầm ầm một đạo nổ vang rung trời, từ trên trời giáng xuống chùm sáng bảy màu đánh vào mini quảng thiên cung mặt ngoài. Năng lượng kinh khủng xung kích, lệnh bốn phía núi đá hóa thành bột mịn cặn bã. May mắn thẩm lãng phản ứng nhanh, vừa rồi nếu là hơi chậm một tia, hắn cùng hoa tử linh chỉ sợ liền phải bị cái này từ trên trời giáng xuống trùm sáng bảy màu oanh sát đánh chết. Tiếp nhận kịch liệt công kích mini quảng thiên cung cũng bị đánh thành nguyên hình, biến trở về nguyên bản to lớn cung điện hình thái. Phía trên dưới biển sâu, đột nhiên hiện ra một đồng tử thân ảnh, chính là lúc trước chấn giữ thông thiên thánh một đồng tử con rối vừa rồi công kích cũng xuất từ đồng tử con rối tay. Đồng tử cấp tốc hướng dưới đáy biển bay lượn mà đi, giơ cao trong tay bảy sắc bảo bình, miệng bình bên trong tuôn ra rất nhiều thất thải phù văn, giống như che ngập bầu trời lưới lớn, muốn đem dưới đáy biển hiện ra quảng thiên cung bao bọc trói buộc. Cùng lúc đó, dừng tay, đồng tử ngay phía trên truyền đến một đạo yêu kiều âm thanh, mảng lớn ánh sáng tím bay vụt mà xuống, đánh chúng bảo bình phóng thích ra thất thải phù văn.